tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 646, vì sao ta vẫn còn chưa chết? Lúc mở mắt ra, Tô Thị A thất còn tưởng mình đang nằm mơ. Hôm qua hắn còn ngủ ngon say trong nhà dược sư, thế mà lúc dậy thì đã bị nhét vào quan tài. Đã thế khi tỉnh dậy hắn còn thấy đầu đau đau như vừa say rượu nữa chứ. Nhưng hôm qua hắn với đám dược sư có uống rượu đâu. Một cái quan tài đương nhiên không vây khốn được Tô Thị A Thất hắn nảy nhẹ một cái thì cả nắp quan tài và lớp bùn đất bên trên đều lật tung. sau khi phá quan tài ra, hắn còn thấy trên cái đống đổ nát mình vừa phá có một cái bia rất chi là tử tế. mộ của bạn ta tô thị a thất cuồng đau tam lãng lập và lúc ấy tô thị a thất cười, tiếng cười giận dữ như bể hỏng khiến cho kẻ khác phải run sợ. đúng rồi, bên cạnh chỗ tô thị a thất còn có một ngôi mộ lớn gấp đôi. Trên mộ ghi mộ của vợ chồng bản thân Dược Sư và Giang Tử Yên, là khoản cũng là cuồng đao tam lãng lập. Lúc Tô Thị A thất phá mộ nhảy ra rồi cất tiếng cười vang vọng thì Dược Sư cũng phá mộ phi ra, Giang Tử Yên mắt tím sáng ngời, cúi đầu thẹn thùng cũng ra luôn cùng hắn. Hai người bị chôn trong cùng một quan tài, tuy Giang Tử Yên giận thì có giận, nhưng mà trong lòng lại khó nén được sung sướng. Sau khi phá mộ ra ngoài, việc đầu tiên Dược Sư làm là nhìn quan tài rồi nhìn bia mộ, sau đó thì cái chuông điên tiết trên đầu vang lên len keng không ngừng. Tam lãng, bồn tọa không chết không xong với ngươi, bồn tọa nhất định phải luyện ngươi thành dược nhân. Giang tử yên cúi đầu, vừa liếc thấy mấy chữ, mộ của vợ chồng dược sư, Giang tử yên, thì nỗi tức giận với cuồng đao tam lãng đã tan thành mây khói. Audio điện tử võ tấn bền Bây giờ ta sẽ đi tóm cổ cuồng đao tam lãng về đây. Tô Thị A thất nghiến răng nói. Hơn nữa, hắn có điều không hiểu, tuy rằng hôm qua hắn nghỉ ngơi ở nhà dược sư nên có lơi lỏng cảnh giác, thế nhưng Tam Lãng Đào hai ngôi mộ to, còn lập bia và mang quan tài đến rồi ném cả hắn và dược sư vào quan tài. Tại sao cả hắn, cả dược sư và Giang Tử Yên đều không hề phản ứng gì với động tĩnh lớn như thế? Phải biết rằng với thực lực và cảm quan nhạy bén của Tô thị A Thất, thì dù là lúc ngủ say hắn vẫn có thể cảm ứng được cả tiếng gió thổi cỏ lay. Thế mà hôm qua hắn lại ngủ như heo chết, bất tỉnh nhân sự ư. Chẳng lẽ hôm qua cuồng đao tam lãng hạ thuốc mê mà hắn không hề hay biết? Hay là trên người cuồng đao tam lãng có pháp bảo đặc biệt gì? Xong nói gì thì nói, lần này cuồng đao tam lãng chết. Chắc, rồi. Phiền tô thị A thất huynh túm cuồng đao tam lãng về đây, ta sẽ chuẩn bị 10 loại thí nghiệm dần vật để cho tam lãng đạo hữu nếm thử. Dược sư nghiến răng nghiến lợi, thế là tô thị a thất đuổi theo cuồng đao tam lãng sau một đêm tuy cuồng đao tam lãng đã chạy xa rất xa nhưng vẫn bị tô thị a thất túm được tiếp đó cuồng đao tam lãng bị pháp bảo dây thừng vàng của tô thị a thất trói thành cái bánh trưng chẳng làm gì được ai bảo hắn đánh không lại tô thị a thất cơ chứ tam lãng tự thấy mình tu vi cao thâm bây giờ đã đạt tới tu vi linh hoàng ngũ phẩm đỉnh phong chỉ còn cách linh quân lục phẩm có một bước thế mà vẫn đánh không lại tô thị a thất 72 đường đao pháp của hắn vừa nhanh vừa ác, cộng thêm thân pháp nhanh như điện xẹt, thế mà vẫn bị Tô Thị A thất nhét hành. Hắn được xưng là cuồng đao, khi cuồng lên ngay cả chính hắn cũng phải sợ bản thân mình, thế mà vẫn bị A thất nện tan xác. Thế là hắn bị trói cứng lại, nhúc nha nhúc nhích trên mặt đất. Tam lãng huynh, lần này ngươi còn định trốn đi đâu? Tô Thị A thất ngoài cười nhưng trong không cười. Tam lãng hoảng hết cả hồn. Đạo hiệu của hắn là cuồng đao tam lãng, số 3 không chỉ là con số cát tường của hắn, mà còn là một lời nhắc nhở. Bởi vì, quá tam ba bận. Cho nên chỉ cần không tìm chết ba lần trên cùng một vấn đề thì sẽ không chết thật. Trước đây thì đó chính là nguyên tắc tìm chết của hắn. Thế nhưng gần đây hắn đã liên tục lao đầu vào tô thị A à thất tìm chết ba lần rồi lần này mà bị tóm là tiêu chắc. Sao hôm qua ta lại không kìm nén được mà đi tìm chết cơ chứ? rõ ràng hôm qua cuồng đao tam lãng cũng biết nếu mình còn lao vào tô thị a à, thất tìm chết nữa thì sẽ tèo thật thế nhưng đêm qua hắn đói quá tỉnh lại mơ màng đi vào phòng luyện đan của dược sư mở một cái hồ lô ra hồ lô vừa mở thì sương mù trắng đã lan ra cuồng đao tam lãng cả kinh ngừng thở vận công chống cự màn xương rồi lập tức đóng chặt nắp lại song sương trắng vẫn lan ra tràn ngập chỉ trong khoảng khắc đã phủ kín cả nhà dược sư tam lãng đạo hữu sợ lắm bèn vội vàng nghĩ cách đánh thức dược sư và tô thị A thất. Chuyện sau đó thì mọi người biết rồi đấy. Sương trắng này dường như là một loại thuốc mê rất mạnh, một khi hít vào thì tu sĩ ngũ phẩm cũng ngã sấp như ai. Tam lãng nhìn dược sư và tô thị A thất ngủ li bì, gọi thế nào cũng không tỉnh, thế là tâm hồn tìm chết trong lòng hắn trỗi dậy. Rõ ràng lòng hắn vẫn rung chuông cảnh tỉnh rằng, tam lãng à, đừng tìm chết quá ba lần thế nhung tay hắn và thân thể hắn lại hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế đêm đó hắn đào hai cái hố to trong vườn sau nhà dược sư đi mua hai cái quan tài một to một nhỏ rồi tự tay khắc hai cái bia mộ sau đó hắn bế công chúa tô thị a thất và dược sư nhét vào quan tài rồi thuận tay đưa giang tử yên vào quan tài của dược sư luôn sau đó cuồng đao tam lãng đóng đinh quan tài lại đúng rồi sau khi làm xong những việc trên tam lãng còn rốt một ít tiền âm phủ, tờ nào tờ nấy đều có mệnh giá cả vạn tệ. Trong quá trình đốt vàng mã, tam lãng vui sướng lâng lâng, đây là lần tìm chết vui vẻ nhất năm của hắn đó. Sau khi tìm chết xong xuôi, cuồng đao tam lãng mới bắt đầu thấy sợ. Thế là nhân lúc trời còn chưa sáng, hắn vắt giò lên cổ mà chuồn. Tiếc là mới trốn được có một buổi sáng thì đã bị Tô Thị A thất túm cổ lại. Ua ua cuồng đao tam lãng liều mãng nhúc nhích nhìn tô thị a thất ngoài cười mà trong không cười trong lòng cuồng đao tam lãng dấy lên nỗi bất an mãnh liệt thế nhưng hắn không thốt lên lời miệng cũng bị bịt kín thậm chí hắn còn không dùng được truyền âm nhập mật bởi vì một khi đã bị thường vàng của tô thị a thất trói lại thì linh lực cả người đều không thể điều động nổi yên tâm đi tam lãng huynh tô mỗ sẽ không chém chết ngươi đâu tô thị a thất cười lên quái dị sau đó nhấc thẳng cuồng đao tam lãng lên mà ném lên trên thanh đao của mình. Tô Thị A thất càng bình tĩnh thì cuồng đao tam lãng càng bất an. U ơ u, -u, -u, -u. Tô Mỗ chỉ đưa ngươi đến chỗ dược sư đạo hữu thôi. Dược sư đạo hữu đã chuẩn bị cho ngươi nhiều thí nghiệm lắm, hơn chục cái liền. Ha ha ha, Tô Thị A thất cười ha hả Cuồng đao tam lãng trợn trừng hai mắt, cố sức giãy ruộng. Trên thế gian này độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, à nhầm, là lòng dạ của đám luyện đan sư cao minh am hiểu các loại thuốc độc tra tấn người khác. Nếu hắn rơi vào tay Tô thì A à thất thì cùng lắm cũng chỉ bị nện cho một trận thôi, hắn không thèm sợ chút thương tích ra thịt ấy. Thế nhưng nếu rơi vào tay dược sư thì sớm muộn gì cũng bị nhét cho một viên dược hoàn rồi hết muốn sống luôn. Bây giờ chỉ mong đường lui mình chuẩn bị hôm qua có thể cứu mình một mạng thôi. Cuồng đao tam lãng âm thầm cầu nguyện. Đúng vậy, Hôm qua khi đang liều mạng tìm chết thì cuồng đao Tam Lãng đã sắp xếp cho mình một đường lui. Đó là hắn nhét Giang Tử Yên cô nương vào chung một mộ với dược sư, còn lập cho cô nàng một cái bia vợ chồng. Nếu Giang Tử Yên cô nương nhìn thấy cái bia đó mà vui vẻ lên, thì nói không chừng sẽ thấy mình vừa mắt hơn một tí. Đến lúc đó, nếu có cô âm thầm giúp đỡ thì dù có rơi vào tay dược sư hắn cũng có thể giữ mạng được. Khi tìm chết cũng phải chừa cho mình tí hy vọng cũng như lúc nhảy ban di phải thắt chặt dây thường vậy. Cuồng đao tam lãng thấy vẫn còn sung sướng lắm. Sau khi ném cuồng đao tam lãng lên đao rồi giảm thêm hơn chục thuật phong cấm lên người hắn, Tô Thị A Thất mới vừa lòng thu lại pháp bảo thường vàng. Tiếp đó, Tô Thị A Thất ngự đao phi hành về nhà dược sư. Trên đường, hắn mở máy gọi lại cho hiến công cư sĩ. Hiến công tiền bối, ta xong việc rồi, chỗ ngài có tin tức của đồng quái đạo hữu sao? Hôm nay, Tô Thị A Thất chuẩn bị đảm đương trách nhiệm người dọn dẹp trong nhóm cửu châu số 1, bắt hai thằng cha thích tìm chết nhất hội này lại xử lý một lượt luôn. Theo tin tức ta nhận được thì đồng quái tiên sư đã lẳng lặng chuồn vào vũ trụ rồi. Hiến công cư sĩ cười ha hả đáp. Tô Thị A Thất hỏi. Tiền bối có tọa độ chính xác không? Có. Hiến công cư sĩ mỉm cười. Sáng nay hắn đã liên hệ với thư hàng tiểu hữu và lấy được thêm thông tin tình báo về đồng quái tiên sư trong đó có một tin tức giúp hắn định vị được đồng quái tiên sư rồi. Hiến công cư sĩ đáp. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì bây giờ đồng quái tiên sư đang ở cùng với con cháu ngốc đậu đậu nhà Hoàng Sơn chân Quân. Chỉ cần tìm được đậu đậu là tìm được đồng quái đạo hiếu, mà trong tay Hoàng Sơn chân Quân có cách để định vị được vị trí của đậu đậu. Hiến công tiền bối, vô cùng cảm kích. Tô Thị A à thất nói rồi cúi đầu nhìn cuồng đao tam lãng. Đạo hiểu đừng sợ, tô mỗ tìm bạn cho ngươi ngay đây cuồng đao tam lãng u uế -u -u lúc này hiến công cư sĩ trong điện thoại lại hỏi a thất này sắp tới người có rảnh không sắp tới à thời gian ngắn thì rảnh đó cuối tháng thì ta có tí việc tô thị a thất nói đến lúc đó tô thị a thập lục lại độ kiếp hắn phải về chuẩn bị thế thì hẳn là được ít ngày nữa ta muốn vây giết một con long ma ở địa khu giang nam cho nên định mời tô thị a thất đạo hữu ra tay giúp đỡ một phen thù lao người cứ việc đưa ra lúc đó ta chỉ cần máu long ma còn tài liệu khác trên người nó cho các ngươi chia nhau hết thế có được không hiến công cư sĩ hỏi địa khu giang nam trùng hợp thế tô thị a thất gật đầu nói nếu là địa khu giang nam thì được thôi hắn còn nhớ hôm qua tô thị a thập lục bị tạo hóa pháp phương kéo đi quay livestream tạo hóa pháp phương hát một bài tống ba chục vạn người vào viện đã lan truyền khắp nơi trong giới tu sĩ giỏi mà hình như cái chỗ tạo hóa Pháp Phương hát hò là địa khu Giang Nam thì phải. Hắn cũng đang định đi xem tình hình của Tô Thị A thập lục thế nào đây. Tô Thị A thất nắm chặt nắm tay, lần này hắn nhất định phải giúp Tô Thị A thập lục độ kiếp bình an. Trong di tích của trường sinh giả trình lâm dưới đáy biển, Bạch Tôn Giả và Linh Điệp Tôn Giả lần lượt mở mắt ra. Thời gian không sai lệch nhiều lắm, đến lúc rời khỏi đây rồi. chương 647, Bạch Tôn giả, ta muốn một nhánh cây tươi. Bạch Tôn giả và Linh Điệp Tôn giả đều thu được rất nhiều linh cảm từ tiểu pháp thuật tự chữa trị của Trường Sinh giả Trình Lâm. Nhìn từ bề ngoài thì bí pháp này chỉ là một pháp thuật chữa cây gãy thành lành, thế nhưng thực tế thì nó lại ẩn chứa Trường Sinh chi đạo của Trường Sinh giả Trình Lâm, đó chính là đạo trường sinh, sinh ra chính mình. Mấy ngày trước Bạch Tôn giả và Linh Điệp Tôn giả đã luyện thành tiểu pháp thuật tự chữa trị kia, tiếp theo cần phải nghĩ cách khai thác đạo trường sinh của Trình Lâm để làm dẫn chứng cho đạo của chính mình. Song quá trình này không dễ dàng và cần tốn rất nhiều thời gian. Sở dĩ họ ở lại đây lâu như vậy là để cho các đạo hữu khác nắm giữ pháp thuật này. Đến tận hôm nay thì giao bá Trân quân, bạch hạc Trân quân, thông huyền đại sư, lạc trần Trân quân, tuyết lang động chủ và vũ nhu tử cô nương mới lần lượt nắm được pháp thuật ấy. Sau khi nắm được pháp thuật tự chữa lành này, trong di tích mà trường sinh giả trình lâm để lại tạm thời không còn gì có thể thăm dò được nữa. Linh điệp đạo hiếu, đã đến lúc chúng ta rời khỏi đây rồi. Bạch tôn giả đứng dậy, cười nói. Ta cũng đang nghĩ như thế. Linh điệp tôn giả nhìn con mình với ánh mắt chiều chuộng. Sau lần lĩnh ngộ này, Vũ Nhu Tử đã ở trong trạng thái thăng cấp, có thể dẫn đến lôi kiếp tam phẩm bất cứ lúc nào, để tấn chức lên tiên thiên tứ phẩm cho nên linh điệp tôn giả cũng phải mau chóng đưa cô về linh điệp đảo để giúp cô bố trí trận pháp độ kiếp. Được bạch tôn giả và linh điệp tôn giả dẫn dắt, đoàn người rời khỏi di tích của trường sinh giả Trình Lâm. Sau đó bạch tôn giả phong ấn lối vào của di tích một lần nữa để che giấu nó. Tuy trong động phủ từ thời thiên đạo cũ để lại này chẳng có pháp bảo gì, thế nhưng hình ảnh, đại năng trường sinh giả giảng đạo, trong đó còn quý giá hơn tất cả các loại pháp bảo. Bạch tôn giả đang suy nghĩ xem, trước khi mình bế quan, thì có nên đưa tất cả các đạo hữu của nhóm cửu châu số 1 đến di tích này tham quan một lần hay không? Bạch đạo hữu, sao bá đạo hiếu, Bạch hạc đạo hiếu, Lạc trần đạo hiếu, Thông huyền đạo hiếu, Tuyết lang đạo hiếu, Lão Phu đưa tiểu nữ về Linh Điệp đảo trước đây. Chúng ta sau này còn gặp lại. Linh Điệp tôn giả chắp tay nói với mọi người. Ủa ủa, mình về Linh Điệp đảo luôn hả cha? Chúng ta không đến chỗ tống tiền bối xem hắn đóng phim à? con còn muốn diễn vai nữ trong phim của hắn mà vũ nhu tử vừa nghe thấy mình phải về linh điệp đảo ngay thì nhất thời hơi tiếc nuối lần này vất vả lắm mới được ra khỏi nhà nói thật là cô còn chưa chơi đủ mà độ kiếp quan trọng hơn linh điệp tôn giả nói rất thản nhiên lý do này quá mạnh mẽ vũ nhu tử không tài nào mà phản bác được thế nhưng cô vẫn không từ bỏ cha nè nếu con độ kiếp thành công mà tống tiền bối vẫn đang quay phim thì con có thể đến diễn một vai nữ được không? Vũ Nhu Tử chớp mắt dễ thương với phụ thân mình. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười đáp rất sảng khoái. Được, bao giờ về Linh Điệp Đảo, Lão Phu sẽ phái một đoàn phim tinh nhuệ đến giúp Tống Thư Hàng Tiểu hữu quay phim xong luôn. Thế là bao giờ Vũ Nhu Tử độ kiếp thành công thì đã có thể đến dạp xem phim của Tống Tiểu hữu rồi. Linh Điệp Tôn giả nghĩ thầm trong lòng. Đúng là gừng càng già càng cay. Vũ Nhu Tử mừng lắm quyết định như thế nhé. Sau đó cô vui vẻ vẫy tay với mọi người. Chào các vị tiền bối, ta đi về Linh Điệp Đảo với cha trước đây, sau này gặp lại mọi người nhé. Vũ Nhu Tử, sau này gặp lại. Tuyết Lang động chủ cũng vẫy tay nói. Không đúng, không đúng, Tuyết Lang tiền bối, không đúng rồi. Vũ Nhu Tử nghiêm túc nói. Tuyết Lang động chủ. Hôm nay đạo hiệu của ta là Sổ Vũ Tử, xin Tuyết Lang tiền bối hãy gọi ta là Sổ Vũ Tử đi. Vũ Nhu Tử nghiêm túc nói tiếp. Tuyết lang động chủ ngẩn ra, sau đó cũng nghiêm túc gật đầu. Sô Vũ Tử Đạo Hữu nói có lý lắm. Tạm biệt, Tuyết lang tiền bối. Vũ Nhu Tử cười hi hi. Giờ khắc này, ngoại trừ bạch tôn giả thì tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về phía linh điệp tôn giả 365 đạo hiệu đó. Linh điệp tôn giả xoay người, để lại cho tất cả mọi người một bóng lưng cao lớn và cô độc. Gần đây Tôn giả thấy hình như mình có tóc trắng hay sao ấy, về nhà phải dùng ít vừng đen để bổ tóc thôi. Sau khi Linh Điệp Tôn giả và Vũ Nhu tử rời đi, Tuyết Lang động chủ, Giao Bá chân quân, Thông Huyền đại sư và Lạc Trần chân quân cũng lần lượt cáo từ. Sau lưng các vị đạo hữu này đều có thế lực hoặc to hoặc nhỏ, không thể cứ ở mãi bên ngoài được. Sau khi chấm dứt cuộc mạo hiểm ở di tích, họ phải về tông môn của mình ngay để xử lý công việc chỉ còn lại bạch hạc chân quân vẫn theo bên cạnh bạch tôn giả không rời một tấc bạch tiền bối chúng ta đi đâu tiếp đây ơ ờ, bạch hạc người không về à bạch tôn giả hỏi gần đây ta chỉ muốn đi theo bạch tiền bối đến bao giờ ngài bế quan lại lần nữa mới thôi để đền đáp ân tình của tiền bối đó mà bạch hạc chân quân vỗ ngực cho nên có chỗ nào cần đến ta thì tiền bối cứ sai bảo tự nhiên ủ ấm chân cũng được nha Tuy nhiên Bạch Hạc Chân Quân tuyệt nhiên không dám thốt câu này ra khỏi mồm. Ừm. Bạch Tôn giả gật đầu, sau đó lấy di động ra gọi cho Tống thư hàng. Ngài biết Tống thư hàng đã về địa cầu rồi. Lúc này Tống thư hàng đang nghỉ ngơi, cho nên điện thoại được bắt rất nhanh. Bạch Tiền Bối, ngài ra khỏi di tích rồi sao? Tinh, bạn tốt Bạch Tôn giả của ngài đã online. Tinh, bắp Bạch Tôn giả của ngài đã được ra hạn. Ừ, di tích này không tồi. Thu hoạch được nhiều lắm. Đợi ít nữa có thời gian rảnh ta sẽ đưa ngươi vào chơi." Bạch Tôn giả bình tĩnh đáp. "Tốt quá tốt quá." Tống Thư Hàng vui vẻ nói, đến Bạch Tôn giả mà còn bảo vào di tích thu hoạch được nhiều, thì khi hắn vào rồi trở ra nói không chừng còn tăng cảnh giới ấy chứ. "Nói chứ, mấy ngày nay may thật đấy." Hắn muốn gặp Tô thị A thập lục thì Tô thị A thập lục đến Giang Nam. Hắn muốn có Long Ma, Long Ma thỏ ra hắn muốn có võ kỹ thì lại có được kim cương phục ma quyền, cần biên kịch thì biên kịch đã tự chạy tới cửa. Điều tiếc nuối duy nhất chính là linh quỷ quý giá của hắn biến mất rồi, thế nhưng không sao cả, linh quỷ vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống thì hắn sẽ có cách để mang linh quỷ về thôi. Người thăng cấp thành công không? Bạch Tôn giả hỏi. Tống Thư Hàng. Nhờ phúc của tiền bối, trên đường thăng cấp có nhiều sự bất ngờ, nhưng nhờ có lưu tinh kiếm và được các vị tiền bối khác giúp đỡ, cho nên ta đã độ kiếp thành công bây giờ ta là tu sĩ tam phẩm rồi thế thì tốt đợi lúc nào về ta sẽ kiểm tra trụ cột của ngươi bạch tôn giả nói tống thư hàng đúng rồi bạch tiền bối bao giờ thì ngài về chúng ta đã viết xong phần đầu của cốt truyện phim rồi đó bây giờ đang chuyển cốt truyện thành kịch bản nè bạch tiền bối mà về là có thể xem qua kịch bản ngay đó viết xong phần đầu rồi hà ừ được ta về ngay đây người đang ở đâu đấy? Bạch Tôn giả hỏi, sau khi kết thúc cuộc thăm dò di tích thì quay bộ phim để nghỉ ngơi thư giãn cũng đúng lúc lắm. Chúng ta đang ở biệt thự của Ngư Kiều Kiều, số 105 đường Hàng Nhiên, Trấn Hồng Hà, địa khu Giang Nam. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tôn giả trở về thì hắn có bản công pháp phần tiếp theo rồi. Hơn nữa có Bạch Tôn giả ở đây thì hắn lại càng mong được gặp con rồng mập kia hơn. Không biết con rồng cơ bắp kia sẽ đến một mình hay là mang theo một đám lâu la đến giúp đỡ đây. Nếu đến sớm một tí là tốt nhất, nếu mà chế quá thì hắn còn phải chuẩn bị quay phim, con rồng này mà đến đúng cái lúc đang đóng phim thì phiền lắm. Ớ, ờ, từ từ, nếu con rồng này đến đúng lúc đang đóng phim thì cái mà nó phải đối mặt chính là các vị tiền bối trong nhóm cửu châu số 1. Còn thêm rất nhiều bạn bè thích phim ảnh của các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 nữa đến lúc đó chắc là cảnh tượng hoành tráng lắm nhỉ. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới hình ảnh một đám ớt chính đi đánh boss huyết ma. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng thấy tuyệt vời. Được, chờ ta ngự kiếm phi hành về đó. Bạch Tôn giả nói xong thì bổ sung thêm một câu. Ta hơi đói rồi. Tống Thư Hàng, để ta chuẩn bị đồ ăn cho ngài, Bạch Tiền bối muốn ăn gì nào? Gì cũng được, ta tự nhiên hơi đói nên muốn ăn cái gì đó thôi. Bạch tôn giả nghĩ ngợi rồi lại nói. Nếu có cái gì ngon thì càng tốt. Được rồi, để ta chuẩn bị cho bạch tiền bối. Tống thư hàng đáp. Vậy ta lên đường đây, gặp sau nhé. Bạch tôn giả nói xong thì ngắt máy, sau đó ngài đưa tay sờ lên eo mình. Không thấy lưu tinh kiếm đâu cả. À, ngài đã đưa lưu tinh kiếm đến chỗ tống thư hàng rồi. Lần này ra ngoài ngài chỉ mang theo có mỗi một thanh phi kiếm thôi đó. Chẳng còn cách nào, để tìm xem có nhánh cây tươi nào không làm cái phi kiếm dùng một lần xài tạm vậy bạch tôn giả đưa mắt nhìn bốn phía hai ít phiền não ghê đây là biển minh mông thì lấy đâu ra nhánh cây phù hợp chứ bạch hạc chân quân hỏi bạch tiền bối ngài đang tìm cái gì thế ta đang tìm một nhánh cây đáng tiếc đây lại là giữa biển lần này lại chẳng có ai đạp nhánh cây đi chơi giữa biển cả bạch tôn giả nói với vẻ đầy tiếc nuối nhánh cây bạch tôn giả cần nhánh cây làm gì vậy bạch hạc chân quân thật hối hận sao mình lại không nhét mấy nhánh cây vào túi không gian cơ chứ thế là có thể thỏa mãn nhu cầu cho bạch tôn giả rồi lần sau phải nhớ mà làm mới được làm cái phi kiếm dùng một lần bạch tôn giả đáp tiền bối ta có tiên thuyền đây chúng ta có thể đi cùng thuyền mà bạch hạc chân quân vui vẻ nói cuối cùng thì mình cũng có chỗ hữu dụng rồi bạch tôn giả nghĩ ngợi một lát rồi lại nói nhưng ta vẫn muốn nhánh cây cơ. Ngựa kiếm phi hành kích thích hơn ngồi tiên thuyền nhiều. Nhưng đây là giữa biển minh mông, chúng ta không thể tìm nhánh cây tươi ở đâu được. Bạch Hạc Chân Quân mới nói được một nửa thì thấy trước mắt xuất hiện một khe không gian. Từ cái khe này, khí tức tà ác và dơ bẩn bốc ra. Cửu U giới. Ánh mắt của Bạch Hạc Chân Quân đanh lại. Nói đoạn, hắn dùng hai tay kết ấn, khí tức quang minh bùng nổ quanh người. Cửu U giới là kẻ địch của giới tu sĩ một khi gặp thì phải dốc hết toàn lực xử lý tà ma, rồi phong ấn thông đạo giữa cửu u giới với địa cầu lại. Trong lúc Bạch Hạc Trân Quân đang định thi triển thần công để tiêu hủy thông đạo này, thì từ trong thông đạo bóng vươn ra một nhánh cây xanh mướt. Nhánh cây giống như nhánh liếu của địa cầu, chỉ có điều lá cây màu đen mà thôi. Bạch Tôn giả gật đầu, nhánh cây này có chất liệu không tồi, lại non mơn mởn, tươi roi rói, ngài rất đối vừa lòng. chương 648, không ổn lập tức đi mời Long Động Chủ ra mặt. Khinh Vũ, Đạo Hiệu, Phi Dương Thánh Nữ. Cô là một cái cây thành tinh, nói đúng ra thì là một cây liễu thành tinh rất mực đáng yêu. Cô là một viên đại tướng dưới trướng Long Động Chủ của tà Long Động, Lai Sinh Sơn trong 77 ngọn núi ở cửu U Giới, Tu Vi đã lên đến cảnh giới ngũ phẩm. Nếu cô sống ở địa cầu, thì khi tu luyện tới cảnh giới ngũ phẩm rồi ngưng tụ yêu đan là có thể hóa thân ngay thành một mỹ nhân liễu trắng sinh. Đáng tiếc là cô lại sống trong cửu u giới hỗn loạn, tà ác và dơ bẩn. Bị lực lượng cửu u ảnh hưởng nên tuy cô đã ngưng tụ được yêu đan nhưng vẫn không biến được thành người. Cô mới chỉ luyện được mỗi cái mặt mà thôi, cho nên bộ dạng cô bây giờ chính là một cây liễu có mặt của người. Khác với liễu trên địa cầu, lá cây của cô đều là màu đen. Không thể biến hóa là chuyện khiến cho cô buồn bực nhất trên đời. Tâm nguyện lớn nhất của Khinh Vũ chính là một ngày kia có thể tấn chức đại yêu lục phẩm. Đến lúc đó dù là lực lượng của cửu u giới cũng không thể ngăn cản cô hóa thành hình người. Dẫu không thể hóa thành một yêu tinh bạch liễu xinh đẹp thì cô cũng phải biến thành một liễu mỹ nhân đen tuyển quyến rũ. Trở lại chuyện chính đi, sáng nay Khinh Vũ nhận được mệnh lệnh của Long động chủ. Động chủ sai cô tìm một thông đạo đi đến địa cầu, lẻn vào Hoa Hạ, tìm kiếm một tu sĩ nhân loại tam phẩm còn con. Tu sĩ nhân loại đó là dư nghiệt của Kim Cương Tự, năm đó Lai Sinh Sơn phải trả cái giá cực đắt mới có thể hủy diệt được Kim Cương Tự tuyệt đối không thể để cho kim cương tự cháy lại từ đống cho tàn. Thế là liễu yêu khinh vũ mới ra đây. Vì trận chiến của đại năng cửu u cấp bậc kiếp tiên và một vị kiếp tiên của nho ra, nên rất nhiều thông đạo không gian đã bị phá hủy. Thậm chí một vài thông đạo bí ẩn cũng phun trào năng lượng vì đại chiến, bị tu sĩ nhân loại và các thế lực khác trên địa cầu phát hiện và phong ấn lại. Giờ đây muốn tìm đường từ cửu u giới đến địa cầu chẳng dễ chút nào khinh vũ mất nửa ngày trời mới tìm được một thông đạo không gian thế nhưng thông đạo này hơi bé cô chui ra rất khó khăn phải tốn thêm thời gian dẫn lực lượng cửu u giới ăn mòn nó để mở rộng nó ra một chút khinh vũ cao mày suy nghĩ xem có nên đổi sang một thông đạo không gian khác hay không đúng lúc đó thì thông đạo không gian bỗng nhiên rộng ra chỉ chốc lát sau thông đạo không gian đã nới ra vừa đủ để cô chui ra rồi khinh vũ vui vẻ lắm Thế nhưng cô vẫn phóng ra một tiểu pháp thuật để thăm dò thông đạo không gian trước đã, địa cầu ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, cho nên cô buộc phải cẩn thận từng ly từng tí một. Pháp thuật thăm dò báo tin tức về, cho Khinh Vũ biết đầu kia của nó thông đến biển khơi mênh mông không một bóng người. Đây đúng là một địa điểm dừng chân tuyệt hảo mà. Thế là Khinh Vũ sung sướng vươn nhánh cây của mình ra khỏi thông đạo không gian. A à, Tương đương cảm thấy gió biển ẩm ướt và mùi biển mặn mặn, cái mầm của Khinh Vũ cũng sáng bóng cả lên rồi. Địa cầu tuyệt quá đi, hay ho hơn cửu u giới nhiều lắm. Nếu có thể thì cô hy vọng rằng mình có thể cắm rễ trên địa cầu, làm một cây liễu yêu xinh đẹp, tu luyện thành một mỹ nhân đen huyền. Tiếc là khí tức cửu u giới nồng nặc trên người cô sẽ thu hút đám tu sĩ nhân loại chẳng khác gì trăng sáng giữa đêm đen. Trong thời gian ngắn thì cô còn có biện pháp để che giấu khí tức của mình. Thế nhưng nếu cô cắm dê ở địa cầu thì cùng lắm chỉ một tháng thôi là có tu sĩ đến đẻ cô ra mà chảm yêu trừ ma ngay. Hừ, một ngày nào đó cửu u giới chúng ta sẽ chinh phục địa cầu. Đến lúc đó, hết thảy những gì trên địa cầu này sẽ đều là chiến lợi phẩm của chúng ta. Ta nhất định phải cắm dê ở một mảnh đất phì nhiêu cạnh suối nước, tắm mình dưới ánh mặt trời và nước trong, yên lặng làm một cây liễu mỹ nhân." Khinh Vũ thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy nhánh mầm của mình bị người ta tóm được. Chuyện gì thế này, rõ ràng ta đã thăm dò, đầu kia thông đạo là biển rộng làm gì có người nhỉ sao tự nhiên lại có người ở đâu chui ra thế đáng giận dám túm ngọn của ta muốn chết đây mà xem ta đây ta sẽ kéo ngươi vào cửu u giới cho ngươi biết mùi ăn mòn của cửu u giới cho ngươi biết thế nào là sa đọa khinh vũ nghiến răng một cái rồi cắm rễ trong mảnh đất ở cửu u giới nhánh cây của cô dồn lực muốn kéo cái tên gan lì cóc tía dám dùng tay nắm ngọn của cô vào cửu u giới thế nhưng khinh vũ nhanh chóng cảm thấy sợ hãi bởi vì rõ ràng cô đã dốc hết sức lực mà người ta thì lại chẳng xê dịch mảy may thậm chí thân thể của cô còn đang bị lôi về phía địa cầu đối phương là lực sĩ khăn vàng à sao khỏe thế không được không ổn khinh vũ cảm thấy dễ của mình cũng sắp bị nhổ ra khỏi cửu u giới mất rồi lúc này trên mặt biển bạch hạc chân quân trước mắt pháp thuật trong tay hắn đã chuẩn bị được một nửa đang định đánh chết ma vật đi ra từ cửu u giới này và phong ấn thông đạo luôn. Nhưng hắn không ngờ là lại có một nhánh cây non mơn mởn thò ra khỏi thông đạo đến cửu u giới. Vừa mới phút trước, Bạch Tôn giả nói muốn có một nhánh cây tươi. Ngay sau đó thì không gian nứt ra và một nhánh cây thò ra từ cửu u giới. Đây là ma vật ở cửu u giới đang giả dễ thương để lấy lòng Bạch Tôn giả đấy à? Bạch Hạc Chân Quân liếc nhìn vẻ mặt của Bạch Tôn giả, tôn giả có vẻ vừa lòng với nhánh cây này lắm, vừa nhìn thấy nó thì tôn giả đã di chuyển tức thời đến bên cạnh nó, rồi vươn tay cầm lấy nhánh cây luôn. Bạch Hạc chân Quân nhìn thấy thế thì vội vàng nhắc nhở. Bạch Tiền Bối cẩn thận, đó là tà vật đến từ cửu u giới, trên đó có lực lượng dơ bẩn từ cửu u giới đó. Không phải lo, Bạch Tôn Giả trả lời rất bình tĩnh. Lấy bàn tay của Bạch Tôn Giả làm trung tâm, lực lượng tinh lọc khuếch tán ra, xua tan hết lực lượng ô uế của cửu u giới trên nhánh liễu. Khí tức của cửu u giới không thể nào tiếp xúc được với bạch tôn giả. Sau đó, bạch tôn giả kéo hơi mạnh một cái, cả nhánh liễu liền bị lôi ra từ hư không. Chỉ trong thời gian một hơi thở, nhánh liễu và cả bản thể của nó đã bị lôi ra phân nửa. Ồ, hóa ra là một cây liễu. Bạch Hạc chân Quân nói. a à à à, đau quá đau quá, tên đáng chết nào kéo mạnh thế. Sắp đứt dễ ta rồi, sắp đứt rồi, buông ra, mau buông ra không ta cắn người bây giờ. Bây giờ thì đến cả cái mặt mỹ nhân trên thân của Liễu Yêu khinh Vũ cũng bị lôi ra. Cô kêu lên đau đớn, dễ của cô vẫn còn đang cắm trong cửu u giới kia kia. Không ngờ cái tên ở phía đối diện lại có sức mạnh lớn như thế, sắp sửa kéo bật cả dễ của cô ra luôn rồi. Cô thấy dễ mình sắp đứt tới nơi. Quan trọng hơn là đối phương còn không ngừng truyền lực lượng tinh lọc tới khiến cho cả người cô mềm nhũn ra cô vốn định dùng nhánh liễu khác đâm chết đối phương thế nhưng bây giờ cô còn không động đậy nổi một cái lá bạch hạc chân quân bạch tiền bối đây là một cây liễu tu luyện thành tinh ừ bạch tôn giả gật đầu tay ngài vẫn kéo chặt nhánh liễu và mắt thì chạm mắt với liễu yêu liễu yêu khinh vũ đối mắt với bạch tôn giả một lát sau cả khuôn mặt của cô đỏ lựng lên trên đời này sao lại có người tuấn mỹ đến thế cơ chứ cứ như là tiên nhân bước ra từ tranh cổ vậy Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không đúng, cô còn chưa luyện ra được trái tim mà. Thì ra là một cây liễu đã thành tinh, thảo nào mà ta lại thấy chất liệu của nhánh cây này tốt thế. Bạch Tôn giả nói, ngay từ đầu, Tôn giả chỉ cần một nhánh cây để chế tạo phi kiếm dùng một lần mà thôi. Nhưng khi ngài rút cái nhánh cây này thì nó lại nối liền với một cây liễu hoàn chỉnh. Bạch Tôn giả cảm thấy chất liệu của cây liễu này rất hợp ý mình nếu có thể nhổ cả cây về thì nhất định sẽ chế ra rất nhiều thanh phi kiếm dùng một lần có chất lượng tuyệt hảo. Thế là bạch tôn giả ra sức nhổ bật cây liễu kia lên. Xong, nhổ được một nửa thì ngài phát hiện ra cây liễu này tu luyện ra thành quả rồi, có ý thức rồi. Thụ yêu người ta đã có ý thức của riêng mình, thì bạch tôn giả cũng không tiện trẻ xác người ta ra làm phi kiếm như trẻ củi. Cây liễu yêu này có đắc tội gì với ngài đâu. Hơn nữa bạch tôn giả cũng không phải là người bắt yêu, cứ thấy yêu quái là muốn đánh muốn giết. Thế là bạch tôn giả nghĩ ngợi một chút rồi quyết định. Ngài vẫn nắm chặt ngọn liễu rồi nói với cô rằng. Thôi, bản tôn thấy người tu hành vất vả nên tha cho ngươi một con đường sống. Từ nay về sau, ngươi ngoan ngoãn ở lại cửu u dưới đi, đừng đến địa cầu gây chuyện thị phi nữa. Trên mặt liễu yêu khinh vũ vẫn còn đỏ ửng, người này đẹp quá đi, dịu dàng quá đi, cô yêu người ta mất rồi người này thật đáng để cô dùng cả đời hầu hạ mà. Đại nhân, xin hãy cho ta theo người, cho dù chỉ là một yêu sủng dễ thương của người thôi cũng được. Liễu yêu khinh vũ nghĩ trong lòng, và cũng thực sự đang muốn nói ra. Nhưng đột nhiên cô lại thấy từ ngọn của mình truyền đến cơn đau nhức nhối. Vị đại nhân dịu dàng tuấn mỹ, đáng để cô hầu hạ suốt đời này đang bẻ cành của cô. Tách một cái, ngài đã bẻ gãy cái ngọn quý giá của cô rồi. À, đau quá, đau quá. Liễu yêu đau đến ứa cả nhựa cây, nhựa chảy chan chứa qua đường hốc mắt. Vị đại nhân dịu dàng này lại đi bẻ cây tàn nhẫn. Tiếp đó, khinh vũ lại thấy bạch tôn giả dùng tay làm dao, tước hết vỏ trên nhánh cây của mình. Cô là một cây liễu yêu ngũ phẩm, thân thể còn được cường hóa bởi cửu u lực lượng, nhánh cây có thể sánh với pháp bảo ngũ phẩm đó. Thế mà ở trong tay vị đại nhân này thì nhánh cây của cô lại chẳng khác gì một cành trúc bình thường. Đáng sợ quá, vị đại nhân dịu dàng này đáng sợ vãi ra. Hay là mình chuồn về trước rồi tìm Long động chủ ra mặt nhỉ? Liễu yêu khinh Vũ nghĩ thầm trong lòng. Bạch Tôn giả làm phi kiếm dùng một lần rất quen tay. Chỉ một lát sau thì phi kiếm đơn sơ đã nằm trong tay Tôn giả. Tiếp đó, ngài khắc họa các phù văn trận pháp lên thân kiếm, thế là một thanh phi kiếm dùng một lần bản 004 đã ra lò. Series phi kiếm này vốn đã đến bản số 005 rồi thế nhưng sau này bản 005 đã đổi thành lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 xong rồi bạch tôn giả thổi phù một cái lên phi kiếm mới hoàn thành một cách mỹ mãn bạch hạc mình đi thôi chờ đã bạch tiền bối trước khi đi hãy để ta thu phục thụ yêu kia và phong ấn thông đạo đến cửu u giới này đã bạch hạc chân quân lên tiếng liễu hiu khinh vũ trắng bệt cả mặt mày không ổn rồi phải đi thỉnh long động chủ ra mặt ngay thôi chương 649, xếp ta bị đâm thành thịt xiên rồi phải làm sao đây? Không cần phiền thế, Bạch Hạc, người cứ tống cô ta về cửu u giới rồi phong ấn nơi này lại là được. Bạch Tôn giả đứng trên phi kiếm và nói. Nhưng mà Bạch Tiền bối ơi, cô ta là tà vật cửu u mà. Bạch Hạc chân quân lo lắng nói. Bạch Tôn giả mỉm cười bảo. Yên tâm đi, nếu cô ta là tà vật điên cuồng thì đã bị ta trẻ xác ra ngay lúc mới hiện thân rồi, cây liễu thành tinh này có chất liệu không tồi, cho nên ấn tượng đầu tiên của Bạch Tôn Giả với cô cũng khá tốt. Nghe Bạch Tôn Giả nói vậy, Bạch Hạc chân Quân gật đầu, sau đó hắn xòe đôi cánh trắng sau lưng vỗ mạnh về phía liêu yêu. Cuồng phong thét gào thốc thẳng về hướng khinh vũ. À, á à, á à. á. Khinh vũ thét lên trói tai rồi bị hất về cửu u giới. Bây giờ cơ thể cô vẫn còn suy yếu, căn bản không có sức để mà phản kháng. Tiếp đó, Bạch Hạc chân quân vung tay thi triển thuật phong ấn, phong ấn thông đạo tới cửu u giới lại. Niên tiết thật, khinh vũ nghiến răng. Sau khi khinh vũ bị hất về cửu u giới, năng lượng của cửu u giới đã đổ vào cơ thể và giúp cô khôi phục lại sức lực. Tiếp đó, cô lấy ra một sinh vật dạng cánh cứng từ trong nhánh cây của mình. Vì nguyên nhân năng lượng hỗn loạn nên trong cửu u giới không thể sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến, thậm chả pháp thuật thiên lý truyền âm vào cửu u giới cũng chịu hạn chế rất lớn thế nhưng tà ma trong cửu u giới vẫn nghĩ ra được kỹ thuật để liên lạc tầm xa. Còn bỏ cánh cứng này chính lứ họ dùng để liên lạc trong khoảng cách xa với nhau. Khinh Vũ liên hệ với Long Động Chủ bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này Long Động Chủ đang mời vài vị động chủ khác trong Lai Sinh Sơn đến tà Long Động của mình, để thương thảo cách đối phó với Dư Nhiệt Kim Cương tự nọ. Tuy Dư Nhiệt Kim Cương tự kia chỉ có cảnh giới tam phẩm, thế nhưng Long Động Chủ không dám coi thường. Bởi bên cạnh đối phương còn có các tu sĩ khác. Thế là Long Động Chủ đã mời các vị Động Chủ khác trong Lai Sinh Sơn đến, để lôi kéo chúng cùng lẻn vào địa cầu xử lý dư nghiệt kia cùng mình, sau đó nhân cơ hội túm vài tên tu sĩ nhân loại luôn. Đối với tà ma cửu U thì tu sĩ nhân loại chính là một thức đại bổ. Dù là nuốt ngay vào bụng hay mang về cửu U giới song tu thải bổ, thì đều có tác dụng làm thực lực của chúng tăng lên nhanh chóng. Long Động Chủ muốn giết chết dư nghiệt kim cương tự, nhưng trên thực tế cũng muốn nhân cơ hội này để tổ chức một cuộc đi săn nhằm tăng thực lực của mình cuộc săn này khiến cho các động chủ khác cũng rất hào hứng hai bên ăn nhịp với nhau ngay khi cuộc thương thảo tiến vào hồi kết long động chủ và các vị động chủ khác đã hẹn xong thời gian và chia sẻ xong tư liệu về tống thư hàng chỉ chờ đến thời điểm là chúng sẽ định vị vị trí của tống thư hàng rồi tổ chức tấn công đồng loạt đúng lúc này long động chủ nhận được cuộc gọi của khinh vũ Khinh Vũ à, có chuyện gì thế?" Long động chủ trầm giọng hỏi. "Động chủ, ta bị người chặn ở cửa Cửu U giới không ra được, có người ở phía đối diện đánh ta về cửa U giới, cuốn Phong ấn thông đạo mà ta vất vả lắm mới tìm được ra nữa." Liễu Yêu khinh vũ nói. Long động chủ nhíu mày, tuy Liễu Yêu có thực lực khá yếu trong đám đại tướng dưới tay hắn, thế nhưng cô ta cũng là một đại yêu ngũ phẩm mà. Hơn nữa cô ta còn có thân thể cứng rắn nếu đánh nhau thì cũng có thể chiếm hạng tầm trung trong đám đại tướng của hắn đấy. Đối phương có cảnh giới thế nào? Long động chủ có thân thể long ma nhưng bản chất chỉ là một con phụ thân trùng mà thôi. Nó không dám lỗ máng. Đối phương có hai người, một người thực lực lục phẩm, người còn lại ta không thấy rõ, hẳn là cũng phải từ lục phẩm trở lên. Liễu Hiêu khinh vũ đáp, Người ở yên đó chờ ta, ta sẽ tới đó ngay. Long động chủ vừa nghe thấy đối phương chỉ có thực lực lục phẩm thì không còn lo lắng gì nữa. Long ma có chiến lực nổi bật trong đám thiên ma ngoại vực, còn mạnh hơn so với huyết ma. Muốn bắt một con long ma mất đi ý chí thì cần có vài vị tu sĩ nhân loại cùng đẳng cấp vây công mới được. Mà hắn đang chiếm cứ thân thể của long ma, cộng thêm được lực lượng cửu u tắm tưới suốt bao ngày tháng, một mình hắn chấp hai chục tu sĩ nhân loại lục phẩm cũng ngon ơ thế là long động chủ cáo từ các vị động chủ khác rồi mau chóng bay tới chỗ khinh vũ. Mấy động chủ khác cũng chia nhau ra về, trở lại địa bàn của mình để chuẩn bị xuất chinh Lúc này, công cuộc phong ấn thông đạo cửu u giới của Bạch Hạc Trân Quân đã tiến vào giai đoạn cuối. Phong, Bạch Hạc Trân Quân quát lên một tiếng, thi triển pháp thuật phong ấn, thông đạo cửu u bắt đầu từ từ khép lại. Pháp thuật phong ấn này đã được truyền lưu trong giới tu sĩ nhân loại từ rất lâu trước kia, dành riêng cho việc phong ấn thông đạo cửu U. Tuy Bạch Hạc chân Quân chỉ có tu vi lục phẩm, thế nhưng nếu hắn dùng pháp thuật này để hoàn thành phong ấn, thì cho dù là tà ma cửu U cấp bậc thất phẩm cũng khó mà mở phong ấn ra được. Hơn nữa, phong ấn của Bạch Hạc chân Quân mới chỉ là hình thái ban đầu mà thôi. Bạch tiền bối, hình thái ban đầu của phong ấn đã hoàn thành rồi, tiếp theo phải nhờ tiền bối ra tay ra cố phong ấn. Bạch Hạc chân Quân nói. Bạch tôn giả gật đầu rồi vươn tay bổ sung thêm vài trận pháp lên phong ấn của bạch hạc chân quân. Từ nay trở đi, nếu trong đám tà ma cửu u không có huyền thánh bát phẩm thì đừng mơ mở được phong ấn này ra nữa. Trong thời gian ngắn, không sợ tà ma cửu u trốn ra ngoài từ con đường này. Phong ấn hoàn thành, bạch tiền bối, chúng ta đi thôi nhỉ? Bạch hạc chân quân hỏi. Trong lòng hắn dâng tràn kích động, tiếp theo nó sẽ được ngự phi kiếm cùng với bạch tôn giả rồi. Tuy rằng Seri phi kiếm dùng một lần của bạch tôn giả đã để lại trong lòng hắn bóng ma tâm lý không nhỏ, thế nhưng chỉ cần được ở bên bạch tiền bối thì khó khăn gì nó cũng sẽ vượt qua. Bạch tôn giả kết kiếm quyết, phi kiếm dùng một lần tản mát ra kiếm quang dịu dàng nâng ngài lên. Sau đó bạch hạc chân quân cũng mặt dày bước lên phi kiếm dùng một lần. Bạch tôn giả hỏi, Ủa, bạch hạc ngươi không tự lái tàu cao tốc à? Thưa bạch tiền bối, ta đột nhiên cảm thấy tàu cao tốc chậm quá, hơn nữa ta muốn theo sát không rời bạch tiền bối một tấc nào cơ bạch hạc chân quân đáp vô cùng nghiêm túc được rồi thế thì ngươi đứng cho vững bạch tôn giả cũng không ngại tôn giả lại kết kiếm quyết phi kiếm dùng một lần ngân vang rồi rung lên ngay sau đó nó phóng vụt đi nhanh quá còn nhanh hơn cả lưu tinh kiếm dùng một lần lúc trước bạch hạc chân quân thầm nghĩ trong lòng xem ra lần này đi động phủ của trường sinh giả đã giúp bạch tôn giả thu hoạch được rất nhiều có lẽ cảnh giới của ngài cũng cao thêm một tầng rồi. trong lúc bạch hạc chân quân đang suy tư thì phi kiếm của bạch tôn giả bỗng phanh gấp. bạch tiền bối làm sao thế? bạch hạc chân quân hỏi. suýt nữa thì hắn đứng không vững mà bị bắn văng ra khỏi phi kiếm. bạch tôn giả nhìn quanh bốn phía rồi nói: không hay rồi. ban nãy phi kiếm lao đi nhanh quá, ta vừa nhãng đi một cái thì chúng ta đã phóng thẳng vào một khe hở không gian rồi. gạch nối chấm bạch hạc chân quân bạch tiền bối khe hở không gian mà chúng ta lọt vào nối đến đâu vậy nếu ta không lầm thì chúng ta sẽ đến cửu u giới bạch tôn giả trả lời bạch hạc chân quân gạch nối chấm vào thẳng cửu u giới luôn á bỏ xử rồi hắn mang trong mình huyết thống thần thú trời sinh đã có thuộc tính quang minh nếu ở trên địa cầu thì hắn chính là khắc tinh của tà vật cửu u thế nhưng vào cửu u giới thì sẽ tèo luôn đó bạch tiền bối bây giờ chúng ta quay lại có còn kịp không bạch hạc chân quân hỏi bạch tôn giả đáp muộn mất rồi khi ngài nói chuyện thì phi kiếm dùng một lần đã xông lên xé mở thông đạo không gian và tiến vào một thế giới hắc ám tả ác khí tức làm cho người ta buồn nôn phả vào mặt làm cho bạch hạc chân quân thấy cả người khó ở nơi này tương khắc với thuộc tính của hắn lực chiến đấu của hắn ở đây bị giảm đi nhiều bất hạnh cỡ nào chứ không đúng không đúng chỉ cần ở bên bạch tôn giả thì bất hạnh cỡ nào cũng là ngọt ngào. Chỉ là cửu u giới thôi mà, hãy xem ta vượt qua mi đây. Trong cửu u giới, đáng chết, thông đạo không gian bị phong kín rồi. Liễu Hiêu khinh vũ buồn bực vô cùng, phong ấn trước mắt cực kỳ vững chắc, cô hoàn toàn không thể phá vỡ được. Xem ra nếu muốn vào hoa hạ thì lại phải tìm một con đường khác thôi. khinh vũ, tình hình thế nào rồi? khinh vũ đang suy tư thì một con rồng cơ bắp đã đáp xuống bên cạnh cô. Tuy con rồng cơ bắp nọ đồ sộ và béo núc nhưng tốc độ lại rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn nó đã chạy từ động phủ tới chỗ khinh vũ. Long động chủ, ngài tới chậm một bước, thông đạo bị phong kín rồi. Khinh vũ chỉ về phía thông đạo đã bị phong kín ở phía trước. Long động chủ kiểm tra phong ấn không gian đó một lúc rồi nhíu mày. Khó làm rồi, đây là phong ấn do cường giả lục phẩm thiết lập phong ấn này chuyên nhắm vào cửu u giới, muốn mở ra thì chỉ e phải tìm cường giả cửu u thất phẩm mới xong. Hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời tha cho bọn chúng thôi. Khinh Vũ, người đi tìm thông đạo khác đi, ta cam đoan với ngươi, nếu lần sau đi giết dư nghiệt kim cương tà gặp hai người này thì ta sẽ xả giận thay ngươi. Chỉ đành thế mà thôi. Liễu Hiêu Khinh Vũ nói. Khi họ đang nói chuyện thì một đạo kiếm khí sắc lẻm đã đâm toạc không gian, sau đó đánh thẳng về phía Khinh Vũ và Long Động Chủ. Kẻ nào? Long ma cơ bắp quát lớn một tiếng rồi xoay người lại. Giờ hai nắm đấm tấn công vào kiếm khí. Nhưng ngay sau đó, con rồng cơ bắp thấy tay mình đau buốt. Đôi nắm đấm mà hắn lấy làm tự hào đã bị kiếm khí của đối phương đâm xuyên qua. Không chỉ thế, thế tới còn sót lại của kiếm khí đâm thẳng qua người hắn, ghim chặt hắn vào kiếm rồi tiếp tục phóng về phía trước. Ai ra, mình đâm vào cái gì rồi? Không sao đâu bạch tiền bối, đây là cửu u giới mà, mình có đụng vào cái gì cũng không sao. Một giọng nói an ủi vang lên. Ta thấy hình như mình đâm vào một tà ma gì dạng như rồng ấy. Bạch tôn giả nói xong thì quay đầu sang, vừa hay thấy được thụ yêu đang ngu người đứng được ra đó. Bạch tôn giả thấy mình và thụ yêu này có duyên với nhau ghê lắm, thế là ngài vẫy tay với cô để chào hỏi. Ơ, ờ, đây không phải là liễu yêu ban nãy hay sao? Xin chào, mình lại gặp nhau rồi. Liễu Hiêu Khinh Vũ cảm thấy hai hàm răng của mình va vào nhau công cốp. Thấy Long Động chủ bị vị đại nhân dịu dàng kia đâm thành thịt xiên, cô chỉ cảm thấy bộ rễ của mình nhũn ra, mãi mà chẳng thốt lên lời. Chương 650, người tưởng ngươi là quan nhị gia chắc. Đáng sợ, Long Động chủ cảnh giới lục phẩm, lại có được thân thể long ma, chiến đấu trong đám lục phẩm cũng có thể xếp vào chiếu trên. Thế mà một tên châu bò như thế vừa gặp người ta đã bị xiên thành thịt xiên rồi. Liễu yêu khinh vũ sợ vãi linh hồn, rốt cuộc vị đại nhân dịu dàng này có cảnh giới gì? Vì sao Long Động chủ cảnh giới lục phẩm lại không hề có sức chống đỡ khi ở trong tay hắn? Đừng sợ, ta đến cửu u giới không phải là để đối phó với ngươi. Chỉ vì ta ngự kiếm phi hành nhanh quá nên mới gặp sự cố, thế là xâm nhập vào cửu u giới này thôi. Bạch tôn giả xua tay an ủi liễu yêu rồi hỏi tiếp. Đúng rồi, liễu yêu bé nhỏ, người có biết cách nào để rời khỏi cửu u giới không? Đây là lần đầu tiên bạch tôn giả đi vào cửu u giới, ngài không hiểu lắm về thế giới này. Liễu hiêu khinh vũ run rẩy ngừng đầu lên. Ngài vào từ chỗ nào thì có thể ra từ chỗ đó. Ồ, ta biết rồi, cảm ơn nhé. Bạch tôn giả mỉm cười nói. Đúng rồi, còn phải cảm ơn nhánh cây làm phi kiếm của ngươi nữa, chất liệu tốt lắm, dùng rất thuận tay, tốc độ phi hành không kém gì phi kiếm bản mệnh của ta đâu. Liễu hiêu khinh vũ sau khi chào hỏi liếu yêu khinh vũ xong, bạch tôn giả lại nhìn con long ma cơ bắp đang bị đính vào mũi chiếc phi kiếm dùng một lần bản 004 của mình. Long ma cơ bắp vẫn duy trì tư thế hai tay giao nhau, bị kiếm khí đâm xuyên. Kiếm khí xuyên qua hai tay giao nhau của long ma rồi đâm thấu lồng ngực hắn, xiên luôn nó vào mũi kiếm. Lúc này con long ma cơ bắp đang vùng vẫy không ngừng, muốn thoát ra khỏi phi kiếm của bạch tôn giả. Thế nhưng kiếm khí của bạch tôn giả mang sức mạnh đồng dạng với tinh lọc, đó cũng chính là lực lượng mà Liễu Yêu khinh vô tiếp xúc khi trước. Lực lượng tinh lọc này sẽ khu trừ hết lực lượng cửu u ô uế trên người Long Ma, không chỉ thế, nó còn khiến cho đám tà ma cửu u suy yếu và không còn sức lực. Cho dù Long Động Chủ đã ở cảnh giới lục phẩm, mà bị luồng lực lượng tinh lọc này đâm thẳng vào cơ thể thì cũng nhũn như con chi chi mà thôi Long Động Chủ căn bản không thể dẫy thoát khỏi mũi kiếm được. Ồ, hóa ra là một con Long Ma, Bạch tôn giả ngửi thấy mùi máu trên người long động chủ thì kinh ngạc lắm. Không ngờ con tà thú cường tráng ú nu này lại là long ma trong thiên ma ngoại vực. Thiên ma ngoại vực mà lại là tà ma cửu u, quả nhiên nên xử lý đi thì hơn. Thế là bạch tôn giả dẫm nhẹ phi kiếm dưới chân, một đạo kiếm ý phóng ra. Kiếm ý xuyên thẳng vào cơ thể long ma. Hóa đá. Ngay sau đó, thân thể long ma cứng nở lại, một tầng vật chất màu hổ phách từ trong cơ thể nó toát ra, bao phủ toàn thân nó rồi biến nó thành một hóa thạch hổ phách khổng lồ. Khối hóa thạch hổ phách cô động ngay trên mũi phi kiếm dùng một lần của bạch tôn giả. Khí tức sinh mệnh của long động chủ tiêu tán nhanh chóng. Không chỉ có thân thể của long ma, mà ngay cả phụ thân trùng ở sâu trong cơ thể nó cũng biến thành một phần của hóa thạch hổ phách, thân tử đạo tiêu. Long động chủ tà long động của Lai Sinh Sơn chưa kịp xuất sư, thậm chí còn chưa kịp ra khỏi cửa nhà, thì đã tiêu đời nhà ma. Long Thiên Quân động chủ. Liễu Hiêu Khinh vũ kêu lên thất thanh. Long Thiên Quân chính là tên thật của Long động chủ. Năm đó phụ thân trùng tên là Bách Quân, sau khi bám vào người Long Ma thì đã đổi tên thành Long Thiên Quân. Ô, ngươi biết con Long Ma này à? Bạch Tôn giả quay lại nhìn Liễu Yêu. Mặt mày Liễu Yêu trắng nhợt cả ra. Sau đó cô nàng quyết đoán lắc đầu quầy quầy. Không, ta chẳng biết hắn là ai cả. Bạch Hạc Trân Quân cười lạnh lùng nhưng ngươi vừa mới gọi tên nó xong đấy. Long thiên quân động chủ, hừ, bạch tiền bối, liệu yêu này quả nhiên có vấn đề, để ta chém cô ta thành củi đi. Đừng mà, Liễu yêu khinh vũ sợ mất mật, rút ngay dễ khỏi mặt đất cửu u dưới rồi phóng lên trời bỏ chạy. Tuy chưa biến hóa nhưng cô đã ngưng tụ được yêu đan, là một đại yêu cấp bậc ngũ phẩm có thể đạp không mà đi rồi. Thế nhưng cô không ngự kiếm phi hành thì làm sao có thể chạy kịp với bạch hạc chân quân có đến bốn cánh. Bạch Hạc Chân Quân tung cánh lao đi như chớp giật, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh Liễu Yêu Khinh Vũ. Sau đó Bạch Hạc Chân Quân vung tay phải chém ra một trường. Vụt, Liễu Yêu Khinh Vũ bay ngược lại, rơi xuống trước mặt Bạch Tôn Giả. Lại một chớp mắt sau, Bạch Hạc Chân Quân đã lao vụt về bên cạnh Liễu Yêu Khinh Vũ, biến chỉ thành kiếm, định chém cô thành một bó củi nát. "Bạch Hạc, chờ đã." Bạch Tôn Giả lên tiếng ngăn cản. Bạch Hạc chân Quân lập tức dừng kiếm khí lại rồi nhìn về phía Bạch Tôn Giả với vẻ nghi hoặc. Bạch Tôn Giả có gì sai bảo? Ta thấy mình và cô ta rất có duyên, cho nên tha cho cô ta đi. Mang cô ta về, rồi nghĩ cách thanh lọc hết năng lượng cửu u trong cơ thể cô ta là được. Bạch Tôn Giả xoa cầm rồi bổ sung thêm. Thế thì sau này ta đã có nguồn nhánh cây vô tận để chế tạo phi kiếm dùng một lần rồi. Có lẽ ta nên nghiên cứu một series phi kiếm mới, ví dụ như series Liễu Yêu dùng một lần chẳng hạn. Liễu Yêu khinh vũ, đáng giận, trả một rổ cảm động lại cho bà. Khi vị đại nhân cường đại mà dịu dàng này nói nửa câu trước, cô đã cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp người ta. Thế mà ngài lại nói nửa câu sau, đánh cô từ thiên đường rất thẳng xuống địa ngục. Bạch Hạc chân quân, không hổ là Bạch Tiền Bối, mưu tính sâu xa quá. Thế là hắn thi triển pháp thuật trói chặt Liễu Yêu khinh vũ lại, treo vào phía đuôi của phi kiếm dùng một lần bản 004. Liễu yêu khinh Vũ cảm thấy chả còn gì lưu luyến mà sống trên đời. Đứng vững nhé, chúng ta về nhà thôi. Bạch Tôn giả nói đoạn thì kết kiếm quyết, phi kiếm dùng một lần đưa theo ba, người, và ghim con long ma cờ bắp nọ phóng vụt ra khỏi khe hở không gian. Tốc độ cực nhanh Liễu Yêu khinh Vũ cảm thấy dễ của mình mềm nhũn ra, may mà cô là đại yêu ngũ phẩm nên mới có thể cắn răng chống đỡ được, thế nhưng chỉ trong thời gian hai hơi thở sau. Bạch tôn giả thầm nghĩ trong lòng, thấy bụng hơi đói đói, thôi về nhà nhanh chút đi. Sau đó ngài lại kết kiếm quyết, làm cho tốc độ phi kiếm tăng lên gấp 5 lần. Bạch hạc chân quân thân là chân quân, tốc độ này hắn thừa sức chịu được. Thế nhưng liễu yêu khinh vũ bị cuốn dây thường treo tòng ten sau kiếm thì không chịu được nữa rồi. Cô nàng chưa bao giờ bay với tốc độ điên cuồng chóng mặt thế này cả, lại còn bị chó treo lên, nếm đủ mùi kinh sợ khi bay. À, à, à Tiếng thét của liếu yêu khinh vũ chẳng khác nào một khúc hát cá heo vang mãi chẳng dừng. Một nơi khác, gần một con đường vắng người và không có camera giao thông, cách biệt thự của Ngư Kiều Kiều ở địa khu Giang Nam không xa. Một chiếc ngũ lăng hoành quang màu bạc xuất hiện trong im lặng, sau đó điềm nhiên đi vào đường cái. Trong xe, một gã đàn ông mặt đỏ ao huyết sáo vang vang. Không bị bất cứ ai phát hiện, tốt lắm, mục tiêu là biệt thự của ngư kiều kiều tiểu hiếu đi thôi gã đàn ông mặt đỏ cười ha hả rồi lái con ngũ lăng hoành quang sản xuất trong nước đi bon bon trên đường đừng nhìn con ngũ lăng hoành quang bình thường mà lầm thực tế đây là một chiếc tiên thuyền của tu sĩ lên được trời đi được đường cái lặn được xuống nước trâu bò lắm đó ngũ lăng hoành quang chỉ là cái vỏ ngoài để ngụy trang mà thôi dùng nó đi trên đường sẽ không bị người ta để ý gã đàn ông mặt đỏ vừa lái xe vừa huyết sáo, sắp tới chỗ thư hàng tiểu hữu rồi tương đương. Bon 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 bon, đột nhiên thấy cảnh sát giao thông cắm chốt đằng trước, hình như là đang kiểm tra nồng độ cồn. Mấy năm gần đây ngày càng nhiều xe riêng đi lại trên đường, sự cố giao thông cũng ngày càng thường xuyên hơn cảnh sát giao thông kiểm tra việc uống rượu khi đang lái xe cực kỳ nghiêm ngặt mấy chú cảnh sát thử nồng độ cồn suốt quỷ nhập thần như anh hùng núp, trời biết bọn họ sẽ cắm chốt ở cung đường nào gã đàn ông mặt đỏ cũng không để ý mà chỉ bình thản lái xe đi qua sau đó xe hắn bị chặn lại trước mặt hắn đã có ba bốn chiếc xe một đám tài xế bị bắt xuống thổi khí vào một thiết bị trông như cái microphone mấy tài xế đằng trước kiểm tra xong thì đến gã đàn ông mặt đỏ hắn vừa hạ kính xe lấy được giấy phép lái xe ra chưa kịp nói câu nào thì anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi đã nói ngay mời anh đưa giấy phép lái chật chật uống kinh quá nhỉ gã đàn ông mặt đỏ lấy giấy phép lái xe ra mà ngu cả người gì cơ anh đừng có mà giả ngu mặt mũi đỏ ao thế này rồi còn gì cảnh sát giao thông trẻ cười lạnh nhìn vào giấy phép lái xe thấy tên đề là hiến công họ hiến tên công tên tuổi gì lạ vậy anh chàng xem xong bèn lấy thiết bị như chiếc microphone rồi đưa qua trời sinh đó mặt đỏ của ta là trời sinh đó gã đàn ông mặt đỏ cả giận nói ha ha anh tưởng anh là quan nhị ra hay sao? Thổi đi, đã uống rượu thì đừng mong mà thoát kiểm tra, có nói xạo cũng vô dụng thôi. Cảnh sát trẻ tuổi đầy thiết bị thử nồng độ cồn tới. Sau đó, ơ, không uống thật à? Cảnh sát trẻ tuổi thốt lên kinh ngạc. Đây không phải là lần đầu anh chàng đi bắt mấy tên uống rượu lái xe, thế nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy người không uống rượu mà mặt mũi đỏ gay như gã đàn ông mặt đỏ này. Chẳng lẽ trời sinh người này như vậy thật? Mặt đỏ của anh ta giống y như mặt đỏ vì uống rượu luôn. Thấy rồi chứ, đã bảo là trời sinh, trời sinh hiểu không hả? Gã đàn ông mặt đỏ chỉ hận không thể phun đầy mưa xuân lên mặt cảnh sát trẻ. Mặt đỏ thì làm sao? Mặt đỏ thì đáng bị kỳ thị à? Cảnh sát giao thông trẻ ngại quá, đành phải cho hắn đi ngay. Gã đàn ông mặt đỏ buồn bực lái chiếc ngũ lăng hoành quang đi về phía biệt thự của Ngư Kiều Kiều. Đi đường mà gặp bắt thử độ cồn mình cứ thấy hôm nay nhỏ nhỏ kiểu gì ấy. Hiến công cư sĩ thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, gã đàn ông mặt đỏ này chính là hiến công cư sĩ. Hy vọng là con long ma của mình sẽ không sao. Thư hàng tiểu hữu đừng có bị tập kích lúc ta còn chưa tới đó nhé. Không được, ta phải nhanh hơn nữa, phải tới bên cạnh thư hàng tiểu hữu thật nhanh, không thể để con long ma kia trốn mất hay rơi vào tay người khác được. Hiến công cư sĩ nhanh chóng chạy tới gần biệt thự của ngư kiều kiều chính là nơi này. Hiến công cư sĩ xuống xe, nhìn thấy biệt thự của Ngư Kiều Kiều vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, xem ra con long ma kia vẫn chưa đến. Đúng là không còn gì tốt hơn. chương 651, sao trưởng tâm lôi lại có thể đơn giản như thế? Lúc này, ở phòng luyện công trong biệt thự của Ngư Kiều Kiều, Tô Thị A Thập Lục tiếp tục chỉ dẫn Tống Thư Hàng tu luyện. Trong lúc đang tu luyện thì Tống Thư Hàng nhận được điện thoại của Bạch Tôn Giả và biết là ngài sắp sửa trở về. Mặt khác, Bạch Tiền Bối nói rằng tự nhiên mình rất đói, muốn ăn một bữa thật là ngon. Nói đến ăn thì Tống Thư Hàng nghĩ ngay đến biệt tuyết tiên cơ. Bàn tiên chân yến lần trước ngon lành đến nỗi hắn muốn nuốt luôn cả lưỡi. Thế là Tống Thư Hàng gọi cho biệt tuyết tiên cơ. Điện thoại được bắt rất nhanh, giọng nói của tiên cơ cất lên. Alo, Thư Hàng tiểu hữu à, Tìm ta có chuyện gì đấy? Ừm, ta muốn hỏi tiên cơ một chút, bây giờ ta muốn đặt một bàn tiên chân yến bình thường ở chỗ tiên cơ thì hết bao nhiêu? Tống Thư Hàng hỏi thử. Không cần linh thạch, chỉ cần cắt một đoạn búp hành của cây hành tinh trong tay ngươi giao cho ta, thì ta sẽ làm ngay cho ngươi một bàn tiên chân yến. Biệt Tuyết tiên cơ nói rất sảng khoái. Tống Thư Hàng, hắn đã có thể cảm thấy thông nương trong túi thu nhỏ một tấc đang run rẩy, làm cho cả cái túi cũng rung lên theo tiên cơ tỷ tỷ à, đừng có dụ dỗ ta cắt búp của thông nương nữa, nếu cứ dụ dỗ tích cực thế này thì nói không chừng ngày nào đó ta sẽ cắt búp của cô ta thật mất. Tống Thư Hàng thở dài não nề. Không nỡ à, thế thì thông thường một bàn tiên chân yến bình thường nhất của ta có giá 5 vạn linh thạch ngũ phẩm. Ta giảm giá cho ngươi, trả hai vạn linh thạch ngũ phẩm thôi, ta sẽ làm cho ngươi một bàn tiên chân yến. Biệt tuyết tiên cơ cười bảo. Cô là tiên chủ số một giới tu chân đấy nhé, đương nhiên là giá phải cao rồi. Trên thực tế thì cái giá khởi điểm 5 vạn linh thạch ngũ phẩm đã là tiên cơ chiết khấu rồi đấy. Tống Thư Hàng quỳ mọp tại trận luôn, trước đó không lâu hắn mới giao dịch được bốn chục viên linh thạch lục phẩm ở chỗ thiên nhai tử đạo trưởng đổi ra thành linh thạch ngũ phẩm cũng chỉ được có 400 viên, còn kém xa số lẻ của tiên chân yến. Nếu Thư Hàng tiểu hữu không có linh thạch ngay thì cứ ghi sổ cũng được. Chờ bao giờ người có linh thạch rồi từ từ trả ta cũng không sao. Bạch Thu Tuyết lại bổ sung. Thư hàng tiểu hữu chỉ là một tu sĩ còn con vừa lên tam phẩm, cô cũng lường trước được là trong người hắn chẳng có bao nhiêu linh thạch mà. Cho nên nếu đối phương muốn ăn một nữa thì cô sẽ nể mặt bạch tôn giả mà bán chịu cho hắn, dù sao cũng chỉ là một bữa tiên chân yến mà thôi. Tống Thư Hàng lặng lẽ hít vào một hơi, nếu ghi sổ thì sẽ nợ hai vạn viên linh thạch ngũ phẩm luôn đó. Tiên chân yến của biệt tuyết tiên cơ đắt quá đi đây là cái giá mà bây giờ hắn hoàn toàn không có khả năng chi trả hết cách rồi tuy rất muốn cho bạch tiền bối ăn một bữa ngon thế nhưng với tình hình tài chính của hắn hiện tại thì vẫn nên đặt cơm nước bình thường là hơn hoặc là bảo đầu bếp nhà ngư kiều kiều nấu một bữa cũng được có lẽ mình chuẩn bị thêm hai hộp dương mai chắc là bạch tôn giả sẽ vui vẻ nhỉ cảm ơn tiên cơ nhưng mà thôi vậy tống thư hàng thở dài hi hi thực ra ta có thể cho ngươi nợ vô thời hạn, lúc nào có linh thạch thì trả lại ta, thế có muốn không nào? Biệt Viết Tiên Cơ nói. Tống Thư Hàng nghe xong thì hơi bị động lòng, thế nhưng chưa chờ hắn kịp lên tiếng thì Biệt Viết Tiên Cơ lại hỏi. đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, sao tự nhiên ngươi lại muốn đặt một bàn tiên trần yến thế? à, thực ra là vì bạch tiền bối sắp về rồi. Tống Thư Hàng ăn ngay nói thật, bây giờ Biệt Viết Tiên Cơ ở ngay địa khu Giang Nam tí nữa bạch tôn giả ngự kiếm về thì tiên cơ sẽ cảm ứng được ngay, muốn giấu cũng không giấu được thì cần gì phải nói dối. Biệt tuyết tiên cơ, gạch nối chấm. Một lát sau, biệt tuyết tiên cơ cắn răng một cái rồi nói. Ta sẽ làm cho ngươi một bàn tiên chân yến giá 5 vạn linh thạch ngũ phẩm không giảm, cho ngươi nợ đến bao giờ cũng được. Cho dù sau này ngươi có linh thạch rồi mà không muốn trả cho ta cũng không sao. Nghĩa là ngươi mua một bàn tiên chân yến của ta, ta cho ngươi nợ, không cần ngươi trả tiền ngươi có làm hay không nói là cho nợ nhưng thực tế chính là cho không thế là tống thư hàng gật đầu chẳng chút do dự được lúc nào bạch đạo hữu về tới nơi biệt tuyết tiên cơ hỏi chắc là sắp rồi bạch tiền bối đang ngự phi kiếm về đấy tuy là cách cả nửa vòng trái đất thế nhưng với tốc độ của tiền bối thì sẽ về nhanh thôi tống thư hàng nói chờ đó ta sẽ làm tiên chân yến xong trong thời gian sớm nhất Xuất lời, Biệt Tuyết Tiên Cơ liền cúp điện thoại. Tống Thư Hàng nhún vai, cất điện thoại. Thế là nợ Biệt Tuyết Tiên Cơ 5 vạn linh thạch ngũ phẩm rồi. Tô Thị A Thập Lục cười thành tiếng, với thính lực của cô thì đương nhiên là có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện giữa Tống Thư Hàng và Biệt Tuyết Tiên Cơ. Đúng rồi, A Thập Lục, suýt thì quên, cho cô nè. Nói đoạn, Tống Thư Hàng lấy một cái mầm trong túi thu nhỏ một tắc rồi đưa cho Tô Thị A Thập Lục đây là mầm của thất hoàng diệu quả mà ông chú chính nước của tiên nông tông giao cho hắn hôm qua lúc đó hắn mang cái mầm theo định bụng đưa cho tô thị a thập lục ai ngờ vừa mới thỏ mặt ra định cho a thập lục một bất ngờ thì đã bị cô nàng đánh ngã chỉ bằng một đòn sau đó hắn đã quên không đưa nó cho cô cái gì đây tô thị a thập lục nghi hoặc nhận lấy mầm cây khi tiếp xúc với mầm cây ấy thì cô lại cảm thấy rất thoải mái dường như những tai họa ngầm tiềm ẩn trong cơ thể cô đều được giảm thiểu hẳn đi đây là mầm của thất hoàng diệu quả mà ông chú chính nước của tiên nông tông nhờ ta giao cho cô làm quà tạ lỗi. Tuy nó chỉ là mầm cây của tiểu hỗn đản, thế nhưng vẫn có hiệu quả nhất định với vết thương do thiên kiếp tạo ra đấy. Tống Thư Hàng nói, là ông chú kỳ quái kia à. Tô Thị A thập lục gật đầu rồi cất mầm cây đi. Ta nhận ý tốt của ông ấy, nếu lần sau Thư Hàng còn gặp lại ông chú đó thì nhớ cảm ơn ý tốt của ông ấy thay ta nhé. Ừm, Tống Thư Hàng cười nói sau khi nghỉ ngơi một lát. Tô Thị A Thập Lục bắt đầu chỉ dẫn Tống Thư Hàng luyện tập hai pháp thuật thích hợp với tu vi tam phẩm của hắn là dẫn lôi thuật và hư không hoán hỏa pháp. Lúc mới bắt đầu tu luyện, Tô Thị A Thập Lục giao cho Tống Thư Hàng hai cuốn sổ dày, trong đó giới thiệu nguyên lý pháp thuật của dẫn lôi thuật và hư không hoán hỏa pháp. Tống Thư Hàng tính toán thử thì thấy nếu muốn thi triển hai pháp thuật này thì cần có những trình tự khá dườm già. Dưới sự chỉ dạy tận tâm của Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng bắt đầu thử hai loại pháp thuật ấy. A Thập Lục à, pháp thuật tam phẩm đều phức tạp như thế hả? Tống Thư Hàng vừa thử hư không hoán hỏa pháp vừa hỏi. Hắn phát hiện ra thiên phú về mặt học tập pháp thuật của mình bỗng trở nên rất bình thường. Hắn đã thử hư không hoán hỏa pháp mấy lần rồi mà chẳng thấy ngọn lửa cháy lên. Không phức tạp mà, pháp thuật tam phẩm chắc cũng chẳng khác lắm so với trưởng tâm lôi mà ngươi đã học được đâu. Tô Thị A Thập Lục nói pháp thuật trước tứ phẩm có độ khó ngang ngửa nhau, chỉ có lượng năng lượng và tinh thần lực phải đổ vào nhiều hơn một chút mà thôi. Sao có thể thế được? Tống Thư Hàng nói. Hắn nhớ khi mình luyện trưởng tâm lôi thì bạch tôn giả chỉ dạy hắn cách vẽ lôi phù mà thôi, cái lôi phù đó cũng rất dễ vẽ, chỉ có 7 nét đơn giản. Sau đó hắn chỉ cần dùng khí huyết chi lực hoặc chân khí để vẽ lôi phù lên lòng bàn tay, và dùng tinh thần lực kích hoạt năng lượng trong nó là có thể phóng xét từ lòng bàn tay rồi. Còn muốn dùng hư không hoán hỏa pháp thì phải dùng tinh thần lực minh tưởng cấu trúc và phù văn của nó trong đầu, sau đó dùng phương thức đặc biệt vận chuyển chân khí trong cơ thể, dẫn chân khí khắc họa bốn phù văn trong hư không, rồi vừa dùng tinh thần lực duy trì phù văn, vừa đổ chân khí vào phù văn lần nữa. Cuối cùng lại dùng tinh thần lực dẫn lực lượng trong phù văn ra, mới có thể dẫn lực lượng ra từ phù văn. Trường tâm lôi của ta có mỗi hai trình tự, mà cây SSS có tận 5 cái liền. Tống Thư Hàng nói. Trường tâm lôi hai trình tự sao mà thế được? Trường tâm lôi nhà ai mà lai chỉ có hai trình tự? Lần này thì đến phiên tô thì a thập lục không dám tin. Ngươi thi triển trường tâm lôi cho ta xem thử xem nào. Tống thư hàng nghe thấy thế thì hiểu ngay ra, điệu hóa hóa ra trường tâm lôi mà mình học là bản đặc biệt à? Chắc chắn là phiên bản đã bị bạch tôn giả sửa đổi rồi. Bảo sao lúc trước khi gặp quỷ tướng mà đám đàn chủ để lại ở quê ngoại của thổ ba? Tống Thư Hàng lại có thể dùng một đòn trường tâm lôi đánh ngu cả quỷ tướng. Trường tâm lôi hoàn toàn không phải là pháp thuật mà Tống Thư Hàng nhất phẩm khi đó có thể sử dụng được. Ta nghĩ có lẽ pháp thuật trưởng tâm lôi mà ta học là bản đã được bạch tiền bối chỉnh sửa rồi. Tống Thư Hàng nói đoạn bèn dùng tay trái vẽ lôi phù lên tay phải của mình, rồi dùng tinh thần lực kích thích, thế là trường tâm lôi bèn xuất hiện ngay trong lòng bàn tay hắn và vang lên sèn sẹt. Hai trình tự, gần như thi pháp trong nháy mắt. Tô Thị A thập lục. Chỉ có thể nói không hổ là bạch tôn giả, sửa trường tâm lôi thành đơn giản như thế mà cũng được sao. Mà Tống Thư Hàng thì đang nghĩ, hay là mình cứ học cả hư không hoán hỏa pháp, dẫn lôi thuật và pháp thuật thăng cấp của trường tâm lôi là trường trung thiên lôi với bạch tôn giả thì hơn. Nói không chừng trong tay bạch tiền bối có đủ phiên bản đơn giản của chúng nó ấy chứ. Pháp thuật phức tạp thế này thực sự không thích hợp để dùng trong chiến đấu, bản đơn giản hóa của bạch tiền bối có tốc độ thi pháp nhanh hơn nhiều đúng lúc này thì từ bên ngoài phòng vang lên tiếng hô thư hàng tiểu hữu lão phu tới rồi hiến công cư sĩ cười sang sảng hiến công cư sĩ là tiền bối trong nhóm cửu châu số một là con người mạnh mẽ đã từng giáp lá cả với đầu đạn hạt nhân nếu không phải đầu đạn hạt nhân năm đó ảnh hưởng tới trạng thái của hắn thì nói không chừng bây giờ hắn đã trở thành tôn giả rồi Tống Thư Hàng và Tô Thị A thập lục vui vẻ đi ra, cả Ngư Kiều Kiều và Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng cũng ra ngoài đón hiến công cư sĩ. Sau khi nhìn thấy hiến công cư sĩ thì Tống Thư Hàng phát hiện ra hắn khác hẳn so với tưởng tương của mình. Vừa nghe đạo hiệu, hiến công, thì người ta đã nghĩ ngay hắn là một ông già, lại thêm hậu tố, cư sĩ, làm cho người khác hình dung ra dáng vẻ thư sinh. Thế nhưng thực ra hiến công cư sĩ lại là một gã đàn ông vạm vỡ mặt đỏ ao ao, thân cao mét chín, cơ bắp cả người trông như đá tảng. Thư hàng tiểu hữu con lòng mà kia chưa đến đây chứ? Hiến công tiền bối lo lắng hỏi. Tống thư hàng mỉm cười. Chưa đâu. Tốt lắm. Hiến công cư sĩ thở phào nhẹ nhõm. chương 652, thêm chút yêu đãi Ta đã hẹn vài vị hảo hữu đến hỗ trợ và xin cả nhóm cửu châu số một giúp đỡ. Đến lúc đó bọn ta sẽ ẩn nấp xung quanh thư hàng tiểu hữu chỉ cần long ma đến đây thì bọn ta sẽ khiến nó có đi mà không có về hiến công cư sĩ nói vì kế hoạch bắt giữ long ma lần này mà hắn đã bỏ hết vốn liếng thậm chí còn nợ bao nhiêu ân tình thế nhưng hết thảy đều đáng giá chỉ cần có thể bắt giữ long ma thành công tạo ra long ma dược tề thì có thể tăng cường thể của hắn lên kịp với cảnh giới và hoàn toàn loại bỏ tai họa ngầm cho thân thể đến lúc đó thì hắn có thể trùng kích tôn giả thất phẩm rồi ta sẽ dốc toàn lực phối hợp với tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hơn nữa bây giờ Bạch Tôn Giả cũng sắp về rồi. Có Bạch Tôn Giả ở nhà thì bắt giữ Long Ma đã là chuyện nắm chắc trong tay. Trong phòng khách của biệt thự, sư đệ của tạo hóa Pháp Phương, biên kịch hàng đầu quốc gia thôn Vân Đại Sư đang trao đổi tình tiết câu chuyện với Cao Mỗ Mỗ. Đồng thời thôn Vân Đại Sư cũng cải biên luôn phần mở đầu mà Cao Mỗ Mỗ đã viết xong thành kịch bản và chỉ dẫn cho Cao Mỗ Mỗ phương pháp sáng tác kịch bản phim truyền hình. Bạn gái nhà y của Cao Mỗ Mỗ ngồi bên cạnh hắn, tay chống lên cầm, cùng nghe thôn vân đại sư chỉ cách biên soạn kịch bản với hắn. Dương Đức và Thổ Ba ngồi một bên làm việc của mình. Dương Đức nhàm chán ngồi chơi game và Thổ Ba thì vẫn đang làm bài tập cho em trai hắn. Hiến công cư sĩ không quấy dày mọi người trong phòng, trước khi hắn vào phòng đã thi pháp ẩn thân lên người mình. Sau đó hắn bắt đầu quan sát biệt thự của Ngư Kiều Kiều và khu vực xung quanh đó, thăm dò địa hình và bố trí kế hoạch, đồng thời tìm kiếm mấy nơi thích hợp cho việc đặt cạm bẫy để bày thiên la địa võng. Hiến Công cư sĩ cảm thấy hôm nay mình hơi nhọ cho nên cứ phải cẩn thận thì hơn, không thể bỏ sót một chi tiết nào, không được cho Long Ma cơ hội chạy trốn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hơn nửa tiếng sau, chuông cửa ngôi biệt thự của Ngư Kiều Kiều vang lên. Ai đến đó? Tống thư hàng đứng lên đi mở cửa. Không biết là Bạch Tiền Bối hay là Biệt Tuyết Tiên Cơ đây. Sau khi mở cửa, Tống Thư Hàng nhìn thấy Biệt Tuyết Tiên Cơ. Cô xách hai tay hai hộp đồ ăn cực lớn, to hơn nhiều so với hộp tiên Trần yến lần trước làm cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, Tiên Cơ, cô tới rồi. Bạch Đạo Hữu đến chưa? Biệt Tuyết Tiên Cơ vẫn đeo khăn che mặt nên không ai nhìn thấy vẻ mặt cô. Chưa đâu, nhưng tính thời gian thì chắc là Bạch Tiền Bối cũng sắp về tới nơi rồi tống thư hàng vươn tay giúp biệt viết tiên cơ sách một hộp đồ ăn thế thì vừa kịp biệt viết tiên cơ cười nói rồi vào phòng và nói với ngư kiều 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 đạo hữu ta muốn mượn phòng bếp một chút còn có vài món nữa đợi bao giờ bạch đạo hữu về rồi nấu ở đây luôn không thành vấn đề ngư kiều kiều đáp cô đã nghe tống thư hàng nói rằng bạch tôn giả muốn về đây và cả chuyện hắn mua chịu một bàn tiên chân yến giá 5 vạn linh thạch ngũ phẩm xem ra hôm nay cả nhà có cơ hội nếm thử tài nấu nướng của tiên cơ rồi. Tống Thư Hàng giúp biệt tuyết tiên cơ mang đồ ăn vào phòng bếp. Đúng rồi, tiên cơ, người thường có ăn được tiên chân yến này không? Tống Thư Hàng hỏi, tiên chân yến ẩn chứa linh lực cường đại, người thường ăn vào mà không có công pháp tu chân để tiêu hóa số linh lực đó thì sẽ nổ tung vì linh lực của tiên chân yến. Yên tâm đi, ta biết người có vài người bạn là người bình thường nên đã chuẩn bị trước rồi. Biệt Tuyết Tiên cơ cười đáp, "Thế thì tốt quá." Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì tí nữa lúc ăn cơm cũng không thể đuổi đám cao mỗ mỗ ra bàn khác được. Sau đó Tống Thư Hàng giúp Tiên cơ phân loại đồ ăn cho Tiên Chân Yến và một vài loại nguyên liệu nấu ăn ra. Trong quá trình này, Tống Thư Hàng phát hiện ra một việc rất kỳ quái. Đó là thức ăn cho mỗi món thì rất ít nhưng số lượng món thì lại cực kỳ nhiều. "Tiên cơ không đủ nguyên liệu nấu ăn à?" Tống Thư Hàng nghĩ thầm ba phút sau khi biệt tuyết tiên cơ đến biệt thự thì bạch tôn giả và bạch hạc chân quân cũng bay tới bầu trời địa khu giang nam phi kiếm dùng một lần bay chậm lại con lòng ma hóa thạch hổ phách bị ghim trên mũi kiếm đã bị bạch tôn giả cất vào pháp bảo không gian để tránh nó ở trước mũi kiếm gây cản trở tốc độ phi hành còn liếu yêu bị trói ở chuôi kiếm thì sợ nhún cả dễ đã biến mình nhỏ lại chỉ bằng bàn tay rồi nhân lúc phi kiếm tạm dừng bạch hạc chân quân thò tay kéo liếu yêu lên trên phi kiếm bạch tiền bối, chúng ta đến nơi rồi sao? Ừ, địa chỉ mà thư hàng tiểu hữu cho ta ở gần đây, để ta xem lại chỉ dẫn một tí. Bạch tôn giả lấy di động ra, nhập địa chỉ nhà ngư kiều kiều vào. Tìm được rồi, còn hơn một nghìn mét nữa, chúng ta đáp xuống thôi. Bạch tôn giả nói, phi kiếm dùng một lần lao xuống, chỉ chớp mắt đã đi ngàn dặm, đáp xuống bên cạnh biệt thự của ngư kiều kiều. Trong nhà bếp, khi bạch tôn giả đáp xuống, lưu tinh kiếm bên hông tống thư hàng phát ra tiếng ngân vang vui vẻ rồi bay lên ồ bạch tiền bối đến rồi à tống thư hàng cười nói tiên cơ có muốn đi đón bạch tiền bối với ta không không cần người đi đón ngài ấy đi ta đang xử lý mấy món ăn cuối cùng mọi người ngồi vào bàn trước ta sẽ mang đổ lên ngay biệt tuyết tiên cơ nói được tống thư hàng đáp rồi chạy nhanh ra cửa bên ngoài biệt thự khi bạch hạc chân quân đang chuẩn bị bấm chuông thì Tống thư hàng đã mở cửa ra hắn nhìn bạch hạc chân quân rồi cười nói bạch hạc tiền bối ngài cũng đến à hóa ra là tiểu tử nhà ngươi đó hả sao ngươi lại biết bọn ta đã tới bạch hạc chân quân đang nói chuyện thì thấy trong phòng có mấy người bình thường thế là vội vàng thi triển ảo thuật giấu đôi cánh của mình đi là lưu tinh kiếm đã cảm ứng được khí thức của bạch tôn giả trước nhất đấy Tống Thư Hàng chỉ chỉ Lưu Tinh Kiếm đang bay bên cạnh mình rồi giải thích. Lưu Tinh Kiếm có trận pháp đặc biệt, không bị người thường phát hiện, cho nên nó bay giữa không chung cũng không làm cho đám cao mỗ mỗ chú ý. Khi Bạch Hạc chân Quân nhìn thấy Lưu Tinh Kiếm thì bỗng nổi cơn ghen. Nó chừng mắt nhìn Tống Thư Hàng đầy hung tợn, tên con người ngu xuẩn này dám không hiểu mỹ lực của Bạch Tiền Bối tốt đẹp biết chừng nào, đúng là thẩm mỹ quan và tam quan đều có vấn đề. Thế mà Bạch Tiền Bối lại cứ chiếu cố tiểu tử này, bây giờ đến cả bội kiếm lưu tinh cũng gửi ở chỗ hắn luôn. Hừ, bạch hạc chân quân hắn đây nhất định phải xoay cái tam quan lệch lạc của con người ngu xuẩn này về đúng hướng. Tống thư hàng tự nhiên bị lườm, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn gãi đầu rồi hỏi. Bạch hạc tiền bối à, bạch tiền bối đâu rồi? Đang ở bồn hoa kia kìa. Bạch Hạc chân Quân đáp rồi nhích người ra, để cho Tống Thư Hàng nhìn thấy Bạch Tôn Giả đang ngồi xổm cạnh bồn hoa. Tống Thư Hàng nhìn ra thì phát hiện Bạch Tôn Giả đang ngồi nghịch đất. Bạch Tôn Giả đào một cục đất to từ trong bồn hoa ra rồi nặn rất say xưa. Tống Thư Hàng, hắn đi tới sau lưng Bạch Tôn Giả rồi hỏi. Bạch Tiền Bối, ngài đang làm gì thế? Ta đang nặn chậu hoa, xong rồi, hoàn thành. Bạch Tôn Giả nói nhỏ, tay thao tác rất nhanh, cục đất đã được ngài nặn thành một cái chậu con con. Tiếp đó, Tôn Giả chỉ vào chậu nhỏ. Hóa thạch, ánh sáng pháp thuật lóe lên, chậu hoa nặn bằng đất biến thành một chậu hoa bằng đá. Bạch tôn giả gật đầu vừa lòng. Tuy hơi đơn sơ nhưng cứ dùng tạm trước đi. Sau đó tôn giả cho đất vào chậu hoa, rồi lấy ra một cây liễu nhỏ bằng bàn tay cắm xuống chậu hoa ấy, sau đó lấp đất lại. Xong rồi. Bạch tôn giả gật đầu hài lòng rồi vỗ ha tay, linh lực trong cơ thể chấn động, toàn bộ đất trên tay ngài đều rơi xuống đất cây liễu nhỏ này là bảo bối mà tiền bối thu hoạch được sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn biết bạch tiền bối cực kỳ may mắn, đây chắc là thiên tài địa bảo gì ngài nhặt được trên đường về chăng? Nói đoạn, Tống Thư Hàng vươn tay cho cây liễu một cái. Cây liễu run rẩy, thế rồi một giọng nữ cất lên. Đồ dê sồm, không được chọc bậy thân thể của người ta. Khi cây liễu nói chuyện, trên thân nó hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt ấy giận dữ quát ầm lên với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng sợ run cả người, đây là một cây liễu thành tinh à. Đây là liễu yêu của cửu u giới, tên là khinh Vũ. Bạch Tôn giả giới thiệu với Tống Thư Hàng. Cô ta bị ta bắt làm tù binh, ta thấy nhánh cây của cô ta là chất liệu tốt, rất thích hợp để chế tạo phi kiếm dùng một lần, cho nên đã mang cô ta về đây cất giữ. Sau này nếu ta muốn làm phi kiếm dùng một lần thì không phải lo vấn đề nhánh cây nữa rồi. Liễu Hiêu nghe thấy thế thì rét run cả người. Tống Thư Hàng nhéo nhéo cầm, sao hắn thấy hình ảnh này kích thích thị giác thế nhỉ? Lúc này thì Bạch Tôn giả lại nhắc nhở thêm. Bây giờ cả người khinh vũ đều là tà khí ô uế của cửu u giới, phải cần thời gian dài để tinh lọc sạch. Cho nên tốt nhất là Thư Hàng đừng vì tiện chạm vào cô ta, bằng không nếu bị năng lượng cửu u nhiễm vào thì không hay đâu. Năng lượng cửu u còn có sức mạnh ăn mòn nữa đó. Sức mạnh ăn mòn, Tống Thư Hàng lập tức nhìn vào tay mình, may quá, bao tay tình yêu của Mộc Nghiêu kiếm khách vẫn còn nguyên si không bị tổn hao. Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu cái bao tay này mà bị hỏng thì hắn gặp phiền toái lớn rồi. À phải rồi Thư Hàng, có đồ ăn chưa, ta đói quá. Bạch Tôn Giả vừa ôm chậu hoa vừa nhìn Tống Thư Hàng rồi hỏi. Làm xong rồi, chỉ chờ tiền bối ngồi vào bàn nữa thôi. Tống Thư Hàng đắc y nói. Cam đoan là ngon cực, chắc chắn là tiền bối sẽ vừa lòng. Cam đoan ngon hả? Bạch tôn giả gật đầu nghiêm túc. Ta chờ mong lắm đó. Bạch tôn giả mở cửa, đi vào trong biệt thự, thì thấy trên bàn cơm đã xếp đầy món ăn ngon. Món nào món nấy đều đủ cả sắc màu, hương vị. Tống thư hàng nhìn qua thì thấy thức ăn trên bàn đều được nấu từ nguyên liệu bình thường, chỉ tăng thêm một chút đồ của tu sĩ mà thôi. Đây là thức ăn do biệt tuyết tiên cơ đặc biệt chuẩn bị để cho đám cao mỗ mỗ cũng có thể ăn được, tiên cơ có tâm quá. Bạch tôn giả nhìn thấy bản đồ ăn này thì xoa cầm trầm tư. Những món này dường như là do tiên chủ nấu ra, tống thư hàng có thể tìm được một vị tiên chủ cơ à. Hơn nữa, không biết có phải vì trùng hợp hay không, mà tuy thức ăn trên bàn đều làm từ nguyên liệu bình thường. Thế nhưng món nào cũng là món mà bạch tôn giả thích. Rõ ràng Tống thư hàng không biết ngài thích ăn những món này mà. Khéo quá đi, chỉ ngửi mùi thức ăn thôi mà Bạch Tôn giả đã cảm thấy lòng vui phơi phới, và rồi ngài mỉm cười rạng rỡ. Trong nháy mắt, ánh sáng mị lực của Bạch Tôn giả tỏa ra. Trong phòng khách, Thôn Vân đại sư, Cao Mỗ Mỗ và Nha Y đang sửa kịch bản và học kịch bản, Dương Đức đang chơi game, Thổ Ba đang viết bài tập hè cho học sinh tiểu học, Thiên Nhai tử đạo trưởng đang phẩm trà. Ngư Kiều Kiều đang giúp bưng bê đồ ăn và cả bạch hạc chân quân đứng đó, đều như bị bấm nút pause. Trong mắt tất cả mọi người, cả thế giới dường như đều biến thành hai màu đen trắng, chỉ có bạch tôn giả đang tươi cười sán lạn là sắc màu rực rỡ duy nhất giữa thiên địa. Chỉ có mỗi hiến công cư sĩ đang thăm dò địa hình không có mặt ở đó là thoát được kiếp nạn. Đừng mà, đừng như thế, hãy để ta bảo vệ nụ cười của bạch tiền bối đi. Bạch hạc chân quân nôn nóng trong lòng. Bao nhiêu người nhìn thấy Bạch Tôn giả mỉm cười, đều bị Bạch Tôn giả mê hoặc hết thì biết phải làm sao bây giờ. Sao tự nhiên một lúc lại có thêm lắm tình địch thế? Hãy để ta bảo vệ nụ cười này." Ngư Kiều Kiều quyết tâm nói. "Phải để ta bảo vệ mới đúng chứ? À không, ta không bảo vệ được." Thiên Nhai Tử đạo trưởng nói được nửa câu rồi mới tỉnh ngộ ra. Tống thư hàng vội vàng kéo Bạch Tôn giả lại. "Tiền bối, tiền bối, tém lại một tí." chúng ta còn phải ăn cơm mà. Ừ, bạch tôn giả ngượng ngùng thu lại nụ cười của mình. Sau khi bạch tôn giả thu liếm mị lực quỷ dị của mình thì mọi người trong phòng mới khôi phục bình thường và lục tục ngồi vào vị trí. Thiên nhai tử đạo trưởng mang mấy vỏ rượu ngon của mình ra, chuẩn bị mất bao lâu, cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi. Trong lúc đó, Tống Thư Hàng gọi điện mời hiến công cư sĩ về ăn cơm. Thế nhưng hiến công cư sĩ trả lời rằng hắn còn đang bận chế tác trận pháp, cho nên mọi người cứ ăn cơm trước đi hắn sẽ về sau thế thì không cần phải chờ hiến công cư sĩ nữa một lát sau biệt viết tiên cơ bưng món chính đầu tiên đi lên bây giờ tiên cơ đã dùng lụa che kín cả khuôn mặt thay đổi như vậy là không muốn bạch tôn giả nhận ra à tiên cơ đang chơi trò gì vậy chẳng phải cô mong được gặp bạch tôn giả lắm hay sao gặp rồi lại che kín hết mặt mũi làm chi Tống Thư Hàng đang nghi hoặc thì Bạch Thu Tuyết đã mở món chính đầu tiên ra. Món chính đầu tiên là sủi cảo thủy tinh, chiếc nào chiếc nấy tỏa sáng long lanh, trong suốt lấp lánh, bên cạnh chúng là xương sườn nướng vàng ươm. Chỉ nhìn thôi đã đủ rất nước miếng rồi. Thế nhưng Tống Thư Hàng lại thấy hơi khó hiểu, tuy món này nhìn đẹp mùi thơm, nhưng hình như không phải là tiên chân mà. Tiên chân yến đâu? Tiếp đó, hắn thấy biệt viết tiên cơ lại mang một lồng hấp nhỏ lên, đặt trước mặt Bạch Tôn Giả sau đó tiên cơ quay đầu đi xuống bếp. Đúng vậy, trước mặt bạch tôn giả có thêm một lồng hấp, còn người khác thì không có. Tống thư hàng dường như đã đoán ra cái gì. Bạch tôn giả nghi hoặc mở nắp lồng ra, trong đó cũng là sủi cảo thủy tinh và sườn nướng vàng rộp. Thế nhưng chỉ cần là tu sĩ đã khai khiếu thì đều có thể nhận ra sủi cảo và xương sườn trước mặt bạch tôn giả phát sáng. Đây mới là tiên chân yến chân chính. Tiên chân yến giá 5 vạn viên linh thạch ngũ phẩm, cho người nợ, không cần trả cũng không sao. Tiên cơ tỷ tỷ, đừng có như vậy chứ. Chương 653, tính đi suyệt suyệt để đánh dấu địa bàn như sư tử hả? Tiên cơ tỷ tỷ quang minh chính đại cho Bạch Tôn giả thêm ưu đãi, để một mình ngài ăn tiên chân yến thế cũng được sao? Sự thật chứng minh, quá được đi là đằng khác. Cho dù những món khác trên bàn đều là món ăn nấu bằng nguyên liệu bình thường, thế nhưng dưới kỹ thuật nấu nướng cao siêu của biệt tuyết tiên cơ thì mùi vị của chúng nó cũng chẳng thua kém gì tiên chân yến cả thiên nhai tử đạo trưởng ngư kiều kiều và tô thị a thập lục đều ăn rất mỹ mãn mấy người bạn thân của tống thư hàng tiếp xúc với tay nghề của tiên chủ lần đầu tiên ai nấy đều cảm thấy bữa cơm này ngon đến mức ăn cả chục bát cơm cũng được bọn họ hoàn toàn không để ý đến việc biệt tuyết tiên cơ cho bạch tôn giả một mình một đãi ngộ riêng bạch tôn giả chớp mắt hiếu kỳ nhìn món ăn cấp bậc tiên chủ độc đáo trong tay mình rồi lại nhìn tống thư hàng đây là do thư hàng tiểu hữu cố ý sắp xếp hả quả nhiên là không để cho người ta thất vọng, đã có món ăn hợp khẩu vị của ngài mà lại còn do tiên chủ nấu ra. Bạch tôn giả vừa lòng lắm lắm. Đồ ăn ngon không thể thiếu rượu ngon, thiên nhai tử đạo trưởng lại chuẩn bị rượu ngon mang tới rót đầy cho mọi người. Tống thư hàng mượn hoa hiến Phật, nâng chén cười nói. Chén thứ nhất, chúc mừng bạch tiền bối thắng lợi trở về. Tuy rằng không biết là bạch tiền bối đã thu hoạch được bảo vật gì từ trong di tích từ thời thiên đạo cũ kia, thế nhưng dựa vào vận may của bạch tiền bối thì dùng bốn chữ thắng lợi trở về tuyệt đối không sai. Cảm ơn. Bạch tiền bối mỉm cười. Qua ba tuần rượu, các món ăn được đưa lên liên tục. Phần lớn các món chính đều chia thành hai loại, một loại là đồ ăn bình thường cho mọi người cùng ăn, một loại khác là loại đặc biệt mà biệt tuyết tiên cơ làm riêng cho bạch tôn giả. Thì thoảng cũng có những món chỉ có loại bình thường mà thôi. Rượu mà thiên nhai tử đạo trưởng mang đến có thể sánh với tiên nhướng, ngon miệng ngọt lành, tuy nhiên cũng rất nhanh say. Sau mấy chén thì mấy người bạn của Tống Thư Hàng đã mơ mơ màng màng, nhà y tử lượng kém đã nằm sấp trên bàn mà ngủ. Sao hôm nay mình nhanh say thế nhỉ? Thổ ba đỏ cái mặt mày mà vẫn còn nghi hoặc. Từ khi chạy ngàn dặm xa xôi đến chỗ cao mỗ mỗ thì hắn và Dương Đức cứ như rơi vào một cái vòng tuần hoàn chết, say rượu tỉnh rượu ăn cơm uống rượu rồi lại say rượu. Xong đời rồi, vòng tuần hoàn này có độc, hôm nay xem ra lại say bét nhẹ rồi. Thiên nhai tử đạo trưởng Dương Dương tự đắc nói. Vì rượu hôm nay là do lão phu đặc biệt sách tới mà, tuyệt lắm luôn đó. Vì rượu ngon của đạo trưởng, chúng ta cạn. Cao mỗ mỗ hào hứng bừng bừng cạn một ly với thiên nhai tử đạo trưởng, sau khi uống xong thì hắn nằm sấp trên bàn cùng bạn gái mình luôn. Cao mỗ mỗ say rồi hà. Ngư kiều kiều đột nhiên sáng ngời mắt lên, sau đó cô gọi người hầu đến, bảo họ đỡ Cao Mỗ Mỗ đi ngủ một giấc. Đồng thời cô cũng âm thầm ra dấu cho người hầu. Người hầu âm thầm gật đầu đáp lại, sau đó họ đỡ Cao Mỗ Mỗ cho hắn ngồi trước bàn máy tính, rồi bật luôn máy. Mở luôn phần mềm gõ chữ, cài đặt luôn cả bộ gõ cho hắn. Ngư Kiều Kiều không tin hôm nay Cao Mỗ Mỗ lại có thể dùng mặt gõ 10 vạn chữ. Thất bại là mẹ thành công, sau nhiều lần thất bại thì nhất định cô sẽ tìm ra con đường dẫn đến thành công thôi sau cao mỗ mỗ thì thổ ba và dương đức cũng lần lượt gục xuống thế là tất cả người thường đều đã bỏ mạng trên chiến trường đấu rượu trong phòng bếp biệt tuyết tiên cơ lại bưng thêm đồ ăn lên không biết có phải trùng hợp hay không mà món ăn lần này lại là tiên chân yến số lượng lớn đó là tiên chân lấy nguyên liệu là cua mập cũng là món ăn cuối cùng trong bữa này sau khi bưng món này lên thì biệt tuyết tiên cơ không bỏ đi mà đứng bên cạnh bạch tôn giả dùng kỹ thuật phi phàm lột vỏ cua giúp bạch tôn giả rồi lấy thịt cua ra đặt vào bát của ngài với phong thái rất mực dịu dàng nếu không phải tiên trù thì khó mà có được tay nghề này bạch tôn giả bị cách phục vụ chu đáo của biệt tuyết tiên cơ làm cho hơi mất tự nhiên thế nhưng mà thịt cua do tiên cơ lấy ra ăn ngon quá ngon không biệt tuyết tiên cơ dịu dàng hỏi bạch tiền bối đáp một cách thành thật và thuyết phục ngon lắm có muốn ngày nào cũng được ăn không biệt tuyết tiên cơ hỏi tiếp bạch tôn giả Muốn. Thế, có muốn làm đạo lữ của ta không? Rồi ngày nào ta cũng làm món ngon hơn cho ngươi ăn. Biệt tuyết tiên cơ dịu dàng nói. Bạch Hạc chân Quân ở bên cạnh nghe thấy thế thì sốt cả ruột. Đáng giận, sao có thể như vậy? Muốn dùng món ngon để quyến rũ Bạch Tiền bối sao? Phạm quy nhé, câu cá đấy à, bất công quá. Bạch Tôn giả ngẩn ra, rồi đột nhiên ngài ngộ ra chân lý. Bảo sao ta lại thấy món ăn này quen thuộc đến vậy, đã thế tất cả đều là món mà ta thích ăn. Là cô à Biệt Tuyết? Đã lâu không gặp. Biệt Tuyết tiên cơ nới lỏng vài lụa che mặt ra một chút, để lộ đôi mắt sáng trong. Hừm, kỹ thuật nấu nướng của cô lại tiến bộ rồi. Bạch Tôn giả cảm thán. Đương nhiên, con người luôn tiến bộ mà. Biệt Tuyết tiên cơ kiêu ngạo nói, cô tự tin vô ngần về tài nấu nướng của mình. Bạch Đạo Hữu, đừng có trốn tránh câu hỏi vừa rồi của ta. Trả lời đi, có muốn trở thành đạo lữ song tu của ta không? Không, Bạch Tôn giả đáp. Biệt Tuyết tiên cơ, thế có muốn ăn ngon mỗi ngày không? Muốn. Bạch Tôn giả nói không chút do dự. Biệt Tuyết tiên cơ, thế thì làm đạo lữ song tu của ta đi, ngày nào ta cũng nấu cho ngươi ăn. Hơn nữa món ăn còn ngon hơn thế này nữa kia. Không, Bạch Tôn giả vẫn không chút do dự. Biệt Tuyết tiên cơ mệt tim quá mấy trăm năm nay rồi mà câu trả lời của ngươi chẳng thể thay đổi chút nào sao? Biệt tuyết tiên cơ oán thầm. Ừ, bạch tôn giả nghĩ ngợi một tí rồi đưa ra đáp án theo kiểu khác. Muốn được ăn ngon, nhưng không cần đạo lữ song tu. Muốn hay nhỉ? Biệt tuyết tiên cơ nghiến răng. Ừ, nên ta cũng chỉ muốn chơi thế thôi mà. Bạch tôn giả cười nói. Biệt tuyết tiên cờ trợn trắng mắt, một lúc lâu sau mới nói tiếp vậy chúng ta làm bạn bè bình thường. Bạch tôn giả, được. Trên thực tế thì xưa nay bạch tôn giả vẫn luôn coi biệt tuyết tiên cơ là bạn tốt. Nhớ năm đó lần nào biệt tuyết tiên cơ bày thực tiên yến cũng mời bạch tôn giả, bạch tôn giả vẫn cảm thấy biệt tuyết tiên cơ là một tiên tử tốt. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của bạch tôn giả, trong lòng biệt tuyết tiên cơ giấy lên nỗi buồn bực vô danh. Cô trà trà chân mình. Crack. Nên đá cầm thạch bị biệt tuyết tiên cơ giấm vỡ toát ra nhóm người tống thư hàng lẳng lặng lùi ra sau một tí, duy trì một khoảng cách nhất định với bạch tôn giả và biệt tuyết tiên cơ. Cho người này, biệt tuyết tiên cơ dỗi lấy một lúc rồi lấy một chiếc thiệp mời ra đưa cho bạch tôn giả. Đó là thiệp mời của thực tiên yến, cô đã chuẩn bị từ trước khi tới đây. Thực tiên yến, lần này mời cả ta rồi à? Bạch tôn giả nhận lấy tấm thiếp rất tự nhiên. Hừ, thực ra ta đã bắt tay vào chuẩn bị thực tiên yến lần này từ trăm năm trước ta nhất định sẽ làm ra món ăn khiến cho ngươi ăn vào rồi cả đời khó quên. Đến lúc đó ngươi sẽ không thể rời xa đồ ăn mà ta làm ra được nữa." Biệt Tuyết Tiên Cơ nói với khí thế ngút trời. "Ta chờ mong lắm đấy." Bạch Tôn giả nói. "Đến khi đó, ta nhất định bắt ngươi phải cầu xin được làm đạo lữ song tu của ta." Biệt Tuyết Tiên Cơ nắm chặt tay mà nói, "Muốn chinh phục trái tim của một người đàn ông thì phải bắt đầu chinh phục từ dạ dày của hắn." Biệt Tuyết Tiên cơ tin tưởng rằng nếu có một cô gái nào chinh phục được dạ dày của Bạch Tôn giả, thì đó nhất định chính là cô chứ không còn ai khác. Bạch Tôn giả suy tư một lát. Ừm, nếu thật sự có đồ ăn ngon như thế thì ta rất mong chờ. Tiên cơ trợn trừng mắt, chính là phản ứng này. Chính cái phản ứng này của Bạch Tôn giả làm cho cô có cảm giác chưa đánh đã thua, buồn hết cả bực. Thế nhưng cô đã đạt được mục đích rồi. Đến lúc đó hãy để cô dùng thực tiên yến quyết phân thắng bại với bạch tôn giả đi đi đây gặp ở thực tiên yến biệt tuyết tiên cơ nói ừ được ta rất mong chờ bạch tôn giả đáp biệt tuyết tiên cơ phóng khoáng xoay người đi không quay đầu lại hai hộp đồ ăn trong phòng bếp cũng bị quên luôn ngư kiều kiều là chủ nhân đành vội vàng đứng lên tiễn khách sau khi biệt tuyết tiên cơ rời đi thì bạch hạc chân quân bắt đầu dầu ruột không ổn rồi Biệt Tuyết Tiên Cơ là kẻ địch lớn trước nay chưa từng có, hoàn toàn không nằm trong cùng một thế giới với đám tình địch trước kia. Đặc biệt là đối phương còn nắm giữ kỹ thuật nấu nướng mạnh nhất giới tu sĩ nữa chứ. Hắn cảm thấy tình cảnh của mình hơi không ổn rồi, xem ra hắn cũng phải phát huy hết sở trường của mình mới được. Giờ thì vấn đề tới rồi, rốt cuộc sở trường của hắn là cái gì đây? Hắn không biết nấu ăn, không biết luyện đan, không biết hái thuốc so với biệt tuyết tiên cơ thì hình như chưa đánh đã thua mất rồi không ổn nguy cơ to quá sau khi biệt tuyết tiên cơ đi bạch tôn giả lại cầm một con cua lên nhìn nhìn ngó ngó một lát sau ngài nhìn bạch hạc chân quân bạch hạc người biết lột vỏ cua không lột vỏ rồi lấy thịt cua nguyên vẹn ra như biệt tuyết tiên cơ ban nại ấy bạch hạc chân quân nước mắt ròng ròng hắn biết bóc vỏ cua thế nhưng không phải tiên trù thì làm sao mà có kỹ thuật như biệt tuyết tiên cơ để làm như cô được chứ? Không được à? Bạch tôn giả lại nhìn về phía tống thư hàng. Thư hàng có biết không? Nhưng vừa hỏi xong thì bạch tôn giả đã thở dài thất vọng, bởi vì khi tống thư hàng ăn cua thì cũng thô bạo cạp vỏ cua như bình thường thôi. Tống thư hàng. Bạch tôn giả thở dài xong, bèn dơ cua lên suy nghĩ gì lung lắm. Cơm no rượu say hiến công cư sĩ không được ăn bữa tiên chân yến này thế nhưng cư sĩ cũng không để ý đến một bữa cơm bây giờ đối với hắn bố trí cạm bẫy để bắt con long ma kia quan trọng hơn hết thảy tống thư hàng ăn no uống đủ thì hơi ngà ngà say hắn đang định đi nghỉ ngơi một tí thì lại bị hiến công cư sĩ gọi qua thư hàng tiểu hữu tới rồi bây giờ ta cần ngươi giúp đỡ một chút hiến công cư sĩ đứng trong sân sau biệt thự của ngư kiều kiều vẫy tay với tống thư hàng hiến công cư sĩ cần ta làm gì vậy? Tống Thư Hàng bước tới rồi hỏi với vẻ tò mò. Ta đã bố trí một cạm bẫy liên hoàn ở đây, ngươi để lại khí thức của mình trong cạm bẫy đi. Như vậy ta có thể khuếch tán khí thức của ngươi ta phạm vi lớn nhất dựa vào trận pháp để cho con long ma kia tìm ngươi dễ dàng hơn. Bây giờ bạn bè ta sắp tới nơi rồi, vạn sự đã xong, chỉ thiếu gió đông thôi. Hiến công cư sĩ tự tin nói. Không thành vấn đề, hiến công tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thế nhưng mà, phải để lại khí tức kiểu gì đây? Chẳng lẽ phải dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ như sư tử à? chương 654, Bạch Tôn giả xem kịch bản rồi. Đương nhiên đi suyệt suyệt chỉ là nói đùa thôi. Tống Thư Hàng sẽ không thật sự học sư tử mà đi để lại khí tức của mình trong cạm bẫy của hiến công cư sĩ kiểu đó. Nếu hắn dám làm như vậy thì hiến công cư sĩ sẽ cho nghiến hắn lại rồi ném vào cạm bẫy làm mồi sống để hấp dẫn long ma mất. Thực ra cách thức để tu sĩ để lại khí tức của mình rất đơn giản, dù là chân khí hay linh lực thì đều mang theo khí tức cá nhân đậm đặc. Tống thư hàng chỉ cần đưa chân khí vào một khối tinh thể trong suốt giữa trung tâm trận pháp theo lời chỉ của hiến công cư sĩ, là có thể để lại khí tức của mình. Tinh thể trong suốt này thực ra là linh thạch mà linh lực đã tiêu hao gần hết, sau khi xử lý qua thì nó sẽ trở thành tinh thạch có thể đưa chân khí hoặc linh lực vào. Thực ra đây là phương pháp được một vị tiền bối trong giới tu chân nghĩ ra khi muốn biến linh thạch thành pin sạc điện, đáng tiếc là cuối cùng nghiên cứu thất bại nên chỉ cho ra đời bán thành phẩm này thôi. Chân khí và linh lực đưa vào loại tinh thạch này rồi thì không thể lấy ra để dùng được nữa. Sau khi phương pháp chế tác bán thành phẩm này được lưu truyền thì các tu sĩ đã nghĩ ra nhiều cách sử dụng rất thần kỳ. Trong lệnh bài của đệ tử một số môn phái đều gắn một viên tinh thạch bán thành phẩm như vậy để ghi lại thân phận của đệ tử hiến công cư sĩ đã bố trí gần 20 trận pháp và cảm bẫy chỉ trong khoảng thời gian một bữa cơm ngắn ngủi. Xung quanh khu vực biệt thự của Ngư Kiều Kiều đều được hiến công cư sĩ sắp xếp các trận pháp ẩn nấp. Tống Thư Hàng và hiến công cư sĩ đi dạo một vòng rồi lưu lại khí tức của mình ở tất cả các trận pháp. Hôm nay cứ đến đây cái đã. Hiến công cư sĩ gật đầu hài lòng. Ngày mai chúng ta sẽ bố trí thêm nhiều trận pháp, tốt nhất là nối liền những trận nhỏ độc lập này thành một khối tạo nên một trận pháp lớn tống thư hàng nói không thành vấn đề tiền bối nếu cần ta hỗ trợ chỗ nào thì cứ gọi ta là được à phải rồi thư hàng tiểu hữu bạch đạo hữu cũng tới đây sao hiến công cư sĩ hỏi lúc nãy khi đang bày trận thì hắn đã cảm ứng được khí thức của bạch tôn giả rồi đúng vậy lúc ta gọi tiền bối đi ăn cơm thì bạch tiền bối cũng về đến nơi tống thư hàng đáp nói xong hắn lại nhớ ra một chuyện hiến công tiền bối à, ngài không về ăn cơm không phải là vì bạch tôn giả đến đó chứ. Thực ra không sao đâu. Bây giờ bạch tôn giả đã khống chế được mị lực kỳ lạ trên người mình rồi, sẽ không ảnh hưởng tới người bên cạnh nữa đâu. Khổ, không phải vì bạch đạo hiếu, định lực của lão phu kiên định hơn ngươi tưởng nhiều, vì bận bày trận nên lão phu mới không vào được thôi. Hiến công cư sĩ nói rất nghiêm túc. Vì mặt của cư sĩ lúc nào cũng đỏ ao, cho nên không thể nhìn xem mặt hắn có đỏ hay không để phỏng đoán hắn đang nói thật hay nói dối." Hiến công cư sĩ nói. "Thực ra lão phu muốn hỏi là, lúc mình làm việc thì Bạch Đạo Hữu có giúp đỡ không? Nếu Long Ma đột kích thì nhất định là Bạch Tôn giả sẽ ra tay." Tống thư hàng nói. "Hiến công cư sĩ nói. Thế thì đến lúc đó ta phải nghĩ tới vấn đề thù lao cho Bạch Đạo Hữu rồi." Tống thư hàng. "Bạch Tôn giả ra tay mà cũng cần thù lao á?" Cần chứ, lần này bắt Long Ma là vì hai chúng ta, dù là đạo hữu nào ra tay tương trợ thì đều phải cho họ thù lao xứng đáng. Đặc biệt là bạch đạo hữu phải cho hắn lì xì để cầu may. Tống thư hàng ngộ ra chân lý. Nhưng mà nếu bạch đạo hữu ra tay thì phải cho hắn thù lao gì mới được nhỉ? Hiến công cư sĩ suy tư một lát rồi đột nhiên hai mắt sáng ngời lên. Có rồi, lão phu nghĩ ra thứ này hay lắm. Thứ gì đó, gần đây lão phu vẫn luôn nghiên cứu về long ma ngoài có thể đem chế thành long ma dược tề thì có thể nói cả người long ma đều là bảo bối trừ da và gân da thì xương long ma có thể chế tác thành một pháp bảo gọi là long vĩ độn ảnh pháp bảo này có thể làm tăng tốc độ phi hành của phi kiếm lên một chút đột phá cực hạn của phi kiếm bạch đạo hữu thích bão phi kiếm chắc chắn là sẽ thích nó hiến công cư sĩ đáp tống thư hàng hiến công tiền bối biết chế tác loại pháp bảo này sao pháp bảo kiều tăng tốc đúng là loại mà bạch tôn giả sẽ thích đó. Việc chế tác long vĩ độn ảnh cũng không khó lắm, sau khi bắt được long ma thì ta sẽ tự tay chế tác cho bạch đạo hữu một cái. Kỹ thuật luyện khí và pháp trận của ta có thể xếp vào top 5 trong nhóm cửu châu số một đấy. Hiến công cư sĩ cười ha hả rồi nói. Tống Thư Hàng hoàn toàn tin tưởng chuyện này, bởi vì hiến công cư sĩ đã dùng tầng tầng lớp lớp trận pháp để đón một cái đầu đạn hạt nhân mà không chết đó. Lúc trước khi hắn đọc thấy tin tức này trong nhóm cửu châu số 1 thì đã cảm thấy hiến công cư sĩ ngầu lòi. Tống Thư Hàng nói, đến khi bắt được Long Ma thì Long Vĩ Độn Ảnh có thể cho Bạch Tiền bối một niềm vui lớn. Lão Phu sẽ chế tác rồi Thư Hàng Tiểu hữu mang đưa cho Bạch Đạo hữu nhé, quyết định thế đi. Hiến công cư sĩ nói, Tống Thư Hàng, được luôn, cứ giao cho ta. Hai người nhìn một đống cạm bẫy, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Long Ma kiêu ngạo từ trên trời hạ xuống muốn lấy mạng Tống Thư Hàng, sau đó hiến công cư sĩ và các đồng bạn của hắn sẽ vọt ra, kích hoạt một đống cạm bẫy. Đánh Long Ma ngã xuống đất, đập chết nó rồi bắt nó có đi mà không có về. Sau đó ai muốn ra thì lấy ra, ai muốn máu thì lấy máu, chia xác con Long Ma ra. Hình ảnh ấy mới tuyệt vời làm sao? Long Ma dược tề. Hiến công cư sĩ nói. Long Ma dược tề tống thư hàng nắm chặt nắm đấm hô theo hai người nhìn nhau cười sung sướng hiến công cư sĩ tiếp tục đo đạc để bày trận tống thư hàng xin phép đi trước một bước rồi về biệt thự bây giờ làm gì tiếp nhỉ à đúng rồi đi tìm bạch tiền bối để học tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tầng thứ ba trước vậy tống thư hàng nắm tay bây giờ hắn đã thăng lên cảnh giới tam phẩm đã đến lúc học công pháp tiếp theo và bắt đầu đả thông tứ đại kỳ mạch của mình rồi Tu hành như bơi thuyền ngược nước, không tiến sẽ lùi, hắn phải cố gắng hơn nhiều mới được. Trong lúc suy tư thì Ngư Kiều Kiều đã đi tới. Kiều Kiều, có thấy Bạch Tiền Bối đâu không? Tống Thư Hàng hỏi. À, Bạch Tiền Bối đang ở chỗ CM ấy. Ngư Kiều Kiều cười nói. Chỗ cao mỗ mộ á, Bạch Tiền Bối vào đó làm gì? Từ từ, chẳng lẽ là kịch bản? Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Ngư Kiều Kiều, ừ bạch tiền bối nghe nói đã viết xong phần mở đầu kịch bản cho nên đã hào hứng đi tìm bản thân cm của ngươi rồi thế nhưng bây giờ cao mỗ mỗ vẫn đang say bạch tiền bối đang ngồi đọc kịch bản một mình đấy ôi chao phải giải thích cái phần mở đầu đó cho bạch tiền bối một chút mới được tống thư hàng cuống lên nếu bạch tiền bối cho rằng cao mỗ mỗ viết phần mở đầu ấy để đi ngài thì không ổn rồi bởi vì phần mở đầu mà Cao Mỗ Mỗ viết thực sự rất giống với thiếu niên áo xanh và ngựa trắng của Bạch Tiền Bối đó. Kiều Kiều, ta tới chỗ Bạch Tiền Bối chút đây. TST nói xong bèn ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến phòng Cao Mỗ Mỗ. Trong phòng Cao Mỗ Mỗ, nhờ ơn Bạch Tiền Bối mà cuối cùng Cao Mỗ Mỗ cũng được đám người hầu đỡ lên giường, không phải ngủ trên bàn phím nữa. Còn Bạch Tôn Giả thì đang dở cuốn kịch bản đã viết xong phần mở đầu và đọc được một lúc rồi. Bạch Tiền Bối Tống Thư Hàng mở cửa vào rồi gọi Thư Hàng có chuyện gì mà cuống lên thế? Bạch Tiền Bối tò mò hỏi Ta nghe nói Bạch Tiền Bối đang đọc kịch bản nên tới đây xem Tống Thư Hàng cười hì hì Bạch Tiền Bối đọc tới đâu rồi? À đến đoạn sư tỷ của nhân vật chính lấy người khác nhân vật chính định đến hôn lễ tỏ tình với sư tỷ mình đây Bạch Tôn giả cầm kịch bản và chỉ vào số trang Xem đến tận đây rồi cơ á Bạch tiền bối thấy cốt truyện thế nào? Tống thư hàng gắng sức duy trì bình tĩnh, kéo ghế dựa qua ngồi cạnh bạch tôn giả. Ừm, tuy vừa đọc được một tí thôi, nhưng ta thấy cũng không tệ lắm. Bạch tôn giả cười ha hả đáp. Tống thư hàng thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu ngư kiều kiều nói đây là một câu chuyện thú vị, thế nhưng kịch bản này thấy cứ nặng nề sau ấy, hình như không phải là hài kịch nhỉ. Bạch tiền bối tò mò hỏi. Đây là vì bọn ta đột nhiên muốn quay một bộ phim có chiều sâu đó, phim không chỉ giới hạn ở khôi hài đâu." Tống Thư Hàng nghiêm túc đáp. "À." Bạch Tôn Giả gật đầu rồi nói tiếp. "Trong đoạn mở đầu, sư huynh kia cứ luận võ với nhân vật chính hết lần này đến lần khác, làm cho ta nhớ lại chuyện rất lâu trước kia, rất là xúc động đấy." "Tới rồi, cuối cùng vẫn nói tới tình tiết này rồi." Tống Thư Hàng thoát cả tim. "Ừm, cho nên ta đồng cảm với nhân vật chính lắm luôn." Thư hàng hà, ta tin tưởng rằng ta sẽ diễn vai diễn này rất tốt. Bạch tôn giả nói tiếp. Hả? Tống thư hàng sửng sốt, sau đó thì suýt nữa đã kích động phát khóc lên được. Hắn vốn đang lo rằng phần mở đầu bốc đồng của Cao mỗ mỗ sẽ kích thích bạch tôn giả, nào ngờ ngài lại đồng cảm với cái tình tiết ngược nam chính đến chết đi sống lại thế này. Mừng quá, đáng mừng quá. Cao mỗ mỗ à, bạn tao à, mày may mắn tránh được một tử kiếp rồi cuối cùng tao cũng có thể an tâm hủy đặt cái mộ dưới đáy biển của mày với ngư kiều kiều rồi. Trong lúc hắn đang mải suy nghĩ mông lung thì bạch tôn giả lại nói tiếp. À đúng rồi thư hàng, nếu ta diễn nam chính thì sư huynh ở phần mở đầu này là ai diễn? Cái người tên là Cao Thăng này ấy. À, đây chắc là nhân vật mà bạn của ta, chính là tên Cao Mỗ Mỗ viết kịch bản kia muốn diễn đó. Tống Thư Hàng đáp. Ủa, hắn diễn à, Bạch tôn giả nhìn cao mỗ mỗ đang say bí tỉ rồi lắc đầu. Khí chất của hắn không hợp với cao thăng sư huynh lắm, đã thế hắn lại còn chưa tu luyện bao giờ. Tống thư hàng cười nói. Ta sẽ thương lượng với cao mỗ mỗ, không sao đâu, thực ra hắn không khăng khăng nhất thiết phải diễn nhân vật này đâu. Tống Thư Hàng biết sở dĩ cao mỗ mỗ thiết lập nhân vật cao thăng này là vì tưởng rằng Tống Thư Hàng sẽ diễn nam chính. Hắn có thể khẳng định rằng nếu hắn diễn nam chính, thì lúc quay phim Cao Mỗ Mỗ sẽ diễn cực kỳ thật, diễn cho ra một màn Cao Mỗ Mỗ tẩn Tống Thư Hàng như tử mới thôi. Khổ khổ, cho nên chỉ cần bảo Cao Mỗ Mỗ rằng diễn viên chính là Bạch Tôn Giả, thì Cao Mỗ Mỗ sẽ trốn khỏi cái nhân vật cao thăng này ngay. Hắn muốn nhét hành Tống Thư Hàng, chứ không dám nhét hành cho Bạch Tiền Bối đâu mà. Vậy Bạch Tiền Bối muốn ai diễn nhân vật cao thăng này? Đây là một nhân vật phụ khá quan trọng đấy. Tống Thư Hàng nói. Chương 655, cuối cùng vẫn không thoát được à. Tống thư Hàng vừa nói xong thì đột nhiên thấy có ánh mắt sắc lẻm đang nhìn mình chằm chằm. Là ánh mắt của Bạch Tiền Bối. Lúc này Bạch Tiền Bối đang xoa cằm suy tư và nhìn hắn đăm đăm. "Không, không phải chứ. Đừng nói là Bạch Tôn giả muốn bắt hắn diễn cao thăng sư huynh nhé." Tống thư Hàng bắt đầu bất an. "Không được, không thể để Bạch Tôn giả này ra suy nghĩ đó được." Dù là ai diễn nhân vật cao thăng này, rồi trong quá trình quay phim cứ nhét hành nhân vật chính Bạch Tôn giả hết lần này đến lần khác, lại còn tung đủ kiểu skill treo nhân vật chính lên đánh nữa, thì Tống Thư Hàng có dự cảm là lúc diễn xong, hơn 90% là người đó sẽ chẳng gặp chuyện tốt lành gì. Còn nữa, Tống Thư Hàng cảm thấy mình có cái mặt rất chi là hiền hòa, chắc là không hợp để đóng một nhân vật phản diện như Cao Thăng sư huynh đâu ha. Thế nhưng phải làm thế nào để Bạch Tôn giả quên cái suy nghĩ đó đi bây giờ? Trong lúc khẩn cấp, Tống Thư Hàng bỗng nảy ra một ý, hắn nghĩ đến nhóm Cửu Châu số 1. Lúc trước khi các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 thương lượng về việc quay một bộ phim cho Bạch Tôn Giả thì có nhiều vị tỏ ra hứng thú lắm, thậm chí có đến hơn một nửa số tiền bối tỏ vẻ muốn sắm một vai trong bộ phim này nữa kia. Nói vậy thì chắc chắn trong nhóm Cửu Châu số 1 sẽ có vị tiền bối nào đó ưng nhân vật cao thăng sư huynh này đúng không? Thế thì có thể giải quyết vụ này rồi. Thế là Tống Thư Hàng chủ động đề nghị tiền bối ta có ý này hay lắm lần trước khi ta muốn quay một bộ phim thì có rất nhiều tiền bối trong nhóm cửu châu số một biết hơn nữa còn có rất nhiều tiền bối muốn sắm một vai trong phim hay là chúng ta gửi thiết lập nhân vật cao thăng sư huynh lên nhóm cửu châu số một xem có vị tiền bối nào có hứng với nhân vật này không đi rồi mình chọn một vị trong số đó để diễn bạch tiền bối thấy có được không đúng là một ý tưởng hoàn hảo hết chỗ chê trong nhóm cửu châu số một có nhiều tiền bối như thế chắc chắn là phỉa có một vị thích hợp với hình tượng cao thăng sư huynh trong mắt bạch tiền bối chứ. Bạch tôn giả thấy Tống Thư Hàng nói rất có lý ngài bèn gật đầu. Ừ, các đạo hữu trong nhóm có hứng với việc đóng phim đến thế cơ à? Thế thì đúng là không còn gì tốt hơn. Một khi đã vậy thì chúng ta liệt kê một bảng các nhân vật sẽ xuất hiện ở phần đầu đi. Nhân vật nào mà chưa có diễn viên thì gửi qua nhóm cửu châu số 1, xem có đạo hữu nào có hứng diễn không. Về mặt kỹ thuật diễn xuất, thì trừ mấy tiểu bối ra, tùy tiện nhặt thành viên nào trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng là ảnh đế cả. Bởi vì đa số các tu sĩ đều đã sắm vai vô số nhân vật khác nhau trong cuộc đời đằng đẵng của mình. Có một số tu sĩ đã diễn từ tổ sư gia của chính mình cho đến bối phận bây giờ của mình nữa kia. Đặc biệt là Đồng Quái tiên sư, nói thật, Đồng Quái tiên sư chính là diễn viên phái thực lực chân chính trong nhóm Cửu Châu số 1, nếu hắn muốn thì một mình hắn cũng có thể diễn cả một bộ phim hoàn chỉnh luôn dịch dung liên tục thành đủ loại nhân vật rồi dùng kỹ thuật cắt nối biên tập tình tiết phim, thế là có một bộ phim rồi. Hơn nữa đảm bảo là không ai sẽ tin cả bộ phim này chỉ có duy nhất một diễn viên. Không thành vấn đề, tiền bối. Chờ cao mỗ mỗ tỉnh dậy thì ta sẽ bảo hắn nhanh chóng hoàn thiện kịch bản với thôn vân đại sư, rồi liệt kê các nhân vật ra để chuyển tới không gian của nhóm cửu châu số 1. Tống Thư Hàng thầm nắm tay trong đầu. Yes, tránh thoát một kiếp thành công. Bạch tôn giả gật đầu cười, sau đó đánh giá tống thư hàng từ đầu đến chân một lượt rồi xem tiếp câu chuyện mà cao mỗ mỗ viết. Phần mở đầu của CM cũng không dài, đặc biệt là những tình tiết ở đoạn sau chỉ là một vài đoạn ngắn nghe được từ chỗ thiên nhai từ đạo trưởng. Cao mỗ mỗ còn chưa viết hết những tư liệu đó vào trong kịch bản của mình. Bạch tôn giả xem xong phần mở đầu rồi khép kịch bản lại và lẩm bẩm nói. Sao ta thấy nhân vật chính thảm thế nhỉ? Bởi vì như vậy thì có thể tôn lên sự tịch mịch của anh hùng, hơn nữa sắc thái bi kịch thì sẽ khiến cho hình tượng của nhân vật chính được toàn diện hơn, đi vào lòng người hơn. Những bi kịch này cũng là động lực để cho nhân vật chính quật khởi phản kháng kẻ thù nữa đó. Tống Thư Hàng giải thích. Ừm, thực ra thì đây toàn là những lời mà Cao Mỗ Mỗ đã giải thích với hắn. Kệ người khác có tin hay không, Tống Thư Hàng vẫn tin sái cổ. Ừ, cũng đúng hơn nữa nói thật là ta cảm thấy nhân vật như vậy cũng thú vị lắm bạch tôn giả nhẹ nhàng đóng kịch bản lại rồi đi cùng tống thư hàng ra khỏi phòng của cao mỗ mỗ tống thư hàng đi bên cạnh bạch tiền bối đúng rồi thư hàng hà người đã tấn chức lên cảnh giới tam phẩm rồi đúng không vậy lúc nào có thời gian mình liên hệ với dược sư để lấy bản hoàn chỉnh của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công từ chỗ đệ tử tam thập tam thần thú tông bị diệt phượng tóm được qua dây đi bạch tôn giả nói Tống Thư Hàng vốn đang định đề cập vấn đề công pháp với Bạch Tôn Giả, không ngờ Bạch Tôn Giả đã tự nói tới trước. "Bạch Tiền Bối, thực ra ta đã có công pháp Tam thập Tam thú Tiên Thiên Nhất Khí công từ tầng 1 đến tầng 4 rồi." Tống Thư Hàng cười hì hì rồi lấy sợi xích vàng ra. Sau khi phá giải mật mã của sợi xích vàng, Tống Thư Hàng đã có được kình thôn thuật, giúp cho hắn luyện thành Tam thập Tam thú Tiên Thiên Nhất Khí trong cơ thể. Ngoài ra còn có công pháp Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bốn tầng đầu tiên. Tống thư hàng kể lại chuyện có được công pháp bốn tầng đầu từ xích vàng cho Bạch Tiền Bối, rồi đưa cả sợi xích và mật khẩu cho Bạch Tôn giả luôn. Ý thức của Bạch Tôn giả chủ động tiến vào không gian truyền thừa của sợi xích vàng, tiếp xúc với truyền thừa Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trong nó, gồm có truyền thừa bốn tầng công pháp đầu tiên và kình thôn thuật. Sau thời gian mấy hơi thở, ý thức của Bạch Tôn giả rời khỏi không gian truyền thừa ngài xoa cầm rồi rơi vào trầm tư. Mãi một lúc lâu sau, bạch tôn giả mới nói. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công quả nhiên giống như trong tưởng tượng của ta, rất thú vị. Trong đó có nhiều chỗ rất đáng để tham khảo đó. Đi, thư hàng, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh đi. Tống thư hàng và bạch tôn giả đi tới phòng luyện công ở phía sau biệt thự của ngư kiều kiều. Bạch tôn giả nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tầng thứ ba và thứ tư. Một lát sau, bạch tôn giả mở mắt ra, trong mắt tỏa ánh vàng, hình thành nên vô số chữ vàng giữa không chung. Những con chữ màu vàng ấy tạo nên 33 hạt tròn, không ngừng quay trước mặt bạch tôn giả. Giống như lúc trước khi truyền thụ môn công pháp này cho Tống Thư Hàng, 33 hạt phù văn vàng kim này chính là do công pháp tầng thứ 3, 4 của tam thập tam thú tiên tiên nhất khí công biến thành. Bạch tôn giả nhìn những phù văn ấy rồi rơi vào trầm tư phiên bản tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công lần này là từ trong không gian truyền thừa của xích vàng truyền ra, không có nhiều lỗ hổng như bản công pháp mà đệ tử của tam thập tam thần thú tông giao dịch lúc trước. Gần như không có chỗ nào cần tu chỉnh cả, không hổ là công pháp chấn tông của tam thập tam thần thú tông được truyền thừa dài lâu, đã đến mức độ gần như hoàn mỹ rồi. Bạch Tôn giả nói, tuy nói là nói thế, nhưng Bạch Tôn giả vẫn vươn tay sửa chữa một chút trên những phù văn vàng kim. Bỏ chỗ này một chút, sửa chỗ kia một chút, những chỗ cần tu chỉnh này không phải là công pháp có vấn đề, mà là sau khi được Bạch Tôn giả tu chỉnh xong thì công pháp tầng thứ 3 và 4 của Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công lại càng phù hợp với Tống thư Hàng thêm một chút. Vì lúc trước khi Tống thư Hàng tu luyện công pháp tầng 1 và 2 thì cũng đã được Bạch Tôn giả sửa chữa qua. Cho nên nó tồn tại một chút chênh lệch rất nhỏ so với bản gốc. Tốt rồi, thế này là gần như hoàn mỹ rồi. Bạch Tôn giả gật đầu hài lòng rồi vươn tay điểm một cái trong hư không phù văn vàng kim biến thành hai chương công pháp. Tống Thư Hàng đã có kinh nghiệm, không cần bạch tôn giả nhắc nhở, hắn đã nhớ hai chương công pháp này với tốc độ nhanh nhất. Bây giờ Thư Hàng có thể tiến hành tu luyện ngay tầng thứ ba, tầng bốn có đề cập tới tiên thiên chân khí, ta có một vài linh cảm, có lẽ có thể dung hòa vào đó. Để qua một thời gian nữa, ta thử xem có thể sửa cho nó tốt hơn không. Bạch tôn giả giải thích. Bạch tiền bối, cảm ơn ngài. Không cần khách khí, và Thư Hàng, chúc mừng ngươi tấn chức lên tam phẩm." Bạch Tôn giả nói. "Tu sĩ cảnh giới Chiến Vương tam phẩm, chỉ cần không chết vì tai nạn hay thi triển một vài pháp thuật cấm kỵ thiêu đốt thọ nguyên, thì hoàn toàn có thể sống đến hơn 300 tuổi." Bạch Tôn giả, "Thế này thì lần sau ta xuất quan, chắc là vẫn có thể gặp Thư Hàng tiểu hữu rồi." Lần này đi tới di tích động phủ của Trường Sinh giả Trình Lâm, Bạch Tôn giả có rất nhiều lĩnh ngộ. Mộ. Một thời gian nữa hắn sẽ lại bế quan, Lần bế quan này có lẽ sẽ hơi dài, ít nhất cũng phải tầm 150 năm, thậm chí có thể sẽ kéo dài đến gần 200 năm. Trước khi bế quan, ngài muốn quay xong bộ phim kia và trong tay Tống thư hàng còn có cách mở ra một cấm địa nữa, Bạch Tôn giả rất có hứng với hai việc này. Cho nên ít nhất cũng phải làm xong hai việc ấy rồi ngài mới bế quan. Tống thư hàng cười nói: "Thế thì đến khi Bạch Tiền Bối xuất quan lần nữa, lại để ta đến đón ngài nhé." Ừ. Nói đến việc này, đột nhiên bạch tôn giả hơi mất hứng. Rõ ràng ngài đã có thể khống chế mị lực quái dị của bản thân rồi, mà sao cứ thấy đám đạo hữu trong nhóm cửu châu số một trốn mình như trốn tả thế nhỉ? Ví dụ như cái vị hiến công đạo hữu mặt đỏ đang đào hầm đặt cạm bẫy ở bên ngoài biệt thự kia kia. Mà, không biết hiến công cư sĩ đào nhiều cạm bẫy như thế để làm gì nữa? À đúng rồi, thư hàng này. Bạch tôn giả lên tiếng, dường như ngài vừa nghĩ ra gì đó. Tống Thư Hàng Bạch Tôn Giả Ta nghĩ từ nãy đến giờ, rồi điểm qua hình tượng của tất cả các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một một lần, nghĩ tới nghĩ lui, ta thấy cái nhân vật cao thăng kia. Để tam lãng tiền bối diễn là hợp nhất đúng không? Tống Thư Hàng cướp lời đáp luôn, chắc là tam lãng tiền bối thích lao đầu chỗ chết thích cái nhân vật tìm chết đó lắm. Không, tam lãng đạo hữu không được. Bạch Tôn Giả lắc đầu rồi nói rất nghiêm túc. Ta thấy thư hàng tiểu hữu thích hợp lắm luôn. Tống thư hàng, cuối cùng vẫn không trốn thoát được à? Chương 656, Bạch Tôn giả, hy vọng ngay ngày mai có thể đóng phim luôn. Không, ta cảm thấy mình có thể cứu vãn một chút. Bạch Tiền Bối, ta thấy nhân vật cao thăng sư huynh đó không hợp với mình đâu. Tống thư hàng chỉ vào mặt mình. Ta thấy ta có thể diễn một nhân vật thiện lương, ví dụ như là. Ví dụ như, ví dụ như ai mới được chứ? Bỏ ba, trong phần mở đầu câu chuyện của Cao Mỗ Mỗ chỉ có mỗi mấy nhân vật, muốn tìm một nhân vật nam tính tình lương thiện chẳng dễ chút nào. Nhân vật duy nhất có thể coi là lương thiện, hình như là cái người kết hôn với sư tỷ rồi chết cùng sư tỷ luôn, đến tên còn không có. Đã thế, vì nhân vật này kết hôn với sư tỷ cho nên bị nhiều người hận lắm luôn. Tống Thư Hàng nghĩ mãi vẫn không ra mình phải diễn ai thì mới hợp. Thấy Tống Thư Hàng đần ra cả buổi trời, Bạch Tôn giả nói. Ta cảm thấy Cao Thăng sư huynh này phải có vẻ ngoài rất lương thiện, thế thì khi vẻ ngoài của hắn kết hợp với hành động của hắn, mới có thể mang lại cảm giác tương phản mãnh liệt được chứ." Bạch Tôn giả nói có lý quá, Tống Thư Hàng hoàn toàn không phản bác được. Bạch Tôn giả nhìn về phía Tống Thư Hàng. "Thư Hàng, chẳng lẽ ngươi không muốn diễn nhân vật này sao?" Tống Thư Hàng cười gượng đáp. "Bạch tiền bối, thực ra ta không chuẩn bị gì cho vai diễn Cao Thăng sư huynh này cả, ta chỉ sợ mình diễn không tốt thôi." không phải lo, bây giờ chưa quay thì ngươi có thể nghiên cứu nhân vật này thêm một chút. Hơn nữa lúc bắt đầu quay chúng ta còn có cơ hội thử vai, nếu không hợp thật thì đổi nhân vật khác là được mà. Bạch tôn giả an ủi. Tống thư hàng sáng ngời mắt. Cũng đúng. Còn thử vai cơ mà, đến lúc đó hắn diễn không tốt là có thể đổi người rồi. Bạch tôn giả lại hỏi. Thư hàng à, thế bao giờ chúng ta mới quay phim? Ta nghĩ phải chờ cao mỗ mỗ viết xong cốt truyện, rồi thôn Vân Đại sư cải biên thành kịch bản xong mới bắt đầu quay được. Tống thư Hàng đáp, "Bạch tôn giả, thế phải mất bao lâu nhỉ?" Cao Mỗ Mỗ từng nói trước cuối tháng này là có kịch bản, sau đó có thể quay phim được rồi. Lúc đó ta cũng khai giảng. Tống thư Hàng lẩm bẩm, "Thời gian nghỉ hè qua rất nhanh, thế nhưng Tống thư Hàng lại cảm thấy kỳ nghỉ hè này thật dài, bởi vì trong thời gian ấy hắn đã trải qua vô số chuyện." Hơn nữa vì sự kiện ở thời quang thành trong bích thủy các mà hắn còn có thêm gần một tháng liền. Phải mất thời gian lâu như vậy hả? Bạch tôn giả nói khẽ. Không có cách nào, kịch bản cần thời gian mà. Hơn nữa đợi các vị tiền bối trong nhóm cửu châu số một liên hệ được với đoàn phim, và đoàn phim chuẩn bị sẵn sàng để tới đây thì cũng cần thêm một chút thời gian nữa. Tống thư hàng đáp. Nói cách khác là phải đợi lâu hơn nữa hả? Bạch tôn giả lầm bẩm Thật hy vọng có thể viết kịch bản thật là nhanh, nếu ngày mai chúng ta có thể quay luôn thì tốt biết mấy. Bạch Tôn giả thấy hồn diễn viên của mình đang thiêu đốt sục sôi, ngài muốn đóng phim lắm lắm rồi. Không nhanh như vậy được đâu, bây giờ cả Cao Mỗ Mỗ và Thôn Vân đại sư đều uống say bí tỉ, hai người vẫn còn đang ngủ kia kìa. Đợi ngày mai ta bảo họ gấp rút viết xong kịch bản để tranh thủ quay sớm nhé. Tống thư hàng cười nói, Tuy thôn vân được gọi là đại sư, nhưng hắn chỉ là đệ tử tục gia, thịt vẫn ăn, rượu vẫn nốc, cho nên uống nhiều liền say như chết. Cũng chỉ đành thế thôi. Bạch tôn giả nói. 7 giờ tối, ngày 10 tháng 8. Cao mỗ mỗ đang say ngây ngất bỗng bừng tỉnh lại, không thể nào mà ngủ cho yên được. Trong đáy lòng hắn, có một thứ gọi là linh cảm, bỗng bùng nổ như đầu đạn hạt nhân, vô số linh cảm tràn ngập trong đầu óc hắn. Đối với một tác giả mà nói, linh cảm chính là thứ quan trọng nhất trong sáng tác. Nếu không có linh cảm thì dù có là người văn hay nhất thiên hạ cũng chỉ có thể viết ra những từ ngữ hoa mỹ thiếu linh hồn mà thôi. Cao Mỗ mỗ bùng nổ linh cảm không thể nào ngủ được, bèn bật dậy khỏi giường, cầm giấy và bút, bắt đầu ghi lại linh cảm của mình. Những linh cảm quý giá này sửa sang lại một chút là sẽ trở thành tình tiết trong câu chuyện của hắn. Viết được một lát thì Cao Mỗ Mỗ muốn bật máy tính để ghi chép linh cảm nhưng khi chuẩn bị mở máy thì hắn thấy bạn gái nhà y của mình đang ở bên cạnh. Cao Mỗ Mỗ là một người bạn trai rất chi kỷ. Để không quấy rầy giấc ngủ của nhà y, hắn bèn cẩn thận rời phòng, mang theo giấy bút, định đến phòng tống thư hàng hoặc thổ ba để sáng tác. Khi Cao Mỗ Mỗ vừa mở cửa phòng ra thì thấy có một người đang đi về phía phòng mình. Đó chính là biên kịch hàng đầu quốc gia thôn Vân Đại Sư. Ủa? cao mỗ mỗ tiểu hữu dậy rồi à thôn vân đại sư nhìn thấy cao mỗ mỗ thì cười nói chẳng phải đại sư cũng dậy sao cao mỗ mỗ cười nhẹ rồi vung vẩy giấy bút trên tay mình và nói không hiểu sao ban nãy khi ta đang ngủ thì đột nhiên trong đầu lại nảy ra rất nhiều linh cảm nhiều vô cùng luôn ta sợ mình ngủ một giấc dậy sẽ quên hết nên phải dậy chuẩn bị ghi hết chúng ra đây trạng thái của cao mỗ mỗ tiểu hữu đúng là không tồi Thôn Vân Đại Sư cười ha hả Thật ra thì ta cũng thế. Ban nãy khi ta đang ngủ thì tự nhiên tỉnh lại, sau đó cảm thấy cả người ngập tràn nhiệt huyết, cứ muốn tìm việc gì đấy để làm. Thế là ta bèn nghĩ đến câu chuyện của Cao Mỗ Mỗ Tiểu Hữu Ta đang muốn chuyển hết câu chuyện của ngươi thành kịch bản nhân lúc nhiệt huyết dâng trào này đây. Cao Mỗ Mỗ và Thôn Vân Đại Sư nhìn nhau rồi cười đầy thấu hiểu. Không hiểu vì sao, giờ khắc này đây hai người đột nhiên cảm thấy mình vừa tìm được tri âm. Thôn Vân đại sư à, hay là chúng ta tìm chỗ nào để hoàn thiện câu chuyện này đi." Cao Mỗ Mỗ vẫy vẫy sổ tay. "Ta đang có ý đó đây." Thôn Vân đại sư nói. "Không bằng chúng ta vào phòng của đại sư đi, bạn gái của tôi đang ngủ rồi." Cao Mỗ Mỗ nói. "Thôn Vân đại sư, đúng hợp ý ta đấy." Thế là một tác giả và một biên kịch không hiểu vì sao bùng nổ linh cảm, hẹn nhau trong phòng của Thôn Vân đại sư, bắt đầu quá trình chế tác kịch bản của bọn họ. Cao mỗ mỗ cảm thấy suốt mấy năm qua chưa bao giờ linh cảm của mình lại bộc phát dữ dội như thế, vô số tình tiết quan trọng không ngừng phun trào trong đầu hắn. Chỉ bằng những linh cảm và tình tiết quan trọng này thôi là đủ để hắn viết hoàn chỉnh cả câu chuyện rồi. Thôn Vân Đại Sư cũng cảm thấy động lực của mình chưa sụp sôi đến thế bao giờ, nhiệt tình cuộn cuộn không ngừng đủ để hắn có thể cải biên kịch bản chỉ trong vòng một đêm. Trong lòng Cao mỗ mỗ và Thôn Vân Đại Sư đều có niềm tự tin mãnh liệt. Đêm nay, chính là đêm nay. Họ sẽ viết xong câu chuyện này một cách hoàn mỹ. Ở một nơi khác, nơi giao nhau giữa Đông Hải và Thái Bình Dương có một đảo nhỏ chưa từng xuất hiện trên bản đồ thế giới. Cả hòn đảo được bao phủ bởi một lực lượng siêu nhiên, cho dù là thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cũng không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Trên bầu trời đảo nhỏ có vô số cánh bướm rực rỡ bay múa, đây chính là Linh Điệp Đảo, nhà của Vũ Nhu tử cô nương Linh điệp tôn giả tính tỏa trên một ngôi đình, đang chỉ điểm con gái mình tạo trận pháp độ kiếp. Cấu tạo của trận pháp độ kiếp khá phức tạp, thiên kiếp cũng không phải chỉ một lượt là xong. Trừ lôi kiếp ra, thiên kiếp tứ phẩm còn có thể có các loại thuộc tính khác như thủy kiếp, hỏa kiếp, thổ kiếp. Thiên kiếp khó lường, thế cho nên khi sắp xếp trận pháp độ kiếp cũng cần phải có chuẩn bị đầy đủ để ngừa vạn nhất. Vũ Nhu Tử lau mồ hôi, tự mình bố trí trận pháp khổng lồ và phức tạp là một công việc cực kỳ mệt mỏi. Thế nhưng cô buộc phải tự mình hoàn thành trận pháp ấy, phụ thân cô là linh điệp tôn giả cũng không thể nhúng tay vào. Nếu không sẽ khiến cho uy lực của thiên kiếp mạnh hơn. Còn thiếu chút nữa, không cần vội. Hôm nay ta là sổ vũ tử kiên nhẫn vạn phần, đợi ta hoàn thành trận pháp, độ kiếp thành công là có thể đến tìm tống tiền bối để cùng đóng phim rồi, cha cũng đồng ý rồi. Cố lên, sổ vũ tử. Vũ nhu tử lầm bẩm nói. Tống tiền bối, chờ ta nhé, nhất định phải chuẩn bị cho ta một nhân vật thật thú vị đấy." Vũ Như Tử âm thầm nắm tay rồi tiếp tục cố gắng bố trí trận pháp. Cô nhất định không thể bỏ qua chuyện thú vị như là đóng phim được. Linh Điệp Tôn giả ngồi trong định nhấp một ngụm trà. Lúc này, một con bướm màu xuất hiện trên vai hắn. "Sư Tôn, ta đã liên hệ được một đoàn phim cực kỳ chuyên nghiệp, bây giờ đang quay ngoại cảnh ở ngay núi Như đỉnh thành phố Văn Châu. Ta đã đàm phán ổn thỏa với họ rồi." chỉ ngày mai là họ có sẽ chạy tới địa khu Giang Nam, bắt đầu chuẩn bị quay phim cho thư hàng tiểu hữu. Bướm màu dùng phương thức truyền âm nhập mật để cung cấp thông tin cho Linh Điệp tôn giả. Mặt khác, ta đã phái người trà trộn vào đoàn phim, khi đến lúc sẽ tăng mạnh hiệu suất làm việc của cả đoàn. Cam đoàn có thể làm phim xong trong thời gian ngắn nhất. Theo lời sư tôn dặn, ta đã sắp xếp cho mỗi nhân viên đoàn phim một con huyễn điệp. Có huyễn điệp rồi, nếu trong quá trình quay phim mà có quay được hình ảnh kỳ lạ gì thì thành viên trong đoàn cũng không thấy ngạc nhiên. Bởi vì diễn viên là một đám tu sĩ cường đại đó, nói không chừng trong quá trình quay phim họ lại phi thiên độn thổ hay đánh nhau bằng đạo thuật linh tinh thì sao? Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Linh Điệp Tôn Giả cẩn thận từng ly từng tí đã sắp xếp cho mỗi thành viên đoàn phim một con huyễn điệp, đến lúc đó khi thành viên đoàn phim nhìn thấy lực lượng siêu nhiên của tu sĩ thì trong đầu sẽ tự động che chắn hoặc tưởng tượng ra các hình ảnh. Ví dụ như khi dùng trường tâm lôi thì trường tâm lôi sẽ bị che chắn, còn khi dùng phi thiên độn thổ thì não bộ sẽ tự động tưởng tượng ra các thứ đạo cụ. Làm tốt lắm. Linh điệp tôn giả mỉm cười gật đầu. Mặt khác, để linh điệp đảo chúng ta ra mặt bao cơm cho đoàn kịch này. Trong mỗi món ăn hãy cho vào một ít hoạt lực dược tề và đan dịch khí huyết pha loãng, nước uống thì bỏ thêm linh mạch bích trà, phải cam đoan từ trên xuống dưới cái đoàn phim này tràn trề sức sống và tinh lực. Không thành vấn đề, sư tôn. Bướm màu đập cánh đáp. Vậy cứ thế trước đi. Linh điệp tôn giả gật đầu nói. Chương 657, những vị khách được cạm bẫy thu hút tới. Có đủ nhiều tiền làm động lực, có thủ đoạn tăng cường tinh lực của tu sĩ, cộng thêm thành viên được linh điệp tôn giả phái trà trộn vào đoàn phim, chỉ thế thôi là đủ để tưởng tượng ra, khi bộ phim bắt đầu quay thì hiệu suất của đoàn phim mạnh mẽ tới chừng nào. Đến lúc đó đoàn phim này sẽ như một cỗ máy nghiền vô địch nghiền nát hết thảy những khó khăn phía trước nói không chừng chỉ trong vài ngày là có thể quay xong bộ phim của tống thư hàng ấy chứ đáng tiếc là ngày mai đoàn phim mới đến nếu có thể đến sơ một chút để quay phim ngay thì tốt rồi không thể nóng vội được linh điệp tôn giả nhấp một ngụm trà con gái vỗ nhu tử của mình độ kiếp còn cần phải chuẩn bị một chút thời gian thời gian dài như thế chắc chắn là đủ để bộ phim của thư hàng tiểu hữu hoàn thành Thế là con gái đáng yêu của hắn không cần phải trang điểm xinh đẹp để xuất hiện trên màn ảnh rồi. Để bồi thường, hắn sẽ đích thân dẫn con gái đến xem bộ phim đó. Cứ thế, dưới sự tấn công bằng kinh tế khổng lồ của Linh Điệp Tôn giả và đủ thể loại dụ hoặc của tu sĩ, đoàn phim cấp quốc tế đang quay ngoại cảnh ở núi Ngưu đỉnh thành phố Văn Châu đã thu thập thiết bị, sau đó hấp tắc chạy tới địa khu Giang Nam ngay ngày hôm đó. Đi theo hộ tống đoàn phim còn có một hòa thượng Tây trà trộn vào. 9 giờ tối Tống Thư Hàng kết thúc buổi tu luyện hôm nay, sau khi được Bạch Tôn giả chỉ điểm, hắn đã nắm giữ nhập môn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tầng thứ ba. Việc tiếp theo hắn phải làm là luyện thuần thục công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tầng ba. Tích tụ chân khí trong cơ thể trong đại hải chân dịch để trùng kích mạch đầu tiên tinh huy mạch. Sau khi tạm biệt Bạch Tôn giả, Tống Thư Hàng về phòng mình định ngủ ngon một đêm. Trên đường về phòng, Tống Thư Hàng đi qua phòng của thôn Vân Đại Sư thì thấy trong phòng vẫn còn bật đen. Thậm chí còn truyền ra tiếng bàn luận rất sôi nổi. Ngoại trừ giọng nói của thôn Vân Đại Sư còn có giọng của Cao Mỗ Mỗ bạn hắn. Không phải Cao Mỗ Mỗ say bét nhè nằm một đống trong phòng sao. Nó dậy từ lúc nào mà chạy vào phòng của thôn Vân Đại Sư thế nhỉ? Mộng Du à! Không đúng không đúng, Tống Thư Hàng đứng ở cửa nghe một lúc thì đã nhận ra Cao Mỗ Mỗ và thôn Vân Đại Sư đang thảo luận kịch bản với nhau xem ra Cao Mỗ Mỗ và Đại Sư trò chuyện vui vẻ lắm. Cao Mỗ Mỗ đã hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của mình rồi. Đáng mừng ghê, Tống Thư Hàng không quấy rầy bản thân và Đại Sư nữa, hắn lặng lặng rời đi, về phòng mình ngủ một giấc. Dạng sáng ngày 11 tháng 8, đêm dài tĩnh lặng. Tiếng trao đổi của thôn Vân Đại Sư và Cao Mỗ Mỗ vẫn vọng ra từ trong phòng của thôn Vân Đại Sư, hai vị này vẫn chưa nghỉ ngơi, xem ra đêm nay họ muốn thức trắng. Tống Thư Hàng bò dậy khỏi giường, dai dai chán rồi mỉm cười đắng ngắt. Không phải là tiếng thảo luận của hai người cao mỗ mỗ đánh thức hắn. Tống Thư Hàng bây giờ không thể ngủ được nữa, tinh thần lực trên mi tâm đã sáng lên ánh bạc, thể hiện rằng tinh thần lực của hắn đã sắp tấn chức từ tam phẩm lên tứ phẩm rồi. Thể chất mà Tống Thư Hàng vất vả lắm mới tăng lên được vẫn không chống đỡ nổi tinh thần lực khổng lồ, cứ một lúc thì tinh thần lực lại nảy lên, đập vào chán hắn như một cây búa nhỏ. Tống Thư Hàng vốn đã hơi buồn ngủ lại bị gõ cho tỉnh lại. Trên thực tế thì đã nhiều đêm nay hắn không thể ngủ ngon rồi. Phải mau chóng bắt được Long Ma để có Long Ma Dược Tề mới được. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng, nếu không có Long Ma Dược Tề thì chỉ riêng việc không được ngủ thôi cũng đủ ép hắn phát điên rồi. Bây giờ hắn mới có cảnh giới tam phẩm, còn chưa bỏ ngủ luôn được đâu. Tống Thư Hàng mất ngủ đầu đau như búa bổ, bèn dây huyệt thái dương đi ra ban công biệt thự của Ngư Kiều Kiều lúc này hắn phát hiện ra trên ban công biệt thự còn một người đang ngậm tẩu thuốc mà phun xương nhả khói. Đó là hiến công cư sĩ mặt đỏ. Cảm nhận được Tống Thư Hàng đến, hiến công cư sĩ quay đầu sang nhìn Tống Thư Hàng đang dai chán. Thư Hàng tiểu hữu cũng không ngủ được à? Phải. Tống Thư Hàng gật đầu. Lão Phu cũng thế, tinh thần lực cường đại hơn thể chất quá nhiều, cứ một lúc lại như có ai nện nắm đấm vào đầu Lão Phu vậy, không thể nào mà ngủ nghe gì được. Hiến công cư sĩ phả một hơi khói trắng rồi nói với giọng yêu thương. "Ta thì cảm thấy cứ một lúc lại có cái búa đập vào đầu mình." Tống thư hàng nói. Hai người nhìn nhau bật cười, đúng là cùng bệnh thương nhau. "Hút tí không?" Hiến công cư sĩ lắc lắc tẩu thuốc của mình. "Nếu muốn thì chỗ ta có tẩu dự bị này, chưa dùng đâu." "Cảm ơn tiền bối, ta không hút thuốc." Tống thư hàng cười xua tay thế thì không cho ngươi cơ hội làm lãng phí thuốc lá quý báu của ta." Hiến Công cư sĩ cười ha hả rồi tiếp tục phà ra từng hơi khói trắng. Một lát sau, Hiến Công cư sĩ nói: "Bố trí xong cảm bẫy rồi, nhất định sẽ bắt được nó." Tống thư hàng đáp lời: "Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ được ngủ ngon." "Ừ, được ngủ ngon, tuy rằng với lão phu bây giờ thì giấc ngủ không còn ý nghĩa lớn lao gì nữa." thế nhưng đã ba chục năm nay lão phu chưa được ngủ một giấc ngon. Hơn nữa khi bế quan tu luyện cũng chịu ảnh hưởng của tinh thần lực, lão phu chịu quá đủ rồi. Hiến công cư sĩ thở dài rồi nói tiếp. Lão phu đã kích hoạt khí thức của tiểu hữu trong trận pháp, để xem có thu hoạch gì không. Chúng ta sẽ thành công. Tống Thư Hàng nói. Chúng ta sẽ thành công. Hiến công cư sĩ cũng nói đầy kiên định. Hai người lại nhìn nhau mà cười, trong đáy mắt tràn ngập mong ước tốt đẹp với tương lai. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Thư hàng tiểu hữu hiến công đạo hữu hai người đang làm gì mà cười nghe quai quái thế? Là giọng của bạch tôn giả. Tống thư hàng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng giọng nói thì thấy bạch tiền bối đang khoanh chân ngồi trên nóc nhà, trong tay bưng một chén trà bằng trúc, hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên. Bên cạnh bạch tiền bối có một bàn trà nhỏ, trên bàn có đồ ăn, hoa quả và một bình trà đang đun ánh trăng dịu dàng phủ xuống, khiến cho bạch tôn giả gống như thần tiên hạ xuống phàm trần. Ta và hiến công tiền bối đang thảo luận xem làm thế nào để bắt giữ được, ừm. Tống Thư Hàng nói được một nửa thì đột nhiên nghĩ đến việc mà hiến công cư sĩ thương lượng với hắn, ấy là sau khi bắt được Long Ma thì sẽ chế tạo cho Bạch Tôn giả một chiếc Long Vĩ Độn Ảnh làm quà bất ngờ khi bắt được Long Ma thì sẽ chế tạo cho Bạch Tôn giả một chiếc Long Vĩ Độn Ảnh làm quà bất ngờ. Cho Bạch Tôn giả một niềm kinh hỉ. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng bèn cười thần bí với Bạch Tôn Giả. "Bí mật nha, Bạch Tiền Bối." Thế nhưng vừa nói xong thì Tống Thư Hàng đã cảm thấy có gì đấy sai sai, chuyện Long Ma thì có gì mà phải giấu Bạch Tiền Bối nhỉ? Đến lúc Long Ma xuất hiện thì Bạch Tiền Bối sẽ biết ngay mà. Chuyện mà hắn cần giữ bí mật với Bạch Tôn Giả chỉ có mỗi việc chế tác Long Vĩ Độn Ảnh thôi mà. Thế là Tống Thư Hàng ho khan một tiếng, định giải thích chuyện Long Ma với Bạch Tiền Bối một chút. "Bí mật ư?" Được rồi, thế thì ta không hỏi nhiều nữa. Bạch tôn giả cười ha ha rồi bưng chén trà mà nhấc một ngụm. Sượng rồi. Được rồi, dù sao đến lúc Long Ma xuất hiện thì Bạch tiền bối cũng nhìn thấy, thôi thì để đến khi ấy nói sau vậy. Thư hàng tiểu hiếu, hiến công đạo hiếu, hai người không ngủ được à? Có muốn ngồi đây uống chén trà không? Bạch tiền bối mời. Được chứ? Tống thư hàng nhảy nhẹ một cái, thi triển thân pháp quân tử vạn lý hành, bật lên mấy cái nhẹ như chim yến, rơi xuống ngay cạnh bạch tôn giả. Sau đó hắn cũng không khách khí mà ngồi xuống cầm một quả táo to lên gặm. So với tàu thuốc của hiến công cư sĩ, quả nhiên vẫn là hoa quả, đồ ngon và trà thơm của bạch tiền bối hợp với hắn hơn. Hiến công cư sĩ ở phía xa bật cười, sau đó hắn cũng tắt tàu thuốc của mình rồi đi tới bên cạnh bạch tôn giả với tống thư hàng bạch tôn giả rót trà cho hiến công cư sĩ và tống thư hàng với động tác nhẹ nhàng rồi đặt chén trà xuống trước mặt họ sau đó tôn giả nâng chén của mình thổi nhẹ một cái rồi nhấp một ngụm nhỏ nhìn có vẻ hưởng thụ vô cùng tống thư hàng nhận chén trên bàn cũng thổi khí thuần thục không kém và nhấp một ngụm trà của bạch tôn giả không phải là linh mạch bích trà nhưng cũng là một loại linh trà tống thư hàng chỉ thấy hương trà vị trà nở bừng trong khoang miệng cả người như sống lại vậy Tống Thư Hàng cảm thán. Hiến công cư sĩ cũng vươn tay định bưng chén trà lên. Nhưng đột nhiên tay hắn cứng đơ lại. Và trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui sướng. Có gì đó đang đến. Hiến công cư sĩ nói. Mục tiêu đến rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Không xác định được, thế nhưng thứ này đến vì khí thức của ngươi, cho dù không phải là mục tiêu thì cũng có quan hệ lớn với mục tiêu đó. Hiến công cư sĩ nói. Nói xong, hiến công cư sĩ nhảy vụt xuống, lao về phía sau biệt thự. Sau biệt thự của Ngư Kiều Kiều, có một đội bảy thân ảnh đang đi về phía cạm bẫy của hiến công cư sĩ. Không sai, ta đã cảm ứng được khí tức đó rồi. Đó là khí tức nhiễm máu tươi và oán hận của đồng bạn chúng ta. Nhất định phải bắt hắn chịu trừng phạt tàn khốc nhất. Phàm là kẻ đã với máu của người trong tộc ta thì sẽ là kẻ thù của chiến sĩ nhím biển trên toàn thế giới. Hắn không thể trốn thoát, Phận mệnh của hắn chính là bị chúng ta chém chết. Chiến sĩ nhím biển cường đại, không có thương hại. Không chỉ có hắn, mà còn cả người nhà hắn và tất cả những người có quan hệ với hắn, nhất định đều phải chết trong tay chiến sĩ nhím biển chúng ta. Thế nhưng nếu hắn quỳ xuống cầu xin chúng ta chặt đầu hắn, thì chiến sĩ nhím biển chúng ta có thể tha mạng cho người nhà của họ. Bảy thân ảnh không ngừng trao đổi với nhau. Trong cuộc trao đổi của họ, những từ ngữ như giết cả nhà ngươi giết hết bạn bè ngươi, cắt đầu xin lỗi, xuất hiện với tần suất cực cao. Bảy thân ảnh mau chóng đi tới gần cạm bẫy. Dưới ánh trăng sáng, cả bảy thân ảnh ấy đều mặc quần áo đen xì và đeo mặt nạ bảo hộ đầu chỉ lộ mỗi hai con mắt. Trên đỉnh đầu họ mọc rất nhiều gai nhọn, trên người họ cũng đầy gai góc, trông chẳng khác gì những con nhím. Chiến sĩ nhím biển, không biết sợ hãi. Kẻ đã giết chiến sĩ nhím biển, dù cách trăm sông ngàn núi cũng phải chu di chương 658, thám tử lừng danh Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả cười nhìn Tống Thư Hàng. Con mồi của ngươi và hiến công đạo hữu tới rồi à? Hôm qua Tống Thư Hàng và hiến công cư sĩ bí mật đào vô số cạm bẫy và trận pháp bên ngoài biệt thự của Ngư Kiều Kiều, đương nhiên là vì muốn bắt giữ con mồi. Hơn nữa Bạch Tôn Giả còn biết khi trời sắp sáng, có vài đạo khí thức cường đại xuất hiện từ bốn phía của ngôi biệt thự và đã chia nhau ẩn náu cạnh cạm bẫy xung quanh, đây cũng là nguyên nhân mà bạch tôn giả lên nóc nhà uống trà vào lúc nửa đêm bởi vì lúc đầu ngài không xác định được những đạo khí tức cường đại ấy là địch hay là bạn thế nhưng bây giờ thì ngài đã đoán được rồi những cường giả đó hẳn là đều do hiến công cư sĩ mời tới xem ra hiến công cư sĩ nhất định muốn bắt cho bằng được con mồi này nhỉ tống thư hàng buông chén trà xuống ta cũng không xác định được là có phải con mồi đến hay không bạch tiền bối à ta đi xem một chút nhé sau đó, hắn sử dụng phương pháp che giấu khí thức bản thân mà Tô Thị A Thập Lục dạy cho, thu liếm hết khí thức trên người mình. Thế này thì cho dù con long ma lục phẩm kia có tới, Tống Thư Hàng cũng không bị nó phát hiện ra. Sau đó Tống Thư Hàng bật người, chạy nhanh tới chỗ hiến công cư sĩ. Bạch tôn giả buông chén trà xuống rồi bấm tay một cái, biến lưu tinh kiếm thành một vệt sáng đuổi theo Tống Thư Hàng, âm thầm bảo vệ an toàn cho hắn sau đó bạch tôn giả lại nâng chén trà lên và thổi nhẹ nhẹ. Bên cạnh bạch tôn giả, liễu yêu khinh vũ trong chậu hoa giản dị ngu mặt ra. Đến hôm nay thì liễu yêu khinh vũ đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng chạy trốn, từ sau khi cô bị chồng trong chậu hoa giản dị này thì dễ của cô đã cắm chết trong nó, không rút ra được nữa rồi. Vừa rồi khi Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng cùng uống trà thì Liễu Yêu khinh Vũ tự nhiên lại nghĩ ra một chuyện cô đi từ cửu u giới vào hoa hạ là vì long động chủ giao nhiệm vụ cho cô. Nhiệm vụ kia chính là xác định vị trí của một tu sĩ tam phẩm con con dựa vào thông tin tình báo mà long động chủ cho cô, đáng tiếc là long động chủ còn chưa ra được khỏi cửa nhà thì đã chết ngắc. Sau đó, liệu yêu khinh vũ cảm thấy khí thức của thiếu niên tống thư hàng bên cạnh bạch tôn giả sao mà quen thế? Từ từ, khí thức của thiếu niên này chẳng phải chính là khí thức của tu sĩ tam phẩm con con mà long động chủ cho cô hay sao? Khi còn sống, Long động chủ đã hẹn rất nhiều động chủ khác trong Lai Sinh Sơn đi bao vây thiếu niên tên Tống thư Hằng này, rồi giết chết hắn, sau đó còn tiện tay giết luôn cả những tu sĩ nhân loại bảo vệ bên cạnh hắn, và bắt một đám khác về Cửu U giới làm lô đỉnh luyện công. Liễu Hiêu khinh vô tự nhiên thấy mắt mình ươn ướt. Lúc trước cô cứ nghĩ Long động chủ chết thảm quá, còn chưa kịp ra khỏi Cửu U giới thì đã bị Bạch Tôn giả dùng một thanh phi kiếm đóng đinh rồi. Bây giờ xem ra cho dù lúc đó Bạch Tôn Giả không đóng đinh Long động chủ, để hắn kéo theo một đám động chủ chạy tới đây thì cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Hơn nữa ban nãy cô còn nghe được, thiếu niên tên là Tống thư hàng kia đã phối hợp với những người rất lợi hại để bày ra Thiên La địa võng, đủ thứ cạm bẫy, chỉ chờ con mồi dâng mình lên cửa. Không cần nói cũng biết con mồi này chính là Long động chủ và các động chủ khác trong Lai Sinh sơn rồi. Không ổn. Ban nãy Thiếu niên kia và một tu sĩ nhân loại tên là Hiến Công Cư Sĩ đã nhận ra Cảm Bẫy có biến hóa, chẳng lẽ là các động chủ khác hành động rồi sao? Không được, ta phải nghĩ cách báo cho các động chủ khác, ở đây có Cảm Bẫy và cả Cường Giả Cường Đại Trấn giữ nữa. Nếu các động chủ khác mà hành động theo đúng kế hoạch của Long động chủ, đến đây tập kích thì không ổn rồi. Có khi còn ăn hành cả đám ấy chứ, nhưng cô phải làm thế nào để báo cho các động chủ đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, bạch tôn giả cường đại ở ngay bên cạnh, cô căn bản không thể nào mà truyền tin tình báo ra ngoài được. Liễu hiêu khinh vũ nôn nóng vạn phần. Người có tâm sự à? Đúng lúc này, giọng nói của bạch tôn giả vang lên ngay bên tai liễu hiêu khinh vũ. Liễu hiêu khinh vũ phủi sạch không tì vết. Không, ta chẳng có tâm sự gì cả. Bạch tôn giả mỉm cười nhấp một ngụm trà. Vừa rồi ngươi đang cảm ứng khí thức của thư hàng tiểu hữu, sau đó trở nên cực kỳ kích động đừng phủ định, vì chậu hoa ngươi đang cắm dễ là do ta tự tay chế tác, cho nên dao động cảm xúc của ngươi không tránh khỏi cảm. Ứng của ta được đâu? Liễu Hiêu khinh vũ. Đáng giận, thế này chẳng phải là cô chẳng còn chút riêng tư gì hết hay sao? Cho nên, có phải ta có thể kết luận là cô đang tìm thư hàng tiểu hữu vì một lý do nào đó không? Bạch Tôn giả mỉm cười nói. Liễu Hiêu khinh vũ. Ha ha ha, làm sao có thể? ta chưa bao giờ gặp thư hàng tiểu hữu này mà. Bạch tôn giả liếc nhìn liễu yêu khinh vũ rồi nói tiếp. Ban nãy khi hiến công đạo hữu nói có người đến gần cạm bẫy của hắn, thì dao động cảm xúc của người càng mãnh liệt hơn. Trận pháp của hiến công cư sĩ dùng khí tức của thư hàng tiểu hữu làm mồi. Tuy rằng không biết trong mấy ngày nay thư hàng tiểu hữu đã trải qua việc gì, nhưng ta có thể khẳng định một việc, đó là có một tên nào đó, hoặc một thế lực nào đó đang tìm thư hàng tiểu hữu mưu đồ gây rối mà vì một lý do nào đó nên hiến công cư sĩ và thư hàng tiểu hữu đã đạt thành một nhận thức chung, hai người đó đã bố trí trận pháp để dụ bắt kẻ tìm kiếm thư hàng tiểu hữu. Sắc mặt của Liễu Yêu Khinh vũ tái nhợt cả ra. Còn cần ta nói tiếp sao? Bạch Tôn giả thổi chén trà rồi cười ha hả mà hỏi. Ta, ta, Liễu Yêu Khinh vũ lắp ba lắp bắp, còn nói gì được nữa? Người ta đoán ra hết cả rồi. Ha ha Bạch Tôn giả cười khẽ sau đó tôn giả nhìn con long ma bị hóa thành dạng hổ phách trong trang bị không gian của mình ừm ngài có thể đoán được mục tiêu của thư hàng tiểu hữu và hiến công cư sĩ chính là nó bởi vì hiến công cư sĩ và thư hàng tiểu hữu bây giờ đang có một đặc điểm chung đó là tinh thần lực của họ đều quá khổng lồ và thể chất thì không theo kịp tinh thần lực chắc là cả hai người họ đều đang phiền não về tinh thần lực của mình nhỉ long ma dược tề là một lựa chọn không tồi cho nên vấn đề tới. Ngài có nên giao long ma cho Tống Thư Hàng và hiến công cư sĩ không đây? Thôi, đợi đi đã. Chẳng phải Thư Hàng Tiểu hữu đã nói đây là bí mật sao? Cho nên Bạch Tiền Bối quyết định cho Tống Thư Hàng một ít riêng tư cá nhân. Ngài là một tiền bối tốt, sau khi biết bí mật của hậu bối vẫn rất lịch sự giữ kín cho hậu bối nhé. Cho nên, tạm thời cứ để Thư Hàng Tiểu hữu tiếp tục giữ bí mật đi. Còn Long Ma thì chờ quay phim xong rồi tính." Bạch Tôn giả nói, "Sau khi quay phim xong thì ngài có thể dùng thi thể của con long ma kia làm thù lao cho Tống thư hàng và hiến công cư sĩ." Đến lúc đó chắc là thư hàng tiểu hữu và hiến công đạo hữu sẽ vui vẻ lắm nhỉ? Nếu bọn họ mà vui vẻ thì Bạch Tôn giả cảm thấy mình sẽ có cảm giác thành tựu ghê lắm." Nghĩ tới đây, Bạch Tôn giả nói với Liễu Yêu khinh Vũ, "Bây giờ long động chủ của ngươi đã chết rồi, ngươi là tù binh của ta." không cần bận tâm về long động chủ hay đám bè bạn của nó nữa. Về sau ta sẽ mang theo ngươi bên cạnh cả ngày lẫn đêm, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, thì sau này mỗi tháng ta chỉ bẻ tối đa 15 nhánh cây để chế tác phi kiếm thôi. Giao hẹn thế nhé. Liễu yêu khinh vũ. Giao cái gì mà giao? Hẹn cái gì mà hẹn? Ai hẹn với ngài? Mệt tim quá, làm một cây liễu yêu, cô mệt tim muốn chết đi được. Chấm ở nơi hiến công cư sĩ bầy trận pháp và cảm bẫy bảy chiến sĩ nhím biển bắt đầu sung phong dù chỉ có 7 người ít ỏi nhưng khí thế của chúng vẫn mạnh mẽ như thiên quân vạn mã chiến sĩ nhím biển cầm đầu quát khẽ cảm nhận được rồi kẻ vấy máu tươi của chiến sĩ nhím biển chúng ta đang ở ngay phía trước mau theo ta đi giết á à. lạch cạch đội trưởng đội trưởng không hay rồi đội trưởng đạp chúng bẫy rồi đồ đê tiện kia dám sắp xếp cảm bẫy ở đây Đừng quan tâm đến ta, các người xông lên giết hắn đi. Nếu đối phương bày cả bẫy thì nhất định đã có cảnh giác, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, các người mau xử lý hắn đi. Cạm bẫy này rất lợi hại nhưng không thể vây khốn được ta đâu. Ta nhất định sẽ thoát ra ngoài. Nhưng nói xong câu đó thì đội trưởng im bặt luôn, chẳng biết là chết toi hay là ngất lịm rồi. Sáu chiến sĩ nhím miển còn lại cắn răng một cái rồi nghe lệnh đội trưởng, lướt qua cạm bẫy tiếp tục xông lên phía trước theo sự dẫn dắt của đội phó. Một lát sau, áo, bùm, không xong rồi, đội phó cũng rơi vào cảm bẫy rồi, đồ đê tiện, không ngờ lại là cảm bẫy liên hoàn. Không cần quan tâm đến ta, các người mau xông lên giết hắn đi. Đội phó trầm giọng nói, giết giết giết, đồ đê tiện dám đặt bẫy chiến sĩ nhím biển chúng ta, nhất định phải chết trong tay chúng ta. Ở phía xa xa, hiến công cư sĩ giật giật khóe miệng, nhìn bảy kẻ mặc đồ đen ở dưới. Hiến công cư sĩ, thư hàng tiểu hữu người biết mấy tên này không? Chúng nó đến để tấu hài à? Trên người chúng nó không có khí thức dơ bẩn của cửu u giới, hiển nhiên chúng không phải là tà ma cửu u. Ngược lại, trên người chúng tràn ngập khí thức của yêu tộc ở biển, chúng là bán yêu à? Nếu ta đoán không sai thì mấy tên này hẳn là chiến sĩ nhím biển. Tống Thư Hàng xác định, chúng không phải là mục tiêu của chúng ta lần này, thế nhưng có lẽ chúng cũng lần theo khí thức của ta mà đến. Trước cuộc đua máy kéo có tay cầm, ta có giết vài tên chiến sĩ nhím biển ở trận chiến đoạn tiên đài của sở gia. Sau đó hình như trên người bị hạ ấn ký đồ hải đảm giả, chắc là ấn ký này đã dẫn đến việc chiến sĩ nhím biển trên toàn thế giới nhận ra khí thức của ta thì sẽ mò tới giết ta. Hiến công cư sĩ xoa cầm nhìn tống thư hàng. Thư hàng tiểu hữu có địch nhân kiểu này vất vả thật đấy. Đó là một chủng tộc đáng sợ." Tống thư Hàng nói. Hắn nhớ tới tên chiến sĩ nhím biển độc toái thiên quân kia. Hắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc với bản sách giáo khoa giáo dục bắt buộc 20 năm của chiến sĩ nhím biển được toái thiên quân ghi chú chi chít ấy. "Ngươi chết chắc rồi, dám giết chiến sĩ nhím biển." Lược phần giữa, hãy nhớ kỹ tên ta là chiến sĩ nhím biển độc anh dũng toái thiên quân, cái tên này sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng của ngươi hàng đêm chú thích, ở đây có tiếng cười ha 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 ha. Một chủng tộc khắc khổ học tập, một chủng tộc có chương trình học bắt buộc lên tới 20 năm, một chủng tộc thật đáng sợ. Thế nhưng trong đám chiến sĩ nhím biển này có một đứa thú vị lắm đấy. Hiến công cư sĩ nhìn mấy chiến sĩ nhím biển còn đang sung phong nói. mươi 659, người không tự tìm đường chết thì sống còn là thú gì nữa. Thú vị à! Tống Thư Hàng nhìn đám chiến sĩ nhím biển còn lại nhưng chẳng nhìn ra kết quả gì con chiến sĩ nhím biển thứ hai từ bên phải sang không phải là vật sống, mà là con rối. Hiến công cư sĩ lấy tẩu thuốc ra, và một hơi khói trắng, không ẩn thân nữa. Kẻ tới không phải là long ma cửu u giới nên hắn cũng chẳng cần phải che giấu, đám chiến sĩ nhím biển này thực lực không cao, chỉ một bàn tay hắn là có thể bóp chết rồi. Con dối ư, Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm con chiến sĩ nhím biển kia, thế nhưng cả đám chúng nó đều bọc mình trong áo đen, chỉ lộ mỗi hai mắt, nhìn thế nào mà ra là con dối vậy. Ta đi xuống đó xử lý mấy con chiến sĩ nhím biển này trước đã, không thể để chúng nó làm lãng phí những cạm bẫy mà ta bố trí được. Hiến công cư sĩ nói, hắn vất vả lắm mới sắp xếp được những cạm bẫy này, không phải là để dùng cho đám tôm tép kia. Sau đó hiến công cư sĩ nhảy xuống khỏi nóc biệt thự. Các chiến sĩ nhím biển dừng khượng lại, nhìn chằm chằm hắn với vẻ cảnh giác. Ha ha! hiến công cư sĩ cười khẽ một tiếng rồi vung tàu thuốc trong tay lên một con hỏa long cực kỳ sống động bị kích phát ra tàu thuốc này chính là một pháp khí hệ hỏa cực mạnh hỏa long dài chừng 20 mét khi nó hiện thân thì toàn bộ hơi nước trong không khí đều bốc hơi một luồng sóng nhiệt mãnh liệt ập tới thế nhưng khi đến gần biệt thự của ngư kiều kiều thì ánh sáng và nhiệt của hỏa long đột một biến mất hiến công cư sĩ đã sớm răng pháp trận phòng ngự xung quanh biệt thự để tránh khi chiến đấu lan tới nhà có pháp trận này bảo hộ, đám người cao mỗ mỗ trong biệt thự sẽ hoàn toàn không cảm giác được trận chiến bên ngoài. Hỏa Long quấn lấy đám chiến sĩ nhím biển. Kẻ mạnh nhất trong đám chiến sĩ nhím biển này chính là đội trưởng bị cảm bẫy nuốt chừng ngay từ đầu, cảnh giới tứ phẩm. Đám còn lại chỉ có tu vi tam phẩm, chúng nó căn bản không thể né tránh khỏi hỏa long của hiến công cư sĩ. Hỏa long vừa quấn một cái thì tất cả đám chiến sĩ nhím biển đã biến thành cho tàn, thân tử đạo tiêu chỉ trong một chiêu. Hiến công cư sĩ nhẹ nhàng gõ tàu thuốc của mình. Con hỏa long nó uốn lượn một vòng trên không rồi quay về trong tàu. Phù. Hiến công cư sĩ hít một hơi thỏa mãn và một luồng khói trắng nhìn về phía mặt đất bị hỏa long quấn quanh ban nãy. Chỗ đó có một con rối hình người như kim loại mà không phải kim loại, như gỗ mà không phải gỗ đang nằm. Lớp da chiến sĩ nhím biển ngụy trang của nó đã bị thiêu hủy. Thế nhưng con hỏa long khủng bố của Hiến công cư sĩ lại không thể đốt trụi con rối này mà chỉ có thể thiêu cháy tầng da của nó mà thôi có chút bản lĩnh đấy có lẽ con dối này là sản phẩm của mặc môn tính năng phòng cháy đúng là không tồi hiến công cư sĩ nói thản nhiên con dối nằm dạp trên mặt đất hơi nhúc nhích một chút rồi bỏ dậy trong hốc mắt của nó cài một thiết bị trông giống như mắt điện tử đôi mắt điện tử ấy nhìn hiến công cư sĩ và miệng nó phát ra tiếng khàn khàn không chỉ là thủ đoạn của mặc môn mà tầng ngoài của con rối còn có nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật phòng cháy chịu nhiệt cao khác. Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc này, tu sĩ chúng ta cũng không thể bảo thủ được. Ha ha, tiên sư khoa học kỹ thuật nhà ngươi. Cứ nhắc đến khoa học kỹ thuật là hiến công cư sĩ lại nhớ đến đầu đạn hạt nhân phát nổ ngay trên đầu hắn. Hiến công hắn trêu ai chọc ai hả? Đang bế quan yên lành thì tự nhiên bị một cái đầu đạn hạt nhân nổ táng vào đầu. Con rối hoạt động thân thể cứng ngắc trên thực tế thì vừa rồi nó bị hỏa long ảnh hưởng cho nên động tác hệt như máy móc vậy chắc chắn là có linh kiện nào đó bên trong đã bị hư hao rồi thế nhưng không sao cả dù sao con dối này cũng không định trở về nguyên vẹn mắt điện tử của nó đảo một vòng rồi tập trung vào tống thư hàng trên nóc nhà tìm thấy ngươi rồi con dối nói tống thư hàng chúng ta quen biết nhau sao sao lại tìm tới hắn chiến sĩ nhím biển thì hắn còn hiểu chứ con rối này thì có can hệ gì tới hắn đâu. Thế nhưng Tống Thư Hàng nhanh chóng nhớ ra một việc. Chẳng lẽ có liên quan đến tiên sinh kia sao? Chính là cái tên tiên sinh dắt chiến sĩ nhím biển và con dối ra người đến giả vờ nguy hiểm ở sở ra. Sau đó bản thân hắn đệ tử của thiên thủ môn cũng là một con rối và đã bị bạch tôn giả bất cẩn tháo nát cả ra ấy. Chúng ta không hẳn là quen biết. Con rối kia nói, nói đoạn, nó giơ tay nhắm thẳng vào Tống Thư Hàng như thể chuẩn bị tấn công hiến công cư sĩ đứng một bên cười lạnh con dối này coi hắn là không khí hay sao mà dám động thủ với tống thư hàng sao hiến công cư sĩ vung tay bắn ra một cái một trận pháp trên mặt đất bị kích hoạt vô số dây leo túa ra quân chặt lấy con dối nọ những dây leo này thậm chí còn xuyên vào người con dối và phá hư kết cấu bên trong của nó a a a con dối không hề phản kháng ngược lại nó còn phát ra tiếng cười đắc ý ngay sau đó thân thể nó đột nhiên bành trướng ra giữa con rối có năng lượng bùng nổ. Tự nổ sao? Hiến công cư sĩ hừ lạnh một tiếng, những dây leo chẳng chịt kia lập tức bao con rối thành một cái kén màu xanh lục. Uy lực của vụ nổ hoàn toàn bị hạn chế trong kén xanh, hệt như một quả bom xịt. Tống thư hàng trên nóc nhà cao mày. Vụ gì đây, tự nhiên tới ham dọa mấy câu xong tự nổ là thế nào? Hay là lúc con rối chỉ tay vào hắn thì đã tiến hành công kích gì đó rồi? Kiểu như ô nhiễm tinh thần chẳng hạn hay là nhờ bạch tiền bối kiểm tra toàn thân mình một tí nhỉ? Hiến công cư sĩ im lặng một lát rồi quay lại nhìn Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu Hữu người có cảm thấy gì khác lạ không? Tống Thư Hàng lắc đầu. Thế rốt cuộc hắn đến làm gì nhỉ? Hiến công cư sĩ vung tay lên, cái kén xanh lục hóa thành dây leo rồi chui vào lòng đất. Trong cái kén lục kia chỉ còn lại một ít linh kiện của con rối, những bộ phận chủ yếu tạo nên con rối đã biến thành cho tàn sau khi tự nổ rồi lấy một con rối quý giá như thế ra trả giá chỉ để gặp Tống thư hàng một lần, thì có ma nó tin. Thư hàng tiểu hữu, ngươi lại đây, ta kiểm tra cho ngươi một chút. Ta cứ thấy có gì đó sai sai." Hiến công cư sĩ nói. Tống thư hàng gật đầu rồi nhảy xuống khỏi nóc nhà, đứng xuống cạnh Hiến công cư sĩ. Hiến công cư sĩ kiểm tra Tống thư hàng một lượt từ trên xuống dưới. Thế nhưng trên người Tống thư hàng không có bất cứ phản ứng gì kỳ lạ không có nguyền rủa cũng không có vết thương nào. Hiến công cư sĩ không nghĩ ra, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi bảo. Đi, chúng ta tới chỗ bạch tôn giả, nhờ bạch tôn giả kiểm tra lại lần nữa cho ngươi xem sao. Lúc này, ở một nơi cách khá xa biệt thự của ngư kiều kiều, có một kẻ mai phục trong rừng sâu, nhìn đám chiến sĩ nhím biển bị diệt toàn quân với vẻ hờ hững. Ánh trăng dọi xuống chiếu sáng bộ dạng của thân ảnh đó, hắn chính là đường chủ của cửu nhãn giả ma đường trong vô cực ma tông. Khi vị đường chủ này ở trong vũ trụ, đã tận mắt chứng kiến hình ảnh linh hồn một đám cấp dưới của mình bị tống thư hàng còn là tu sĩ nhị phẩm siêu độ hết, làm cho hắn tức đến mức tí nữa thì phát khùng. Sau khi trở về địa cầu, hắn vẫn luôn tìm kiếm tống thư hàng. Hắn cũng bị khí thức của tống thư hàng phóng đại trong trận pháp cạm bẫy của hiến công cư sĩ hấp dẫn tới đây như chiến sĩ nhím biển, thế nhưng hắn không lỗ mãng như đám chiến sĩ nhím biển mà nấu mình quan sát trong chỗ tối là cạm bẫy hư chẳng lẽ là cạm bẫy để dụ ta ra ư? Đường chủ cửu nhãn già ma đường lẩm bẩm nói sau đó hắn cười lạnh ngu xuẩn bày cạm bẫy để hấp dẫn hắn là một quyết định quá sai lầm bây giờ hắn ở trong tối địch ở ngoài sáng chỉ cần có cơ hội là hắn có thể ra tay trong nháy mắt dùng một chiêu xử lý mục tiêu rồi chuồn lẹ không ai làm gì được hắn cả lui thêm một bước mà nói khi đã biết rõ là có cạm bẫy rồi thì hắn chẳng cần phải suốt ruột đi đối phó với tên tu sĩ còn con kia làm gì biết được vị trí của tên tu sĩ này rồi giờ hắn về tìm mấy đệ tử bình thường của vô cực ma tông theo dõi nó là được tương lai còn dài cơ hội chém tên tu sĩ con con kia thành trăm mảnh còn rất nhiều mà nghĩ tới đó đường chủ cửu nhãn già ma đường bèn lặng lẽ rút lui cửu u giới lai sinh sơn mấy vị động chủ tụ tập với nhau, đằng sau họ còn có các thủ hạ tinh anh. Ủa, Long động chủ đâu rồi? Sao không tới nhỉ? Long động chủ nóng lòng lắm, không phải hắn đã ra thế giới ngoài kia rồi đấy chứ? Lần trước nó nhận tin của Liễu Yêu cấp dưới xong là đi ngay đấy. Thế bây giờ chúng ta hành động thế nào? Không phải sợ, lúc đó chúng ta đã quyết định kế hoạch tác chiến rồi còn gì. Hơn nữa, Hôm đó Long động chủ đã cho ta cách định vị vị trí của Liễu Yêu cấp dưới nhà hắn, cây Liễu Yêu kia đúng là đã tới hoa hạ ở địa cầu rồi. Xem ra cô ta đã tìm thấy dư nhiệt của kim cương tự, chúng ta cứ làm theo kế hoạch thôi. Nếu có thể mang tên dư nhiệt kim cương tự kia về Cửu U giới giao cho sơn chủ thì nhất định chúng ta có thể có được phần thưởng nhiều không kể xiết. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ hành động theo đúng kế hoạch. Cửu U che chở chúng ta, chúc chúng ta hành động thuận lợi. Cửu U che chở. Mấy động chủ của Lai Sinh Sơn hẹn thời gian và còn chuẩn bị luôn cả thông đạo để đi tới địa cầu. Vạn sự đều đủ. Khi thời gian tới, chúng sẽ mang theo quân tinh nhuệ đột nhập vào hoa hạ ở địa cầu, sẽ giết chết tên Dương Nhiệt Kim Cương Tự. Không chỉ như thế, chúng còn muốn bắt một đám tu sĩ nhân loại làm tù binh để mang về cửu U giới. Ở nhà Dược Sư, cuồng đao tam lãng bị trói như cái bánh trưng treo ngược trên mái hiên, chẳng khác gì một cái bao cát tô thị a thất nói rất thản nhiên dược sư huynh ta giao tam lãng cho ngươi đấy cứ yên tâm mà giao cho ta đi ta cam đoan trong một năm tới mọi người sẽ không nhìn thấy tam lãng đạo hiếu dược sư đáp lại cũng thản nhiên không kém vậy tô mỗ xin cáo từ trước tô thị a thất chắp tay với dược sư tô huynh lên đường mạnh giỏi dược sư đáp lễ a thất a thất ngươi không thể tàn nhẫn như vậy được mau đãn ta đi với ta không muốn ở chỗ dược sư đạo hiểu đâu. Cuồng đao tam lãng hét dầm lên, thân mình bị treo giữa không trung lắc lư điên đảo. Tô thị A thất cười lạnh lùng rồi một đi không quay đầu lại, chỉ để lại cho cuồng đao tam lãng một bóng lưng cao ngạo. A thất, cuồng đao tam lãng chu lên thảm thiết khiến cho người ta phải sót hết cả lòng. chương 660, kịch bản ok, đoàn phim ok, diễn viên chuẩn bị. Tiếng chu chéo của cuồng đao tam lãng quá trói tai, thế là Giang Tử Yên bèn lấy khăn lụa bịt miệng hắn lại. Ú ớ ú ớ, cuồng đao tam lãng ú ớ mấy tiếng không cam tâm, đáng giận, nếu không phải công lực cả đời hắn đã bị phong. Ấn đến mức thấp nhất, thì với cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong của hắn, làm sao có thể bất lực cam chịu bị treo ngược ở đây chứ? Tam lãng đạo hiếu, tìm chết là một loại bệnh, phải trị. Dược sư nói, dược sư vừa nói vừa quấy mấy loại dược thủy trong tay, dược thủy có ba màu chính là đen, đỏ và xanh lá còn pha thêm một chút màu lam những màu sắc này trộn vào nhau tạo nên một thứ màu đáng sợ trong mắt cuồng đao tam lãng lộ rõ vẻ hoảng sợ hắn truyền âm nhập mật nói dược sư huynh ngươi muốn làm gì đấy bây giờ hắn đã bị phong ấn hết công lực chỉ có thể dùng kỹ xảo nhỏ như truyền âm nhập mật mà thôi cho nên để ta chữa cái bệnh này cho tam lãng huynh đi dược sư nói với giọng rất ôn hòa yên tâm thuốc này không đắng đâu sau khi uống xong thì ngươi sẽ không tìm chết nữa. Đừng mà, không muốn. Cuồng đao tam lãng liều mạng giấy ruộng, thân mình lắc như cái xích đua ở giữa không chung. Người không tìm chết thì có khác gì con cá khô đâu. Không tìm chết thì thà chết còn hơn, ta tuyệt đối sẽ không uống thứ thuốc đó. Chuyện này không phải là chuyện mà ngươi có thể quyết định được. Tử yên, túm tam lãng đạo hữu lại, thật là lớn thế này rồi mà vẫn còn muốn bị bóp mồm rót thuốc như trẻ con à thuốc đắng giã tật, uống vào khỏi bệnh đấy. Dược sư nói, dược sư huynh, chẳng phải ban nãy ngươi nói thuốc này không đắng sao. Ngươi bịp bợm thế, cuồng đau tam lãng truyền âm nhập mật gào lên. Ha ha ha, dược sư mỉm cười dịu dàng rồi bưng một bát lớn đi về phía tam lãng. Giang tử yên phối hợp với hắn lấy bịt miệng của tam lãng ra, sau đó cô giữ đầu tam lãng, không cho lắc lư nữa. Ngoan ngoãn uống thuốc này đi, tam lãng đạo hiếu dược sư lắc lư cái đầu, chiếc chuông trên đỉnh đầu vang lên len keng không dứt. Không được, đường đường cuồng đao ta, không uống là không uống. Cuồng đao tam lãng chí khí ngút trời. Ha ha, dược sư lại mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó hắn kết một thủ ấn, dược thủy trong bát bốc lên rồi chui vào miệng cuồng đao tam lãng như là vật sống. Đây là một thủ pháp luyện đan. Trong quá trình luyện đan, tu sĩ phải thường xuyên khống chế đan dịch, khiến cho đan dịch chảy trôi linh hoạt trong lò luyện dược sư rất am hiểu thủ pháp này. Cho dù bây giờ tam lãng đang treo ngược thì hắn cũng có thể khống chế đan dịch đổ thẳng vào dạ dày tam lãng. Dược sư huynh, người đang ép ta sao? Cuồng đao tam lãng đột nhiên nói với giọng nghiêm túc. Ta nói cho người biết, tam lãng ta có một tuyệt chiêu. Một khi ta dùng tuyệt chiêu này thì cả ta và ngươi đều không dễ chịu. Cho nên ta hy vọng dược sư huynh vẫn nên thả ta cho sớm là tốt, u ơ, u ớ mới nói được một nửa thì dược sư đã không nương tình đổ hết đan dịch vào mồm tam lãng đan dịch chảy ngược lên chui tận vào dạ dày của hắn mẹ ơi đắng cái vị quái gì tam lãng xanh cả mặt đây hoàn toàn không phải là thứ mùi vị mà bốn chữ thuốc đắng giã tật có thể hình dung đắng đến mức đầu lưới của hắn quéo lại dược sư cười ha hả giải thích với cuồng đao tam lãng đây là loại thuốc mà ta cố ý nghiên cứu ra vì cuồng đao tam lãng đạo hữu đáy thực ra có thể coi nó là một loại thuốc ức chế hưng phấn. Ta đã nghĩ rồi, lần nào Tam Lãng đạo hữu ngươi lao đầu tìm chết là lần ấy ngươi hưng phấn quá độ, cho nên thân thể bèn tìm chết mà không chịu nghe theo điều khiển. Loại dược thủy này sẽ ức chế hưng phấn của ngươi khi cảm xúc của ngươi bắt đầu kích động, thế là có thể giảm bớt xác suất tìm chết của ngươi xuống đáng kể đấy. Cuồng đao Tam Lãng trắng bệch cả mặt mày, ánh mắt thấm đượm vẻ sống chẳng còn gì lưu luyến. Nói cách khác, khao khát tìm chết của hắn sẽ bị ức chế ư? dược tề này đáng sợ quá đi mất. Không ngờ dược sư huynh lại có thể đối xử với ta như vậy. Người đang ép ta đó, ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu thật đó. Cuồng đao tam lãng nghiêm túc nói. Dược sư nhún vai. Cuồng đao tam lãng quay đầu sang, nhìn thẳng vào giang tử yên rồi bảo. Tử yên cô nương, ta nói cho cô một điều nhé, ta yêu cô. Từ hôm nay trở đi, lãng mỗ ta đây muốn bắt đầu theo đuổi cô. Ta tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành một đôi đạo lữ song tu. Đến lúc đó, tên ngu mốc dược sư này sẽ ngồi trong góc tường khóc thầm. Thế nào, có muốn yêu đương với lãng mỗ không? Không thèm. Giang tử yên từ chối một cách tuyệt tình. Quả nhiên không được sao? Sắc mặt của cuồng đao tam lãng bình tĩnh đến không ngờ. Quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ, Giang tử yên cô nương yêu dược sư sâu đậm thật nhỉ chuyện này ai ở trong nhóm cửu châu số một mà chẳng biết giang tử yên che miệng cười hai con mắt đã biến thành màu tím tả khí từ khi nào sư đồ luyến đúng là kích thích quá cuồng đao tam lãng nói dược sư muốn nện cha này quá đi thế này nhé giao dịch với ta đi giang tử yên cô nương cuồng đao tam lãng nói ta cam đoan trong vòng một năm sẽ đẩy được cô và dược sư huynh vào động phòng trở thành đạo lữ song tu của nhau có làm hay không, chắc là cô cũng biết năng lực của ta rồi. Có ta giúp đỡ, ta cam đoan sẽ khiến cho Dược Sư phải quỳ phục dưới bóng quần thạch lựu của cô. Cam tâm tình nguyện làm đạo lữ song tu với cô. Cô nói gì hắn phải nghe nấy, cả đời này không rời được khỏi cô. Chỉ cần bây giờ cô thả ta ra, một năm sau cô sẽ có được cả thân thể và linh hồn của Dược Sư. Dược Sư giật thoát trong lòng, vội vàng định ngăn cản cuồng đau tam lãng. Nói thật, ta động lòng đấy. Giang Tử Yên cười nói. Nhưng xin lỗi ngươi, ta từ chối. Đùa à, nếu cần có tam lãng giúp đỡ mới có thể trở thành đạo lữ song tu của dược sư thì chẳng phải chứng minh là mị lực của cô không đủ sao. Chỉ riêng điểm ấy thôi là cô đã không thể đồng ý được rồi. Cuồng đao tam lãng cả kinh thốt lên. Hả, hả, ơ kìa, không đúng, Tử Yên cô nương, sao cô lại không diễn đúng kịch bản thế? Cho dù không có người hỗ trợ, thì sớm muộn gì dược sư cũng là của ta. Giang Tử Yên cô nương nói rất mực tự tin. Đáng giận, kịch bản này không đúng. Tử Yên cô nương, cô suy nghĩ cho kỹ đi, nếu cô không hợp tác với ta, thì bao giờ ta được tự do, ta sẽ dẫn một đoàn tiên tử đến theo đuổi dược sư. Đến lúc đó, nhất định cô sẽ phải hối hận. Cuồng đao tam lãng uy hiếp. Ha ha ha. Giang Tử Yên cô nương bật cười, mười phần tả khí. Thế thì ngươi cũng phải được tự do trước đã." Cuồng Đao Tam Lãng bỗng cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc từ trán xuống tận gan bàn chân. "Không phải đâu, Tử Yên cô nương, ban nãy ta nói đùa thôi, ta nói mà không nghĩ, ta nói chơi thôi mà, cô đừng tính những lời vừa rồi, đó không phải là lời thật lòng của ta đâu, cô hãy quên những gì ta vừa nói đi." Giang Tử Yên cười hiền dịu. "Ha ha. Dược sư ở bên cạnh xoa cằm. Thuốc chị tìm chết thất bại à?" thuốc trị tìm chết chính là bát dược tề chữa bệnh tìm chết ban nãy. Xem ra thuốc không có hiệu quả rồi, bởi vì cuồng đau tam lãng vừa mới uống xong đã tìm chết ngay mấy lần liên tiếp. Tam lãng bị bệnh nặng quá hay là lượng thuốc chưa đủ, hay là mình tìm chưa đúng bệnh của hắn đây? Bình minh lên, trong đêm vừa rồi, ngoại trừ mấy tên chiến sĩ nhím biển đến quấy rối thì không còn chuyện gì khác nữa. Tống Thư Hàng nhờ Bạch Tôn giả kiểm tra tình hình thân thể của mình một lượt, không bị nguyền rủa cũng không bị công kích tinh thần trừ ấn ký đồ hải đảm giả ra thì cả người hắn cũng không có ấn ký nào mới bạch tôn giả cũng không kiểm tra ra vấn đề gì sáng sớm tống thư hàng day day chán chuẩn bị đi rèn luyện buổi sáng lúc này cao mỗ mỗ và thôn vân đại sư đều đi tới thư hàng cao mỗ mỗ nói với vẻ hưng phấn tuy hắn thức trắng đêm nhưng tinh thần lại rất hứng khởi cả thôn vân đại sư đứng cạnh hắn cũng dư thừa tinh lực. Sao sáng sớm ngày ra đã đến tìm ta thế? Tống Thư Hàng hỏi. Hôm qua ta và đại sư đã viết xong kịch bản phim rồi. Cao mỗ mỗ hưng phấn nói rồi đưa cho Tống Thư Hàng một chồng bản thảo. Hả? Tống Thư Hàng giật nảy cả mình. Viết xong câu chuyện chỉ trong một đêm, sau đó thôn vân đại sư còn chuyển thể xong kịch bản. Hôm qua đại sư và Cao mỗ mỗ uống nhầm thuốc à? hắn nhận kịch bản với vẻ ngạc nhiên rồi xem qua hình thức kịch bản với cách lồng thoại vào bối cảnh trông khá là nhức đầu tống thư hàng lật dở một hồi rồi hỏi cao mỗ mỗ câu chuyện chưa chuyển thể thành kịch bản đâu trong máy tính của tao nè cao mỗ mỗ vung vẩy máy tính dương dương tự đắc thế vào phòng tao nhé tao xem thử tống thư hàng nhận chiếc máy tính rồi bảo không ngờ hai người cao mỗ mỗ lại có thể hoàn thành kịch bản chỉ trong một đêm thế chẳng phải là có thể quay phim ngay được rồi sao? bây giờ chỉ cần các tiền bối trong nhóm cửu châu số một liên hệ được với đoàn phim, rồi tìm đủ diễn viên, thế là có thể quay phim ngay rồi đúng không? thế này thì chắc là bạch tiền bối sẽ vui lắm đây, tống thư hàng nghĩ thầm trong lòng. thế là hắn cầm máy tính đi vào phòng, chuẩn bị xem câu chuyện kia. đúng lúc này thì điện thoại của hắn vang lên. tống thư hàng lấy điện thoại ra thì thấy một dãy số xa lạ. hắn nghe máy alo xin hỏi ai đấy xin hỏi đây có phải là anh tống thư hàng không từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói như của phát thanh viên đúng là tôi đây tống thư hàng đáp chào anh tôi là thành viên của đoàn làm phim jacob chúng tôi nhận được lời mời của một vị tên là linh điệp tiên sinh đến đây để quay một bộ phim cho anh tống thư hàng bây giờ chúng tôi đã đến địa khu giang nam xin hỏi vị trí cụ thể của anh ở đâu ạ à? giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng lịch sự. Tống Thư Hàng, đoàn làm phim Jacob cốp ư, sao nghe cái tên này quen thế nhỉ, đó chẳng phải là tên của đạo diễn chứ danh thế giới sao. Trước đó ông ta và đoàn làm phim đã đến núi Như Đỉnh ở Văn Châu để quay ngoại cảnh mà. Nhận lời mời của Linh Điệp Tiên Sinh đến quay phim cho hắn. Linh Điệp Tiên Sinh chắc là Linh Điệp Tôn Giả, cha của Vũ Nhu Tử rồi. Linh Điệp Tôn Giả đúng là một tiền bối chu đáo và thích giúp đỡ hậu bối. Tống Thư Hàng chưa hề nhờ hắn, thế mà hắn đã chủ động tìm một đạo diễn và đoàn phim tầm cỡ quốc tế tới rồi. Thật không biết phải cảm ơn linh điệp tôn giả thế nào cho tốt đây. Thế là Tống Thư Hàng nói vị trí biệt thự của Ngư Kiều Kiều cho người nọ. "Vâng, anh Tống Thư Hàng, chúng tôi sẽ đến vào khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa." Mặt khác, không biết kịch bản ở bên anh đã xong chưa? Giọng nói trong điện thoại vô cùng nho nhã lễ độ. Tống Thư Hàng nhìn kịch bản trong tay mình, thật là khéo quá có kịch bản đã xong rồi audio điện tử võ tấn bền hết tập bốn người